Tối cường hệ thống đế hoàng chương 2319, ta chính là cái tặc. Kết thúc, Tây Môn Hạo một tay nhất chỉ, một tia ánh sáng đỏ thẳng đến chủ thánh tinh. Vù, phốc phốc, hồng quang bắn thủng khải nhạc chủ thánh tinh, một đợt mang đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Đinh, chúc mừng chủ nhân, tuôn ra thánh cấp hồng bao một cái, thỉnh ở chung quanh điểm lấy, sau một tiếng hồng bao tan biến. An tĩnh, giống như chết an tĩnh. Tới phiên ngươi. Tây môn hạo thiên cơ tán nhắm ngay kinh ngạc đến ngay người mị lệ, đưa tay bắn một phát. ầm, Đinh! Chúc mừng chủ nhân! Thu hoạch được bốn khỏa tứ giai tinh lực cầu, đã tồn vào tinh từ chiếc nhẫn. 20% tỷ lệ miểu sát xuất hiện, trực tiếp miễu sát một cái cửu tinh thánh tôn. Tỷ tỷ chạy mau! Tiêu sái cuối cùng phản ứng lại, lôi kéo tiêu tiêu liền chạy. Ha ha ha! Tiểu Hoa Nhi, chạy cái gì? Lão Phu muốn giết các ngươi sớm liền giết. Tây môn hạo một tay khiên thiên cơ tán hết sức trang bức cười nói. Ngươi, ngươi là cái kia lão tiền bối. Tiêu tiêu không có chạy, mà là nhìn xem chẳng qua là lục tinh thánh tôn Tây môn hạo. Trước mắt người này nói là thiếu niên cũng không đủ. Bỗng nhiên, nàng phản phất đoán được cái gì, khuôn mặt trong nháy mắt biến. Ngươi không phải tàn hồn, cũng không phải lão tiền bối. Ngươi, ngươi là trộn bạch thủy tinh tặc. Đúng vậy, nàng hiểu rõ, này cái gì viễn cổ lão tiền bối liền là cái đại lừa dối. Cái gì tàn hồn, cái gì viễn cổ đại năng, liền là một cái tặc A. À. Bằng không thì cũng sẽ không tiện tay đưa ra 50 hạt bạch thủy tinh. Còn có, bọn hắn vừa mới đi khoáng mạch thời điểm, cũng phát hiện bạch thủy tinh ít đi rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy đều là âm mưu của người này. Ha ha ha, tiểu nữ hoa hoa, lại bị ngươi đoán đúng rồi. Không sai, lão phu liền là cái tặc, bất quá ta không chỉ trộn bạch thủy tinh, vẫn là cái trộn tâm tặc. Tây Môn Hạo đưa tay nhéo nhéo tiêu tiêu khuôn mặt nhỏ, cảm giác kia. Chà chà, không nên thương tổn tỷ tỷ của ta. Tiêu sái xem xét Tây Môn Hạo vậy mà đối tỷ tỷ của mình động thủ, trường kiếm trong tay đâm về phía Tây Môn Hạo. Tây Môn Hạo trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến tiêu sái sau lưng, một phát bắt được cổ của đối phương, đến cực điểm nhất lên. Tiểu Hoa Nhi, đối đại lão nhân gia vì sao như thế thô lỗ? Phù phù tiêu sái bị tây môn hạo vung tay ném ra ngoài nhưng vào lúc này tiêu tiêu lại đột nhiên cũng đâm ra một kiếm bất quá hết sức đáng tiếc dùng thực lực của nàng còn không cách nào phá mở tây môn hạo slam thể làm sao hai chị em các ngươi liền là báo đáp như vậy các ngươi ân nhân tây môn hạo cánh tay bỗng nhiên biến dài nắm ở tiêu tiêu eo thuận tiện đem phía trên hồng bao giờ rồi đinh chúc mừng chủ nhân phát động hồng bao vụn trộm trộm ha ha tây môn hạo vung phi trảo liền ném vào hắc động rất nhanh phi trảo thu hồi phía trên nhiều một cái trương trữ vật cùng một cái túi tiền đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thánh tinh tệ hai mươi vạn đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bạch thủy tinh một trăm hạt ha 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 lại trở về còn kiếm lời tây môn hạo cười lớn ra bây giờ rời đi hắc ám không gian nhưng cùng lúc cũng bị tiêu tiêu một cước đạp ra ngoài đăng đồ tử đồ lưu manh Tiêu tiêu khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng khi nào bị người cợt nhã qua. Hắc hắc, tiểu nữ oa oa, có hay không ném đồ vật a? À? Tây môn hạo phản đến không vội vã đi, vậy mà bắt đầu trêu chọc em gái, dẫn theo rương trữ vật cùng túi tiền lung lay. Không có, tiêu tiêu đỏ lên khuôn mặt nhỏ thở phì phò nói. Ồ, tiêu sái tiểu oa nhi, ngươi đây. Tây môn hạo nhìn về phía tiêu sái. Không có, cái gì, vì cái gì mị lệ đồ vật tại ngươi cái kia. Tiêu sái nhìn chầm chầm túi tiền hỏi. Tây môn hạo nhìn thoáng qua, túi tiền bên trên theo lên vài miếng lá xanh, sau đó nhìn thoáng qua mị lệ. Ngươi nói là nàng. Ừm, túi tiền kia là ta cho mị lệ, bên trong còn có 100 hạt bạch thủy tinh. Làm sao tại ngươi cái kia? Chẳng lẽ các ngươi nhận biết? Tiêu sái trong nháy mắt cảnh giác. Cái này người liền nhận biết mị lệ đều dết, rốt cuộc là ai? Cái gì? Ngươi cái thứ không có tiền đồ ngươi lại đem tích lũy bạch thủy tinh cho cái này hồ ly lẳng lơ. Tiêu tiêu lập tức liền nổi giận, chỉ tiêu sái mũi mắng lên. Ta, ta, tiêu sái mặt đỏ tới mang tai nói không ra lời, cũng không biết là bị bị hù vẫn là thẹn. Chính mình đối mị lệ chân tâm thật ý, đổi lấy xác thực hãm hại lừa gạt, thậm chí kém chút mất mạng. Ha ha, xem ra hạo gia vụn trộn trộn liền tử thi cũng không buông tha. Tốt, phiền toái cho các ngươi giải quyết, hạo gia muốn đi tây môn hạo tế ra tinh du tháp tinh du tháp trong nháy mắt biến lớn ngươi ngươi không thể đi tiêu tiêu chỉ tây môn hạo hô làm sao nghĩ chiêu hạo gia làm con rể sao thật có lỗi hạo gia không cắm ngược môn đi không quấy rầy cuộc sống của các ngươi các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian xử lý một chút thi thể đi tây môn hạo nói xong trong nháy mắt chui vào tinh du tháp trong nháy mắt bay lên không ai ngươi ngươi tên gì Tiêu tiêu cũng không biết tại sao phải hỏi tên của đối phương. Mặc dù đối phương trước đó nói chính mình gọi, Tây Môn Nhật Thiên, nhưng đó nhất định là giả. Tây Môn Hạo, tiêu tiêu muội tử, không cần nhớ ta nha. Tây Môn Hạo thanh âm trên không trung phiêu đảng dâng lên. Phi, ai sẽ nghỉ ngươi? Tiêu tiêu gắt một cái, sau đó hai tỷ đệ nhìn xem tan biến tinh du tháp, này hí kịch hóa từng màn, nhưng hai người cảm giác có chút không chân thực. Mà đúng lúc này, theo trên không từng đạo đạo quan mang hạ xuống, một đội hơn 10 người tinh linh xuất hiện ở bên hồ. Lớn mật tiêu tiêu, tiêu sái. Vậy mà sát lục đồng tộc, tội phải làm chết. Cùng chúng ta đi gặp mặt tinh linh vương. Gặp, tiêu tiêu vẽ mặt đột biến, hiện tại tràn diện căn bản là không có cách nói rõ lý do. Ta, chúng ta không có, là bọn hắn muốn giết ta cùng tỷ tỷ Tiêu sái hốt hoảng giải thích nói. Hừ, chúng ta không có phát hiện bọn hắn muốn giết các ngươi, chỉ biết là khải nhạc công tử cùng mị lệ thành thi thể. Khải nhạc công tử gia gia thị trưởng lão, các ngươi liền cam chịu số phận đi, bằng không thì bị phạt là chúng ta. Bắt lại, cái kia tinh linh đội trưởng vung tay lên, hơn 10 người tinh linh xông tới. Tỷ tỷ, tiêu sái bắt lấy tiêu tiêu cánh tay, trên mặt đều là khủng hoảng chi sắc. Tiêu tiêu đây là cũng nhớ tới khải nhạc thân phận, đối phương có thể là tinh linh tộc một vị trưởng lão cháu trai, mà bọn hắn không quyền không thế, vô luận trách ai, bọn hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Đệ đệ đừng sợ, muốn chết chúng ta cũng chết cùng một chỗ. Đáng tiếc, hắn đi. Tiêu tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, có lẽ cái kia dây khải nhạc cùng mị lệ chết biến thái, có thể cứu bọn họ. Bắt lại. Đúng, 10 cái tinh linh xông lên. Mà liền lúc này, bỗng nhiên một đạo ánh bạc từ trên trời giáng xuống. Cộc cộc cộc. Tây môn hạo đứng tại tinh du tháp bên trên, đối những cái kia tinh linh một hồi bắn phá, sau đó hô lớn mau lên đây. Tiêu tiêu cùng tiêu sái sửng sốt một chút, sau đó đồng thời bay đi lên, rơi vào tinh du tháp lên. Không tốt, bọn hắn có giúp đỡ. Truy, đội trưởng kia vừa muốn bay lên không, lại thấy trên không rơi xuống một cái viên cầu. Oanh, viên cầu nổ tung, ánh lửa ngút trời, to lớn lực trùng kích đem 10 cái tinh linh nổ bay ra ngoài. Nhanh, nhanh thông tri tinh linh vương, có nhân tạo phản. Tây môn hạo, cảm ơn. Tiêu tiêu đối tây môn hạo liền ôm quyền, sau đó nhìn càng ngày càng xa tinh linh chủ tinh, vậy mà thương cảm chảy xuống hai hàng nước mắt. Tỷ, chúng ta thành phản đồ. Ô ô ô, tiêu sái lại khóc lên, căn bản không giống như là một cái cửa tinh thánh tôn, cũng không có trước đó đối tây môn hạo đùa nghịch da dáng vẻ. Cũng hứa là bởi vì làm người mình yêu mến dĩ nhiên thẳng đến đang lợi dụng chính mình, hơn nữa còn hương tiêu ngọc tổn, hoặc là bởi vì rời đi chủng tộc của mình, thành một cái không nhà để về người. Đều là ngươi nếu không phải ngươi chúng ta cũng sẽ không trở thành phản đồ tiêu sái bỗng nhiên nắm lấy tây môn hạo cổ áo lớn trống lên buông ra ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném xuống mặc dù ngươi bay được nhưng tuyệt so ra kém đằng sau truy binh tốc độ tây môn hạo nhàn nhạt nhìn xem tiêu sái hắn sẽ quan tâm này uy hiếp đệ đệ buông tay nói thế nào cũng là hắn cứu được chúng ta tiêu tiêu vặn bung ra tiêu sái thủ đoạn lúc này nàng so tiêu sái bình tĩnh nhiều đến rút một nhánh an ủi một chút. Tây môn hạo ngồi ở lỗ khảm trên ghế, mất đi cái hai tỷ đệ mỗi người một điếu xì gà. Sau đó trong lòng khẽ động, tinh du tháp xuất hiện một quan tráo, đem đỉnh chóp lỗ khảm bao lại. Bởi vì muốn đi vào sâu vũ trụ, tốc độ quá nhanh, bọn hắn tại bên ngoài sẽ rất khó chịu. Đến, học bộ dáng của ta. Tây môn hạo đốt lên xì gà, thật sâu hít một hơi, sau đó đem xê cần hen khói nôn tại tiêu tiêu trên mặt. Tiêu tiêu vốn muốn né tránh, đột nhiên cảm giác được tinh thần đại chấn, vội vàng đốt lên xì gà hút một hơi, quả nhiên rối bời tâm bình tĩnh lại. Đồ tốt, tiêu sái xem xét tỷ tỷ tán dương, cũng vội vàng nhóm lửa, hít sâu một cái, quả nhiên bình tĩnh rất nhiều. Cốc một chút rồi a. À. Tây môn hạo nghiêng dựa vào trên ghế. Tại sao phải trở về? Tiêu tiêu cũng không có đi vấn trách, mặc dù biết tất cả những thứ này đều là tây môn hạo âm mưu, nhưng đối phương cứu được hai người bọn họ lần đây là sự thật không thể chối cãi kỳ thật nói đến cũng trách bọn họ lúc ấy mang theo bảo tháp đi bên ngoài mặc cho hắn rời đi cũng sẽ không có hiện tại sự tình ai đáng yêu như vậy tiểu muội muội còn có chơi vui như vậy tiểu đệ đệ chết rất đáng tiếc tây môn hạo giả mù sa mưa thở dài nói ai là ngươi đệ đệ không cho phép ngươi còn nhỏ hơn ta đâu tiêu sái triệt để bình tĩnh lại biết đấu võ mồm ha 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 ta đến từ sáng thế không gian ngươi nói người nào nhỏ Tây môn hạo gõ gõ tàn thuốc, nhưng lực chú ý tất cả tiêu tiêu trên thân. Tinh linh A, à. chính mình vô nhan lão bà liền là tinh linh, có thể là cùng cái này thuần chủng so, huyết mạch phải kém rất nhiều. Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy mà có khả năng chui vào hai đạo cấm chế quặng mỏ. Tiêu tiêu nhưng không có tâm tư cùng Tây môn hạo đấu võ mồm, nàng muốn sờ sạch hư thật của đối phương. Khụ khụ, cái kia cái gì, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi, Tây môn hạo. Đến từ sáng thế không gian, dùng thí luyện tinh đệ nhất danh tiếng vào thiên thánh cung, thành làm đệ tử thân truyền. Lại dùng tư cách chiến đệ nhất danh thu hoạch được thánh học cung danh ngạch, vẫn là sát hạch đệ nhất danh, trở thành thánh học cung thiên điện học sinh. Nếu như không tin, có thể đi lớn nhất internet ra một chút, đây không phải bí mật. Tây môn hạo này bức trang, khiến cho hai tỷ đệ sửng sốt một chút. Ta tra một chút, tiêu sái có chút không tin, mở ra quan não. Có thể là còn không có xem xét trang web, liền tiếp thu được tinh linh vương phát cho toàn tộc bày tin tức. Tiêu tiêu, tiêu sái, hai tỷ đệ cấu kết ngoại tộc, thích giết chóc đồng tộc, đặc biệt toàn tộc truy nã hai người. Cũng hủy bỏ hai người tinh linh tộc thân phận, hết thảy tinh linh tộc gặp được đều có thể phản tộc tội truy nã. Tỷ tỷ, chúng ta bị toàn tộc truy nã. Xong, vĩnh viễn trở về không được. Tiêu sái nếu không phải hút xì gà, đoán chừng vừa khóc. Tốt, đừng khóc. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, đây vốn chính là trong dự liệu sự tình. Đã sớm nói ngươi, cách cái kia hồ ly lẳng lơ xa một chút, hiện tại tốt đi. Tiêu tiêu đối tiêu sái một hồi quát lớn, lòng của nàng làm sao không khó chịu. Tốt, các ngươi hai cái về sau liền theo ta trộn lẫn đi. Tây môn hạo trở về cứu hai người, chính là vì kéo hai cái tinh linh nhập bọn, ngược lại cũng là nhất tay sự tình. Đi theo ngươi trộn lẫn, ngươi có cái gì, cũng bởi vì thân phận của ngươi sao. Tiêu sái biểu môi một cái. Mặc dù đối phương mấy cái đệ nhất danh hiệu, nhưng cuối cùng chẳng qua là cái lục tinh thánh tôn. Hắc hắc, thánh học cung dạy học video tìm hiểu một chút. Tây môn hạo dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng vào thánh học cung dạy học video. Chính là không có dạy học video, hắn cũng có thể tự thân vì mọi người giảng bài. Cái gì? Thật, hai người vui mừng, thánh học cung chương trình học A. Nhiều ít người làm đi thánh học cung chết tại tuyển bạc bên trong. Ha ha ha, đi thôi, cùng ta đi vào chúng ta muốn gia tốc đằng sau có truy binh tới tây môn hạo đối hai người phát khởi mời tốt hai người cũng không do dự bởi vì bọn hắn không biết chỉ cần tiến vào bên trong cái kia chính là tây môn hạo thế giới bọn hắn chỉ để ý có thể hay không bị truy binh đuổi kịp cho nên mới không chút nghĩ ngợi đáp ứng xoạc ba người tan biến tại tinh du tháp đỉnh chóc tinh du tháp lỗ khảm trong nháy mắt tan biến vù tinh du tháp trong nháy mắt mở ra siêu cấp gia tốc trong chớp mắt liền biến mất tung tích. Rất nhanh, vài khung tinh du khí theo trong vũ trụ lướt qua, thẳng đến tinh du tháp chạy trốn phương hướng. Hoa Nga, không tệ A, à. đây là phòng điều khiển A, à. đủ lớn. Tiêu sái đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy phòng điều khiển. Cái này là cái kia bảo trong tháp sao, còn không sai cảm giác. Tiêu tiêu cũng tò mò đánh giá. Hai chị em bọn hắn một mực sống ở tinh linh tinh, có rất ít cơ hội làm cao giai tinh du khí đi xa tây môn hạo đã đình chỉ tầng thứ ba thời gian gia tốc cho nên này hai tỷ đệ còn không có bị khiếp sợ đến ai vì một chiếc tinh du khí chúng ta thành phản đồ ngẫm lại thật không đáng a à. tiêu tiêu mới biết mình cho rằng thượng cổ bảo vật liền là một chiếc tinh du khí hoặc là nói là có thể biến rất nhỏ tinh du khí có vẻ như cũng là điểm này đặc biệt giờ rồi tỷ tỷ ta cảm thấy không có gì có đáng giá hay không Tại tinh linh tinh chúng ta qua cũng không bằng ý, không bằng đi bên ngoài sông sáo. Tiêu sái tại không có lo lắng về sau, biến hết sức thoải mái dâng lên. Ồ, các ngươi qua không như ý. Các ngươi có thể hạ quặng mỏ giúp đỡ các ngươi tinh linh vương khai thác bạch thủy tinh, còn không như ý rồi. Tây môn hạo lấy ra một bầu rượu ngon, ba cái cái chén, toàn bộ rót đầy. Tiêu sái không khách khí bưng lên một chén, thưởng thức. Tạ ơn. Tiêu tiêu cũng ngồi xuống, cũng không có mang chén, mà là giải thích nói trợ giúp tinh linh vương khai thác bạch thủy tinh cũng không là chuyện gì tốt hơi không cẩn thận liền lại nhận trừng phạt mặc dù có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng cũng là tinh linh vương thiếu nợ ta nhóm tổ tiên năm đó muốn không phải chúng ta tiên tổ vì bảo vệ tinh linh vương ngã xuống chúng ta này nhất mạch cũng sẽ không như thế nghèo túng thì ra là thế xem ra các ngươi rời đi xem như đúng về sau đi theo ta trộn lẫn bảo đảm các ngươi trở nên nổi bật Tây Môn Hạo lại mở ra ngân phiếu khống. Ngược lại lừa gạt hai cái tinh linh, hơn nữa còn có một cái ban ngày có thể đánh, ban đêm cũng có thể đánh cực phẩm tinh linh, này mua bán không lỗ. Đương nhiên, tiêu sái cũng có chỗ thích hợp, tiểu tử này đầu óc linh hoạt, chẳng qua là tâm tính không đủ, ném cho tiểu cơ bồi dưỡng một phiên, về sau không chừng sẽ trở thành vì chính mình rất cốt giúp đỡ. Tiêu tiêu cùng tiêu sái trầm mặt, đi theo Tây Môn Hạo trộn lẫn, cũng là bọn hắn hiện tại bất đắc dĩ lựa chọn bọn hắn tại tinh linh nhất tộc liền không có cái gì thân nhân cùng bằng hữu, huống chi này mịt mờ thánh vực. Lại nói đối phương có thể để bọn hắn quan sát thánh học cung dạy học video, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tây môn, đại ca, ngươi trộm nhiều ít bạch thủy tinh A, tiêu sái tò mò hỏi, về sau hô lão đại ta đi, không nhiều, hơn ba ngàn. Tây môn hạo thản nhiên nói, cái gì, mẹ nó, hơn ba ngàn A, tiêu sái trực tiếp nhảy dựng lên, đây chính là một bút con số không nhỏ. Ngươi, ngươi làm sao móc ra? Cái kia tinh linh thần mũi tên chỉ có một nhánh A. Tiêu tiêu cũng là bị khiếp sợ đến. Ha ha, dạ, là chúng nó. Tây môn hạo chỉ chỉ ghé vào trên bàn trà môi cầu cùng tuyết cầu. Hai người nhìn lại, cuối cùng sáng tỏ. Vệ tinh trùng, trách không được, nhưng ngươi là thế nào tiến vào pháp trận? Tiêu tiêu tiếp tục hỏi. Đến, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết tây môn hạo đối tiêu tiêu ngoắc ngoắc đầu ngón tay ngươi truyền âm không được sao tiêu tiêu cảnh giác không được tây môn hạo tiếp tục ôm lấy ngón tay tiêu tiêu trợn trắng mắt sau đó đưa tới tây môn hạo cũng hướng phía trước một gom góp tại đối phương cái kia nhọn lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng nói không nói cho ngươi 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 vô lại tiêu tiêu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ không có nghĩ đến cái này tây môn hạo hư hỏng như vậy rõ ràng liền là đang trêu chọc chính mình nhất là vừa rồi cái kia hơi hơi nam tử khí tức, để cho nàng tâm như hưu con sông loạn. Tiêu sái thì là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hắn chợt phát hiện một vấn đề, tỷ tỷ của mình, bị trêu chọc. Đồng thời cũng đối tây môn hạo vô cùng bội phục, tỷ tỷ của mình cái dạng gì chính mình rất rõ ràng, trừ mình ra cái này đệ đệ bên ngoài, gần như không làm sao cùng trong tộc khác phái nói chuyện. Ha ha ha, đa tạ khen ngợi, tây môn hạo hết sức không biết xấu hổ cười nói. Hừ, tiêu tiêu lệch ra đầu dứt khoát không để ý tới tây môn hạo mở ra quan não sau đó tại thánh vực lớn nhất địa chỉ internet bên trên thâu nhập tây môn hạo tên trong nháy mắt hàng loạt tin tức lóe lên gọi tây môn hạo đích xác rất ít người nổi danh càng ít cho nên nàng lấy được tất cả đều là tên trước mắt này tin tức mặc dù rất đơn giản nhưng lại cùng đối phương nói không hai đối phương xác thực theo đi tới thánh vực liền như là bậc hát chủ yếu nhất là Đối phương đi vào thánh vực bất quá ngắn ngủi chừng 20 năm, nhưng từ thánh nhân đột phá đến lục tinh thánh tôn, đây quả thực là cái yêu nghiệt A. À. Làm sao? Có phải hay không rất bội phục hạo gia? Không muốn sùng bái ca A, à, bằng không thì ngươi sẽ yêu ca. Tây môn hạo đã làm hơn 3 tháng, gặp được xinh đẹp như vậy tinh linh, không trêu chọc không phải tây môn nhật thiên. Không biết xấu hổ, tiêu tiêu thật nghĩ rời đi nơi này, đi bên ngoài chính mình bay lượng. Thần tượng A, à, đại thần, dạy một chút ta quá. Tiêu sái nhìn xem Tây Môn Hạo con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Dạy ngươi cái gì? Trêu chọc em gái A. À. Miễn cho lại bị lừa. Tiêu sái thẳng thắn, hoàn toàn không thấy mình tỉ tỉ cái kia giết người tầm mắt. Ha ha ha, không có vấn đề, ngồi này, ca thật tốt truyền thụ cho ngươi một viên. Tây Môn Hạo càng ngày càng cảm thấy cái này tiêu sái có ý tứ, có lẽ về sau thành chính mình em vợ, sinh hoạt không nên quá buồn tẻ. Tạ lão đại. Tiêu sái dây thu nhỏ đệ, tiến đến tây môn hạo bên người rửa tay lắng nghe. Ai? Ta sai rồi. Ta thật sai. Tiêu tiêu thở dài đứng dậy, đi tới trước màn ảnh lớn, nhìn xem bên ngoài tốc độ cao rút lui phong cảnh, mới phát hiện cái này lục giai tinh du khí tốc độ thật vô cùng nhanh. Ngũ trưởng lão, đối phương tinh du khí quá nhanh, sắp mất dấu. Một tên tinh linh chầm chầm lên trước mặt màn hình lớn, phía trên một đạo ánh bạc càng ngày càng ảm đạm. Ở sau lưng hắn, đứng tại một tên đã có tuổi tinh linh, mặc dù đã có tuổi nhưng không phải rất già, còn hết sức anh tuấn. Người này là tinh linh tộc ngũ trưởng lão, Khải Nhạc gia gia, cây. Làm sao? Chúng ta này bắt giai tinh du khí đều đuổi không kịp sao? Đối phương cấp bậc gì? Két mặt âm trầm, cháu của mình bị đồng tộc sát hại, đây là sỉ nhục lớn lao, là đánh mặt của hắn. Mặc dù con cháu của mình không ít, nhưng cái này liên quan tại đến vấn đề mặt mũi cho nên đạt được tin tức sau liền tự mình đuổi theo ngũ trưởng lão khoảng cách quá xa vô phương biết được số liệu nhưng căn cứ tốc độ phán định thấp nhất cũng cùng chúng ta cùng cấp hừ nghĩ không ra cái kia hai tên phản đồ vậy mà tìm được như thế mạnh giúp đỡ cây xa trong mắt lập lòe nồng đậm sát ý vứt bỏ cái khác tinh du khí toàn lực truy kích ta ngược lại muốn xem xem là ai dám khiêu khích chúng ta tinh linh nhất tộc đúng cứ như vậy lục giai tinh du tháp ở phía trước bay Bắt giai tinh linh tộc Tinh Du khí tại đằng sau truy, Tinh Du tháp nhảy vọt, bọn hắn cũng nhảy vọt, đuổi sát không buông. Trong chớp mắt, 7 ngày trôi qua, tinh linh tộc Tinh Du khí vẫn không có đuổi kịp. 7 ngày thời gian, Tây Môn Hạo cùng Tiêu Sái đã trộn lẫn thành anh ruột nhóm. Hút thuốc, uống rượu, nói chuyện phiếm. Tây Môn Hạo cái này đại lừa dối, lừa dối một cái có chút đơn thuần tiểu tinh linh còn không dễ dàng. Đến mức đến cuối cùng, Tiêu Sái bị dao động kém chút thành Tây Môn Hạo em vợ giúp đỡ đối phương treo chọc tỷ tỷ của mình. Ách, lão đại, tiểu đệ bội phục ngươi chết bầm. Ngươi, ngươi thật mạnh. Ách, các loại, các loại có cơ hội, ta tìm được chân ái, nhất định, nhất định phải cảm ơn ngươi. Ách, tiêu sái uống nhiều quá, thật uống nhiều quá. Ở trong tộc một mực thận trọng, nhưng bây giờ hắn triệt để thả bản thân. Ha ha ha, yên tâm, nhân gian tự có chân tình tại. Nắm ta giao cho ngươi những cái kia dùng tốt muội tử không là vấn đề. Dạ, ngươi nhìn ngươi tỷ đều không dám đến đây, sợ nhịn không được yêu ta. Tây môn hạo ông tiêu sái bả vai, giọng giạc nói hưu nói vượng. Tiêu tiêu phản phất đã miễn dịch, liền ngồi ở trong góc nhắm mắt tĩnh tọa. Đệ đệ của mình xem như triệt để bước lên tây môn hạo thuyền hải tặc, nàng cũng không thể tránh được. Hắc hắc, lão đại, cái này, này bức trang tốt, bất quá làm sao nghe được có chút, có chút không biết xấu hổ. Tiêu sái say khướt giơ ngón tay cái lên. Tay môn hạo nhếch miệng lên. Nhớ kỹ tán gái đại pháp đầu thứ nhất, da mặt muốn dày. Hắc hắc, nói, ngươi ngâm qua bao nhiêu? Tiêu sái mập mờ cười nói, ta, liền một cái, còn không có cua được đây. Ai vậy? Tỷ ngươi a, à? Không phải đâu, ngươi như thế kinh nghiệm phong phú lão tài xế, vẫn là cái chim non. Tiêu sái đều tỉnh rượu không ít. Hắc hắc, nhìn nhiều xem những cái kia ban ngày không cho gieo tiết mục, không đi học sẽ. Tây môn hạo miệng lưỡi dẻo quẹo. Đủ rồi, thật sự là đủ. Tây môn hạo, thả ta ra ngoài, ta muốn rời khỏi. Tiêu tiêu cuối cùng lại một lần nữa bạo phát, la hét muốn rời khỏi. Đây đã là thứ N lần, có thể là nàng căn bản ra không được, cùng bản tìm không thấy môn. Hắc hắc hắc, lão đại, tỷ ta lại tức giận, ngươi đi an uy hiếp, ta, ta ngủ, sẽ. Tiêu sái ngã đầu liền ngủ, rất nhanh liền đánh lên hãng, là thật uống nhiều quá, hoặc là nói là bị Tây Môn Hạo rất nhiều. Tây Môn Hạo nhìn xem ngủ thật say tiêu sái, trên mặt hiện lên âm mưu nụ cười như ý. Cái này chuyên nghiệp hố tỷ 100 năm tiêu sái, quá mẹ nó thú vị. Kỳ thật muốn không phải đối phương lúc trước ngăn cản, nhưng tiêu tiêu trực tiếp mang theo rời đi, cũng sẽ không xuất hiện lúc này loại cục diện này. Ngủ đi em vợ, chờ ngươi tỉnh lại ngươi liền sẽ phát hiện quan hệ của chúng ta biến. Tây Môn Hạo đứng dậy, sau đó hướng đi ngồi ở trong góc tiêu tiêu này tinh linh mụi tử trò chuyện biết tiêu tiêu mở mắt nhìn xem thân sĩ tây môn hạo bỗng nhiên hoảng hốt một thoáng đối phương lúc này khí tức quá mức thánh khiết trong mơ hồ còn có một cổ vô hình mị lực ở trong đó trò chuyện trò chuyện cái gì tiêu tiêu có chút ngượng ngùng nói chuyện mấy ngày nay ngày ngày bị trước mắt cái này soái ca trêu chọc kéo để cho nàng phát sinh biến hóa rất lớn nhất là nhìn qua tư liệu của đối phương về sau mơ hồ có chút sùng bái. Hắc hắc, tùy tiện tâm sự chứ sao. Tây môn hạo ngồi ở tiêu tiêu bên người, sau đó ôm một cái bả vai của đối phương, tuyệt không thách khí. Tiêu tiêu vùng vẫy mấy lần, có thế là thế nào có thể tránh thoát mở. Đành phải mặc kệ chiếm tiện nghi. Ngươi, ngươi thật không có, không có nữ nhân. Nàng cũng không biết tại sao phải hỏi như vậy, chỉ muốn nghe được đối phương nói, không có. Trước kia có, hiện tại không có, ngươi xem, nếu như hiện tại, nếu như mà có, còn có thể một người ra tới du ngoạn. Tây Môn Hạo trong lời nói có lời, chỉ nhìn Tiêu Tiêu Lý giải ra sao. Tiêu Tiêu chớp chớp đôi mắt sáng, nghĩ nghĩ đối phương đi vào thánh vực bất quá 20 năm, lại có thể tu luyện hiện tại, nhất định là chuyên tâm tu luyện chịu khó người. Đối phương nói trước kia, có lẽ là sáng thế trong không gian có, mà sáng thế không gian nữ nhân, chỉ cần tách ra, mong muốn tại thánh vực gặp nhau, hy vọng cực kỳ xa vời. Cho nên Nàng lý giải sai. Ngươi thích ta. Tiêu tiêu cố lấy dũng khí. Quay đầu nhìn xem Tây môn hạo. Tây môn hạo cười không nói. Ông đối phương đứng dậy. Cười nói. Đi. Nhưng ngươi cảm thụ một chút này tin du tháp chân chính bí mật. Chân chính bí mật. Tiêu tiêu không hiểu. Này không phải liền là một chiếc tinh du khí sao. Ha ha. Đi thôi. Biết nơi này bí mật về sau. Ngươi có thể liền là người của ta nha. Tây môn hạo cười cái kia đảng A. Bí mật gì A? ngươi liền không thể. Ta đi. Tiêu tiêu lời nói vẫn chưa nói xong, liền đến tinh du tháp tầng thứ hai, trong nháy mắt cảm ứng được nơi này thời gian liền tốc độ chảy thật nhanh a. À. Lúc. Thời gian. Thời gian gia tốc. Đây là thời gian gia tốc. Thật bất khả tư nghị. Mấy lần. Cấp 3A. Trời ạ. À. Tiêu tiêu triệt để choáng váng. Thánh vực thời gian gia tốc hiếm thấy. Gấp 3 thời gian gia tốc càng là phượng mau lân giác. Hắc hắc. Thế nào? Cái này là tinh du tháp chân chính bí mật. Khoan hãy nói, các ngươi ban đầu là thật nhặt được bảo nha. Tây môn hạo càng ngày càng làm càng, mà tiêu tiêu đang đang kinh ngạc đến ngay người bên trong, không có chú ý tới tây môn hạo đang ở chiếm lợi lớn. Trách không được, trách không được ngươi ngắn ngủi chừng 20 năm liền từ nhất tinh thánh nhân tăng lên tới lục tinh thánh tôn. Trách không được, không đúng, coi như là gấp ba giảm tốc độ cũng bất quá ngắn ngủi 60 năm, ngươi vì cái gì nhanh như vậy. Tiêu tiêu phản ứng lại, quay người nhìn xem Tây Môn Hạo, khoảng cách của hai người trong nháy mắt không phân khác biệt. Hắc hắc, Hạo gia có thể là một thiên tài, không chỉ tu luyện nhanh, yêu đương cũng rất nhanh nha. Bắt đầu, Tây Môn Hạo lại bắt đầu. Cái gì? Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ha ha ha, chính là cái này. Tây Môn Hạo trực tiếp ôm lấy Tiêu Tiêu, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào gian phòng của mình. Bành, cửa phòng đóng cửa. Tây Môn Hạo nói không sai, hắn thật rất nhanh. Bảy ngày thời gian, cứ như vậy lừa gạt một cái tiểu tinh linh. Ngũ trưởng lão mau nhìn, tốc độ của bọn hắn chậm. Nhìn chầm chầm màn hình tinh linh bỗng nhiên chỉ màn hình lớn hô. Chỉ thấy phía trên đã không còn là một đạo ánh bạc, mà là một tòa bay thật nhanh bảo tháp, nói rõ tốc độ chậm lại. Đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần cây đột nhiên mở to mắt, cơ hồ kiểu thuấn di đến trước màn ảnh lớn. Quả nhiên chậm. Ha ha ha. Truy. Đuổi theo. Đợi cho công kích khoảng cách trực tiếp khai hỏa. Đúng, cái kia tinh linh tốc độ cao gọi ra trí năng quan não, bắt đầu ra lệnh, tinh du khí tốc độ lần nữa tăng lên. Vì cái gì chậm? Ân, Tây Môn Hạo cái kia lãng hóa chơi này, quên đi sử dụng siêu cấp gia tốc. Mà tiểu tiểu hề thì là dựa theo cố định hướng dẫn đường đi bay lượng, mà hề hề đi thăng cấp, cho nên tinh du thác thuộc về lái tự động hình thức. Tiêu tiêu đã bị Tây Môn Hạo triệt để công hãm, bởi vì là gấp 3 gia tốc, các nàng đã sớm quên đi thời gian. Tây môn hạo gia hỏa này, nhẫn nhịn mấy tháng, sức chiến đấu sao mà dũng mãnh Mà tiêu tiêu bắt đầu cũng không biết vì cái gì, cứ như vậy lên Tây môn hạo thuyền hải tặc sau này dứt khoát lựa chọn tiếp nhận. Dù sao, xuất khí, tiền nhiều, tư chất yêu nghiệt nam nhân khó tìm. Kỳ thật Tây môn hạo muốn cùng tinh linh tộc nam nhân so ra thật đúng là không bằng, tinh linh tộc nam nhân là thánh vực nhất tuấn lãng nam nhân, nữ nhân thì là nữ nhân đẹp nhất. Nhưng Tây Môn Hạo có tinh linh tộc không có nam nhân khí chất không phải mỗi nữ nhân đều ưa thích tiểu thịt tươi các nàng cần chính là có nam tử khí khái bạn lữ đương nhiên chủ yếu nhất là tiêu tiêu triệt để hiểu lầm tây môn hạo coi là đối phương tại thánh vực lẻ loi một mình có thể là lên phải thuyền giặc sau mới biết được đối phương không chỉ có bạn lữ mà lại còn không chỉ một cái mà là hai cái ô ô ô tây môn hạo người hố ta ô ô ô tiêu tiêu dùng sức đấm tây môn hạo ngực cảm giác mình bị hố chết rồi cuộc sống sau này nàng đem phải đối mặt lấy cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ tây môn hạo sinh hoạt cái này khiến nàng cái này tiểu tinh linh không thể chịu đựng ha 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 ta đều nói rồi hiện tại nơi này không có lão bà của ta ta thật không có lừa ngươi a à. không ít người nhưng đều là thuộc hạ của ta chờ một hồi giới thiệu cùng ngươi quen biết tây môn hạo cái này không biết xấu hổ để người ta hô hố mới nói lời này sao có thể nhường tiêu tiêu không khí nhưng sinh khí thì có biện pháp gì ván đã đóng thuyền, gạo sống vừa thành thục cơm. Còn nữa nói, Tây môn hạo kỹ thuật. Tiêu tiêu bỗng nhiên bụng mặt cúi đầu. Ngươi, ngươi về sau nhất định phải tốt với ta, không cho phép khi dễ ta. Bằng không thì, bằng không thì ta liền giết ngươi. Tiêu tiêu biết cái này uy hiếp rất trắng bệch vô lực, nhưng nàng có biện pháp nào. Ha ha, yên tâm tiểu tinh linh, hạo gia thường xuyên khi dễ người, nhưng xưa nay không khi dễ nữ nhân của mình. Nơi này về sau chính là nhà của ngươi, tại đây bên trong, tốc độ tu luyện của ngươi là của người khác gấp 2, đi theo ta, sẽ để cho ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tây môn hạo lời này tuyệt đối không có trộn nước điểm, đi theo hắn người, cái nào không phải đang ở tốc độ cao thông hướng nhân sinh đỉnh phong. Lời của ngươi ta nhớ kỹ, nếu như ngươi phụ ta, ta không giết cũng sẽ đi chết. Ngược lại ta hiện tại chẳng còn gì nữa. Ha ha ha, yên tâm, có ta là đủ rồi. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tìm em vợ đùa giỡn một chút tây môn hạo điểm một mực xì gà rời khỏi phòng chỉ để lại tiêu tiêu ngồi ở chỗ đó trong lòng ngũ vị tạp trần ngượng ngùng hối hận giận dữ hạnh phúc chờ một chút các loại đủ loại tâm tình ở trong lòng vườn quanh để cho nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang chủ nhân chủ nhân cảnh báo cảnh báo một chiếc bát giai tinh du khí đang đến gần tây môn hạo vừa tới tầng thứ ba tiểu tiểu hề cảnh báo liền vang lên ôi không Ngươi thế nào không nói sớm? Tây môn hạo vội vàng chạy tới trước màn ảnh lớn, quả nhiên thấy một chiếc như là một cây đại thụ tinh du khí càng ngày càng gần. Chủ nhân, ngài đang ở xử lý, việc lớn, không có đặc biệt khẩn cấp tình huống, tiểu tiểu hề không dám quấy rầy ngài. Tiểu tiểu hề lời nhường Tây môn hạo mặt mo đỏ ửng, chính mình chỉ mới nghĩ lấy trong khoảng thời gian này đè ép tức giận, đều quên đằng sau còn có truy binh. Cái kia cái gì, sử dụng siêu cấp gia tốc, hất ra bọn hắn. Tây môn hạo hạ lệnh chủ nhân thoát không nổi bọn hắn tinh du khí là bát giai tinh du khí lắp đặt từ hút hệ thống đã viễn trình hút lại tinh du tháp trừ phi đến bước nhảy không gian điểm tiến hành bước nhảy không gian bằng không thì rất khó vứt bỏ tiểu tiểu hề lời nhường Tây môn hạo tâm lại là mát lạnh vậy liền để bọn hắn hút lấy đi không cần rút ngắn khoảng cách Tây môn hạo còn có thể làm sao xử lý hề hề không nữa căn bản là không có cách quấy nhiễu đối phương quan não. Vâng thưa chủ nhân, tiểu tiểu hề tăng nhanh tốc độ, nhưng phía sau tinh du khí rõ ràng cũng đi theo tăng nhanh tốc độ. Này từ hút hệ thống tựa như là dẫn dắt, tinh du tháp dẫn dắt phía sau tinh du khí, chỉ có thể co lại cự ly ngắn hoặc là bảo trì hiện tại, căn bản là không có cách kéo ra càng khoảng cách xa. Ha! Dễ chịu a à. Rất lâu không ngủ thoải mái như vậy, lão đại, ta ngủ bao lâu? Tiêu sái cuối cùng tỉnh lại. Không biết, không có một ngày. Tây môn Hạo không rảnh phản ứng đối phương, không có một ngày là hắn căn cứ gấp ba thời gian gia tốc thuận miệng nói. Hắn cùng tiêu tiêu tại tầng thứ hai chơi đùa không đến một ngày, này tầng thứ ba khẳng định không có có một ngày á, mẹ nó, đây không phải ngũ trưởng lão tinh du ký sao? Mụ mụ a, à, lão già này tự mình đuổi tới a, à? tiêu sái bỗng nhiên tiến tới Tây môn Hạo bên người hô kêu lên, ngũ trưởng lão, Lợi hại sao? Tây môn Hạo cũng không quay đầu lại hỏi, cái này thế nào nói sao ngoại trừ tinh linh vương liền là già già rồi mặc dù là ngũ trưởng lão nhưng nghe nói là nghe nói a à. cụ thể ta cũng không rõ ràng nghe nói ngũ trưởng lão là một vị thánh tiên cụ thể mấy tin không rõ ràng mẹ nó thánh tiên a à. thánh thần đô khó như vậy giết thánh tiên làm sao làm a à. tây môn hạo cũng có chút sợ thánh thần ngươi giết qua tiêu sái hơi hơi nghiêng đầu từng giết qua hai cái Tây Môn Hạo thuận miệng đáp: "Thần tượng a, siêu cấp vô địch lớn thần tượng a." Tiêu Sái đơn giản bội phục chết Tây Môn Hạo. Tây Môn Hạo mỉm cười, không có nói rõ nguyên nhân, mà là nhìn xem cái kia cắn chặt không thả tinh du khí, sờ lên cầm. "A, à, tỷ ta đâu?" Tiêu Sái quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy tỷ tỷ của mình. "Khụ khụ, cái kia." Tiêu Sái a, về sau hô tỷ phu. Tây Môn Hạo cũng không che giấu. "Mẹ nó, tỷ phu." "Ai?" Tây Môn Hạo cao hứng đáp ứng, mà tiêu sái còn tại mộng bức bên trong, một hồi lâu mới phản ứng lại, bóp lấy Tây Môn Hạo cổ hô. Súc sinh, ngươi có phải hay không đối tỷ tỷ của ta dùng sức mạnh rồi? Mặc dù ta rất nhớ ngươi làm tỷ phu của ta, nhưng cũng muốn tỷ tỷ của ta đồng dạng mới được. Súc sinh, ngươi cái súc sinh. A, à, tiêu sái dùng sức lắc lư Tây Môn Hạo đầu, giao động Tây Môn Hạo đầu óc choáng váng. Đệ đệ, ngươi đang làm cái gì? tiêu tiêu bỗng nhiên xuất hiện tại tầng thứ ba trên truyền tống trận tỷ tỷ tiêu sái buông lỏng ra tây môn hạo mấy bước đến tiêu tiêu trước mặt lôi kéo tỷ tỷ mình tay ân cần hỏi han tỷ tỷ súc sinh kia đối với các ngươi làm sao vậy có phải hay không nắm đối ngươi dùng sức mạnh rồi Nói nhăn gì đấy ta cùng ngươi cùng tỷ phu ngươi lưỡng tình tương duyệt tiêu tiêu lúc nói lời này chính mình cũng thẹn hoảng chính mình nhưng thật ra là bị tây môn hạo trấn áp thô bạo lưỡng tình tương duyệt các ngươi tiêu sái buông lỏng ra tiêu tiêu quay đầu nhìn về phía tây môn hạo ha 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 em vợ lần này tin a à. đến vì chúng ta trở thành người một nhà chúc mừng một phiên tây môn hạo phất tay tại trên bàn trà trưng bày một chút mỹ thực cùng rượu ngon tiêu sái tỷ phu ngươi nói đúng chúng ta sau này sẽ là người một nhà đi theo tỷ phu ngươi trộn lẫn ngươi sẽ không hối hận tiêu tiêu đã kiến thức đến gấp ba thời gian gia tốt chỗ tốt đạp vào nhân sinh đỉnh phong đã không phải là việc khó gì. Tiêu Sái vẫn còn có chút mộng bức này mẹ nó cũng quá đột nhiên a. À. Chính mình ngủ một giấc công phu, tỷ tỷ mình theo nữ hài biến thành nữ nhân, lão đại của mình biến thành tỷ phu của mình. Tới a. À. Một hồi bọn hắn đuổi theo, nhưng liền không có công phu chúc mừng. Tây Môn Hạo ngồi ở trên ghế salon, điểm một điếu si gà. Bọn hắn đuổi theo tới, Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới trước màn ảnh lớn xem xét phía trên kia màu xanh lá đại thụ tinh du khí, vẻ mặt lập tức đại biến. Đúng, là ngũ trưởng lão cây tinh du khí. Tây môn hạo, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc hắc, yên tâm, bọn hắn tạm thời đuổi không kịp đến, đến, chúc mừng một thoáng, ngươi cũng khôi phục một chút thể lực, vừa rồi mệt đến đi. Tây môn hạo lái xe đều không tị hiềm chính mình em vợ. Tiêu tiêu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trừng mắt liếc tây môn hạo, sau đó ngồi ở trên ghế salon, không xem qua con ngươi thỉnh thoảng nhìn một chút màn hình lớn. Đúng vậy A Tỷ, không có gì có thế lo lắng, tỷ phu này tin du tháp ngưu bức lắm. Tiêu sái rất nhanh liền tiến nhập trạng thái, trực tiếp đổi lời nói hô tỷ phu. Hắc hắc, người hiểu ta, em vợ vậy. Tới, cạn ly, tây môn hạo bưng chén rượu lên. Cạn ly, chúc ngươi cùng tỷ tỷ vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử, không cho phép khi dễ tỷ tỷ của ta nha. Tiêu sái một phiên dặn dò về sau, uống trước rồi nói nói nhảm ban ngày không khi dễ ban đêm còn không khi dễ sao tây môn hạo trong lòng oán thầm một phiên sau đó uống ba người cứ như vậy tại tầng thứ ba nâng cốc ngôn hoang toàn gia vui vẻ hòa thuận rất vui rất sướng thậm chí đều quên đằng sau còn có truy binh cứ như vậy lại qua ba ngày thời gian phía sau tinh du khí dần dần cùng tinh du tháp kéo gần lại khoảng cách không có hề hề trợ giúp bị từ hút hệ thống cuốn lấy thật đúng là vô cùng khó thoát khỏi. Chủ nhân, địch quân tinh du khí đã tiếp cận phạm vi công kích, có hay không phát động công kích. Tây môn hạo trực tiếp ngồi ở trước màn hình ghế lớn lên. Hệ công kích thống tiến vào dùng tay hình thức. Phải, chủ nhân, u cờ ụt, cái ghế trên lan can bắn ra hai cái bảo thủ. Tiểu tiểu hề, chúng ta có hay không tiến vào bọn hắn phạm vi công kích. Hồi chủ nhân, căn cứ đằng sau tinh du khí số liệu phân tích còn không có. Tốt, Ngươi hết tốc độ tiến về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất đến bước nhảy không gian điểm. Tây môn hạo nắm chặt nắm tay, chuẩn bị cho phía sau tinh du khí một chút giáo huấn. Dù cho không hạ được đến, cũng muốn quấy rối một thoáng. Phải, chủ nhân, vù. Tinh du tháp trong nháy mắt mở ra siêu cấp gia tốc, mà phía sau đồng dạng đi theo tăng nhanh tốc độ. Tinh du tháp tựa như đang dùng một cây dẫn dắt dây thường nắm đối phương. Tây môn hạo một điểm cái nút, đỉnh tháp đằng sau vương hai cây họng pháo, trực chỉ phía sau tinh du khí. Hắc hắc, thánh tiên sao? Tại hạo gia tinh du tháp trước mặt, cũng là rác rưởi. Cộc cộc cộc, tây môn hạo nhấn xuống công kích cái nút, một chuỗi năng lượng đánh phát bắn ra ngoài. Ngũ trưởng lão, trước mặt tinh du khí phát động công kích, có hay không kéo dài khoảng cách? Phản kích, đánh xuống. Cây đứng tại trước màn hình lạnh lùng nói. Cái kia tinh linh người điều khiển vẻ mặt một khổ. Ngũ trưởng lão, đối phương không có tiếng vào công kích của chúng ta phạm vi. Cái gì? Hắn lục giai đều có thể đánh chúng ta, chúng ta bát giai không thể phản kích. Cây vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Ngũ trưởng lão, đối phương tinh du khí rõ ràng rất cao cấp. Người điều khiển cũng rất bất đắc dĩ. Cây yên lặng, sau đó nói. Mở ra lồng phòng ngự, tăng thêm tốc độ tới gần, vừa đến phạm vi công kích lập tức công kích. Đúng, người điều khiển vội vàng mở ra lồng phòng ngự. Mặc dù đánh không đến đối phương, nhưng bác giai tinh du khí phòng ngự cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Rầm rầm rầm. Từng viên năng lượng đánh đập vào tinh du khí bên trên, khiến cho tinh du khí đung đưa kịch liệt dâng lên. Nhưng có lòng năng lượng bảo hộ, trong thời gian ngắn còn không ngại. Gia tốc, dùng tốc độ nhanh nhất truy kích, nắm từ hút hệ thống mở tối đa. Nhất định phải tại đến bước nhảy không gian điểm trước đem bọn hắn ngăn lại. Đúng, ngũ trưởng lão. Người điều khiển liên tục cho quan não ra lệnh, một chút tiếp cận tinh du tháp cộc cộc cộc. Tinh Du Tháp điên cùng công kích tới, thề phải nắm đối phương lòng phòng ngự mở ra. Tây môn Hạo không gian tùy thân thánh tinh tệ cào ào rơi xuống, mỗi một viên năng lượng đánh đều do mấy cái thánh tinh tệ tạo thành. Tiêu Sái cùng Tiêu Tiêu làm sai ngồi ở trên ghế salon uống rượu lấy ít rượu, quất lấy Tiểu Yên nhìn lên náo nhiệt, bảo bối tốt a. À. Tiêu Sái rốt cuộc biết Tinh Du Tháp chỗ hay. Cái kia sau bác giai tinh du khí còn nhanh nhanh tốc độ, còn xa công kích, chủ yếu nhất là tại Tây Môn Hạo mở ra gấp ba gia tốc về sau, khiến cho hắn kém chút kinh điệu cái cầm. Tỷ, ừm, cùng tỷ phu nói một chút, khiến cho hắn đem cái này đưa ta quá. Tiêu sái thật là ngây thơ, ngươi tâm thật to lớn. Tiêu tiêu trắng đệ đệ mình liếc mắt. Tỷ, ta có thể là hắn duy nhất em vợ ai. Tiêu sái lời trực tiếp đâm tiêu tiêu tâm, trong nháy mắt đâm thành cái rây. Tỷ phu ngươi em vợ đếm không hết. Cái gì? Cái gì đếm không hết? tiêu sái không có nghe tiếng không có không có gì tiêu tiêu cảm xúc có chút sa xúc, hoặc là nói là có chút thấp thỏm nàng không biết nên làm sao đối mặt tây môn hạo hắn chúng nữ nhân của nàng a à, tiểu tinh linh em vợ tới xem một chút tây môn hạo đối hai tỷ đệ khoác tay áo hai người vội vàng đi tới xem xét màn hình lớn đồng thời vẽ mặt đột biến mau tránh ra tiêu tiêu âm cũng thay đổi chỉ thấy trên màn hình lớn cái kia cây một dạng tinh du khí bên trên đứng đấy một người, tay nắm một thanh lớn cung, đang dùng hành lễ ngưng kết một mũi tên, chuẩn bị xạ kích. Mẹ nó, quỷ quái như thế sao? Tây Môn Hạo dám khống chế Tiểu Tiểu Hề hướng bên cạnh di chuyển. Cùng lúc đó, một nhánh tiễn vàng mũi tên theo đại cung bên trên bắn ra tới. Tiểu Tiểu Hề, mở lá trắng. Ông, tinh du tháp mở ra hộ thuẫn, bởi vì Tây Môn Hạo phát hiện cái kia mũi tên quá nhanh. Vù, bành mũi tên đánh vào hộ thuẫn bên trên, trong nháy mắt nổ tung, tinh du tháp lắc lư một cái. Nhanh, tránh mau tránh, tinh linh tộc xạ thuật thánh vực đệ nhất, tiêu tiêu càng ngày càng khẩn trương. Sưu sưu sưu, phía sau nam tử bắn ra ba mũi tên, điểm ba đường thẳng đến tinh du tháp. Nhỏ, soạt, tinh du tháp trong nháy mắt biến thành 10cm lớn nhỏ, ba mũi tên bắn không. Mẹ nó, này người nào, tây môn hạo lau một vệt mồ hôi lạnh, khoảng cách xa như vậy, đối phương còn có thể bắn ra bực này uy lực mũi tên, tuyệt bích không phải người bình thường. Tiểu tiểu hề, rút ngắn hình ảnh, tiêu tiêu đối màn hình hô, soạt, hình ảnh rút ngắn, cái kia tinh du khí bên trên nam tử biến lớn. Mẹ nó, là ngũ trưởng lão cây, hắn vậy mà tự mình ra tay rồi. Tỷ phu, cẩn thận, tiêu sái biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng, chỉ có tinh linh mới biết được tinh linh xạ thuật đến cỡ nào biến thái. Không tốt, không tránh khỏi nhìn chằm chằm màn hình lớn tiêu tiêu bỗng nhiên kinh hô. Hắc hắc, ba chi đều trốn được, huống chi một nhánh. Tây môn hạo trong lòng hơi động, tinh du tháp tránh qua, tránh né cái kia mũi tên quỷ tích. Truy tung, tiêu tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. a, à, tây môn hạo nhưng biết truy tung biến thái, bởi vì trước kia chính mình trang bức thần khí nguyên lực tả luân là có thể truy tung. Quả nhiên, cái kia mũi tên theo tinh du tháp biến động mà biến động. Tiểu tiểu hề, lớn nhất hộ thuẫn, Tây môn Hạo lớn tiếng hạ lệnh, "Bành, lần này chuẩn xác bắn chúng, Tinh Du Tháp lần nữa lắc lư." "Mẹ nó, tiểu tiểu hề, tự động công kích ta ra ngoài." Tây môn Hạo trong nháy mắt rời đi chỗ ngồi, cộc cộc cộc. Hai cây pháo đồng đối phía sau Tinh Du khí bắt đầu điên cuồng xạ kích. Bất quá đối phương rõ ràng có chuẩn bị, bắt đầu chính xác né tránh, nhưng cũng làm cho cây cung tiễn không tốt phát động. Tây môn Hạo ra đến bên ngoài về sau, liền ghé vào lỗ khảm bên trong. Phía dưới là điên cuồng phun ra năng lượng đánh pháo đồng, không gian tùy thân thánh tinh tệ tốc độ cao giảm bớt. Hừ, nhưng ngươi thử một chút tinh luyện đến đỉnh cấp vũ khí. Tây môn hạo lấy ra thiên cơ tán, các ở trước người, bắn ra 8 lần kính. Hiện tại thiên cơ tán cường hóa N lần, có một nửa cường hóa tại cán dù phía trên, cũng không biết này công kích từ xa đến cùng có bao xa. ầm uhm, một khỏa màu xanh tử đánh bay ra ngoài, mục tiêu không phải cây, mà là đối phương tinh du khí, thử trước một chút nhìn một chút biết đánh nhau hay không đến đạn hướng về sau bay tinh du khí hướng về phía trước truy hữu hiệu rút ngắn khoảng cách bành đạn chuẩn xác bắn trúng đối phương năng lượng vòng bảo hộ sau đó nổ tung ha ha có môn tây môn hạo nâng lên họng súng nhắm ngay cây quả quyết nổ súng hừ cây đối bay tới đạn đáp lại khinh thường cười lạnh vừa rồi uy lực chính mình nhìn rõ ràng rất bình thường vung lên bàn tay lớn đánh ra một cổ tinh lực đánh vào bay đến trước người đạn. Bành, đạn nổ tung, cứ như vậy tan mất quy lực. Yêu, thánh tiên liền là thánh tiên A, nếm thử cái này. Tây môn hạo tung tóe ra hai khỏa binh đậu, biến thành hanh cáp nhị tướng, sau đó hanh cáp nhị tướng trong tay riêng phần mình xuất hiện hai khỏa nổ tung tinh cầu. Hanh cáp nhị tướng thả người nhảy xuống tinh du tháp, trôi lơ lửng ở trên không, sau đó hướng phía đối diện tinh du khí bay đi. Cộc cộc cộc. Tây Môn Hạo trong nháy mắt hàng loạt tinh lực đưa vào thiên cơ tán, từng khỏa đạn bay bắn ra ngoài, hắn tinh lực cũng trong nháy mắt bị rút khô, thậm chí liền trong nháy mắt khôi phục chiếc nhẫn đều phát động một lần. Tên vốn định đem cái kia hai cái muốn chết khôi lỗi bắn chết, có thể là đối mặt bay tới hàng loạt đạn, lựa chọn phòng ngự. Tinh du tháp đi xa, hành cấp nhị tướng đã vọt tới tinh du khí phụ cận. Đâm chết bọn hắn. Cây một bên ngăn cản Tây Môn Hạo công kích, một bên hô. ầm 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 ầm. Bốn tiếng nổ tung vang lên, ánh lửa ngút trời, bị Tinh Du Tháp cùng Thiên Cơ tán đánh vô số lần lồng phòng ngự, cuối cùng gánh không được, nổ. Tinh Du khí bên trên cây mất thăng bằng, hướng về sau liên tục thối lui. Bành bành bành, Tinh Du Tháp công kích thừa cơ đánh vào Tinh Du khí bên trên, trong nháy mắt đem đại thụ kia một dạng Tinh Du khí phát ra vô số hố. Mẹ nó, đây là vật gì? Mở ra vòng phòng hộ, mở che đậy a. À. Cây khí thẳng dậm chân, tại tinh du khí bên trên lưu lại từng cái dấu chân. Ông, tinh du khí trong nháy mắt mở ra lồng phòng ngự, có thể là lúc trước công kích đánh trúng bên trong quan não, tốc độ rất nhanh chậm lại. Tiếp tiếp tiếp, quan não bị hao tổn, từ hút hệ thống hư hao. Khục, cây khí một đập nắm đấm, trơ mắt nhìn đối phương tinh du tháp đi xa. Ha ha ha, tinh linh tộc ngũ trưởng lão, bái bai ngày tới. Ha ha ha, tây môn hạo tại tinh du tháp bên trên càng rỡ cười ha hả, Bất quá khoảng cách quá xa, buồn bực cây căn bản nghe không rõ lắm. Thậm chí vừa rồi bởi vì tình huống khẩn cấp, đều quên ghi chép tây môn hạo tướng mạo, tốt ra một chút người này là ai. Tỷ phu, ngưu bức, ngươi là ta super idol. Tỷ, ngươi tìm cái nam nhân tốt. Tiêu sái vây quanh tây môn hạo đổi tới đổi lui, ánh mắt kia, sùng bái ghê gớm. Tiêu tiêu nhìn xem tây môn hạo ánh mắt cũng rất sùng bái, ngay tại vừa rồi, nam nhân của mình, dùng lớn trên lệch đẳng cấp, làm càng làm bậy âm kết một thanh, đây là hạng gì ngạo nhân chiến tích A. Hắc hắc, hạo gia nói qua A, đi theo hạo gia, các ngươi sẽ đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Tây môn hạo đắc ý cười. Chủ nhân, lập tức tiến vào bước nhảy không gian điểm, xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu tiểu hề thanh âm vang lên. Ha ha ha, nhảy vọt liền nói với bọn họ bái bai. Một hồi cho các ngươi giới thiệu chút bằng hữu. Tây môn hạo ngồi ở trên ghế salon, sau đó nhắm mắt lại, nắm tiểu cơ bọn hắn từng cái thức tỉnh. Rất nhanh, tinh du tháp bắt đầu bước nhảy không gian. Lần này Tây Môn Hạo sử cái tiểu kế mưu, nhưng tinh du tháp nhảy lệch một điểm, triệt để hất ra truy binh, sau đó tiếp tục hướng về trạm lam tinh hệ xuất phát. Nhảy vọt hoàn tất về sau, Tây Môn Hạo nắm cơ vô bệnh, Âu Dương Hạo, Ma Lân, Địa Long, thứ vi đám người giới thiệu cho tiêu tiêu cùng tiêu sái nhận biết. Mọi người đối Tây Môn Hạo phục sát đất, cái này gia súc, lúc này mới bao lâu thời gian, liền gạt hai cái tinh linh, còn lấy một cái tinh linh lão bà, đơn giản liền là bậc hắc. Tây môn hạo cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp nhàm chán, nắm mọi người vũ khí toàn bộ tăng lên tới trước mắt cường hóa bàn làm việc đỉnh cấp. Sau đó đem bạch thủy tinh cùng mọi người chia sẻ, cho mọi người vũ khí đều làm mấy lần tinh luyện, chỉ để lại một chút lưu cho ba lạp đám người. Đợi làm xong tất cả những thứ này về sau, Tây Môn Hạo liền ôm tiêu tiêu đi chơi đùa. Đi thời điểm dùng hơn 2 tháng, nhưng lúc đó tinh du tháp là ngũ giai trở về thời điểm là lục giai cộng lại chỉ dùng hơn một tháng liền bay đến trạm lam tinh hệ đợi về tới trạm lam tinh thánh học cung tây môn hạo cùng thứ vi phân biệt riêng phần mình đi tìm chính mình tổng đạo sư đi điểm danh thứ vi rất bình thường trở về tiếp tục lên lớp có thể là tây môn hạo chỗ nào có thể là xuất hiện vấn đề lớn gặp quỷ thật sự là gặp quỷ ngươi làm sao làm ngươi dạng này để cho ta làm sao bây giờ a à, nói a à, một thiên vân đều nhanh muốn hỏng mất nhìn xem trước mặt học sinh của mình dùng sức bắt cái đầu tây môn hạo còn là lần đầu tiên thấy một thiên vân như thế trong lòng có chút thấp thỏm đối phương sẽ không bạo đánh mình một trận a à. cái kia tổng đạo không được để cho ta nhảy lớp a à. nhảy lớp ta không nỡ bỏ ngươi a à. một thiên vân lời này có chút mập mờ nhưng cũng là ý tưởng chân thật dạng này yêu nghiệt học sinh bình thường cái nào đạo sư không thích có thể là con hàng này cũng quá yêu nghiệt liền không thể chờ chờ những bạn học khác cái kia tổng đạo học sinh cũng không nỡ bỏ ngươi tây môn hạo đang nghe truyện trên tv audio cv nhỏ giọng trả lời một câu tốt đừng lắm lời bạn học của ngươi cũng đều là thánh sứ ngươi lại lấy được lục tinh thánh tôn còn có để cho người sống hay không một thiên vân cái kia phiền muộn a ai tổng đạo ta cũng không muốn dạng này có thể là thực lực không cho phép a Tây Môn Hạo giang tay ra. Mẹ trứng, một thiên vân vậy mà văn tục, rõ ràng hắn là cỡ nào sụp đổ. Ngay tại tràng diện còn tẻ ngắt hơn thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên bị người đụng vỡ, ngải mạc tư từ bên ngoài vọt vào. Tây Môn Hạo ở chỗ nào? Ta nhìn một chút. Cụ cụ, chủ quản, ta ở chỗ này đây. Tây Môn Hạo cẩn thận khoát tay áo. Ngải mạc tư cơ hồ thuấn di đến Tây Môn Hạo trước mặt, sau đó nắm lấy cổ tay của đối phương cẩn thận dò xét dâng lên. Ngươi! ngươi ăn cái gì ân ừ, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông chủ quản ta cũng không biết là bảo bối gì lần này đi thiên hổ tinh hệ đạt được một viên dị quả ăn cứ như vậy tây môn hạo gương mặt vô tội ngược lại ngươi hỏi cái gì hạo gia liền nói cái kia hư vô mờ mịt đồ vật dạng gì dị quả biết kêu cái gì sao ngải mạt tư vội vàng hỏi tây môn hạo lắc đầu chưa bao giờ thấy qua rất giống quả đào quả đào chưa nghe nói qua à. Ngải Mạc Tư cẩn thận lật xem trí nhớ của mình, có thể là cũng không có tìm được. Khụ khụ, chủ quản, chủ quản. Mục Thiên Vân thấy Ngải Mạc Tư thất thần, vội vàng nhắc nhở. A, à, nha, chuyện gì? Mục Thiên Vân lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Chủ quản, hắn làm sao xử lý? Nhảy lớp vẫn là đi. Nói nhảm, đương nhiên là đi cái kia. Đi cái nào a? À? Tây Môn Hạo tò mò hỏi một thiên vân cùng ngải mạc tư liếc nhau, sau đó đồng thời nói ra thánh điện, thánh điện. tây môn hạo nháy nháy mắt, có người điện, có địa điện, có thiên điện, thế nào thánh điện? thiên vân, ngươi về trước tránh. ngải mạc tư cho một thiên vân nháy mắt ra dấu, đúng. một thiên vân không bỏ nhìn tây môn hạo liếc mắt, sau đó rời đi chính mình ký túc xá. tây môn hạo ngồi đi. ngải mạc tư chỉ chỉ ghế sofa, sau đó chính mình ngồi xuống đồng thời vươn hai cái ngón tay chậm rãi kẹp động lên. Tây môn hạo im lặng lấy ra một điếu xì gà đặt ở trong tay đối phương. Sau đó lại lấy ra một hộp đặt ở trên mặt bàn. Chính mình lấy một cây đốt, ngải mặt tư nhóm lửa xì gà hít thật sâu một hơi. Sau đó lười biếng nằm ở trên ghế salon. Chuyện của ngươi đã thông tri cung chủ, quyết định đã xuống tới, đưa ngươi đi thánh điện. Chủ quản, thánh điện là địa phương nào a? À? Tây môn hạo cũng chính là xem ở đánh không lại đối phương mức bằng không thì bán như vậy cái nút chính mình đã sớm một cái tác tới ngải mạc tư lại hít thật sâu một hơi xì gà sau đó phun ra một điếu thuốc tiếp xuống ta nói với ngươi ngươi đối với người nào cũng không thể tiết lộ bao quát ngươi chí thân bởi vì đây là thánh học cung cao nhất cơ mật kỹ càng sự tình cũng chỉ có cung chủ trưởng lão cùng với các đại chủ quản rõ ràng đồng thời phát hạ thề độc vĩnh không tiết lộ liền những đạo sư kia đều không rõ ràng chỉ có tổng đạo sư biết sơ sơ tây môn hạo trên người lông tơ trong nháy mắt lóe sáng liền đạo sư đều không rõ ràng đây rốt cuộc là như thế nào một cái bí mật này thánh vực chỉ có mười sở học cung đến cùng ẩn giấu đi cái gì chủ quản yên tâm học sinh không sẽ tiết lộ nửa điểm tin tức ha ha nói miệng không bằng chứng ký đi ngải mạc tư trực tiếp ném ra một cái khế ước quyển trục màu vàng kim nhìn qua rất mạnh mẽ dáng vẻ tây môn hạo cầm lên khế ước quyển trục hề hề còn tại thăng cấp khẳng định không thể thương lượng. Nhưng hắn cũng biết mình có lẽ sẽ tiến vào một cái càng cao, càng thêm hạch tâm cấp độ, liền mở ra quyển trục. Đầu tiên là tuyên bố thệ ngôn, sau đó lấy mi tâm tinh huyết nhỏ xuống, ký kết thệ ngôn khế ước. Chủ quản, tốt. Tây môn hạo đem quyển trục đưa tới. Ngải mạc tư nhận lấy quyển trục, sau đó cẩn thận tra xếp một phiên, lúc này mới yên tâm thu vào. Ha ha ha, Tây môn hạo, ta dám nói, ngươi là thánh học cung mở xây đến nay, dùng nhập học thời gian ngắn nhất tiếp xúc đến thánh điện học sinh, chờ ta cho ngươi đơn giản giới thiệu một chút, liền dẫn ngươi đi kiến cung chủ. Tây môn hạo khóe miệng co giật mấy lần, thầm mắng, ngươi nha đến nói là a. À. Ngải mạc tư nhìn trộn lừa một thoáng tây môn hạo, lộ ra một tia cười xấu xa, hắn là cố ý đùa tây môn hạo. Thánh điện, chính là thánh học cung nơi thần bí nhất, cũng là siêu thoát tam điện tồn tại, mà lại thánh điện không có lớp, vô luận đẳng cấp gì người đều tại cùng một chỗ học tập. Tây môn hạo, ngươi cũng đã biết hạng người gì mới có thể dùng đi vào thánh điện sao? Tây môn hạo tối mắt trợn trắng, cái này ngải mạc tư nói hồi lâu tốt giống không hề nói gì, liền tức giận chỉ cái mũi của mình nói: Ta như vậy. Nói nhảm. Ngải mạc tư kém chút cười. Đi vào thánh điện học sinh, nhất định phải thỏa mãn ba cái yêu cầu. Ba cái kia a? Thứ nhất, tư chất phi phàm, tốc độ tu luyện nhất định phải niên cấp nhanh nhất, thần thông, thủ đoạn tâm tính nhất định phải siêu quần bạc tụy. Thứ hai, sức chiến đấu cường hãn nhất định phải có được vượt cấp giết địch bản sự, là càng giết cùng tư chất thiên tài, không phải những cái kia rác rưởi Mà thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, nhất định phải cung chủ đồng ý, cung chủ không đồng ý, ngươi chính là lại yêu nghiệt cũng vào không được. Nói như vậy liền là cung chủ đồng ý quá. Tây môn hạo đối với trước hai điểm không có chút nào lo lắng, tư chất của mình không cần phải nói, vượt cấp giết địch là chính mình sở trường. Lại là một câu nói nhảm. Ngải mạc tư cười vỗ một cái tay môn hạo đầu, sau đó tiếp tục nói ra. Ngươi tất cả điều kiện đều quá yêu nghiệp, hoặc là nói là thánh học cung từ trước tới nay cấp cao nhất thiên tài. Ngươi cũng đã biết, thánh điện đến bây giờ có nhiều ít học sinh sao. Chủ quản, có thể hay không nói thẳng, đừng hỏi ta. Tây môn hạo đơn giản buồn đến chết. Ha ha ha, được a. À. Ngải mạc tư cười to, sau đó nghiêm sắc mặt, trầm thấp nói ra. Trạm Lam tinh vực thánh học cung tự xây thành đến nay, đi vào thánh điện học sinh cộng lại không đủ trăm vạn, mà bây giờ trong thánh điện, coi là ngươi, chỉ có trăm người. Mẹ nó, ít như vậy. Tây Môn Hạo không nghĩ tới mới như thế chút người, đây chính là từ trước tới giờ không điểm niên cấp địa phương a. Ngươi cho rằng đâu, có thể đi vào thánh điện cái nào không là yêu nghiệt tồn tại, có đôi khi vài chục năm đều không có người có tư cách tiến vào mà lại đi vào thánh điện nhất định phải thánh tôn trở lên kỳ thật thánh tôn đều là số ít phần lớn là thánh quân ở nơi đó đột phá cửu tinh thánh quân về sau liền sẽ sớm tốt nghiệp ngươi cũng đã biết trong thánh điện có cái gì được a à, ta nói thẳng đi ngải mạc tư hít thật sâu một hơi xì gà sau đó tiếp tục nói ra thánh điện nơi đó ở trong đó có khả năng thời gian gia tốc nói đến đây ngải mạc tư nhìn chồng chọc vào tây môn hạo bởi vì hắn một mực hoài nghi Tây Môn Hạo có thời gian gia tốc pháp trận. Quả nhiên, Tây Môn Hạo nghe được thời gian gia tốc sau cũng chỉ là hơi nhíu mày lại. Mấy lần, Tây Môn Hạo theo miệng hỏi. Gấp 5 lần, họa tàu. Mấy lần, Tây Môn Hạo cuối cùng không bình tĩnh, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Ngải mặt tư âm thầm đắc ý, thầm nghĩ, trang, nhường ngươi giả bộ. Ha ha, gấp 5 lần. Mẹ tới tích, gấp 5 lần. Tây Môn Hạo thật bị khiếp sợ đến. Gấp 5 lần A. Chính mình tinh du tháp có hề hề cái kia chết biến thái mới gấp 3 gia tốc. Đáng tiếc A. Nơi đó chỉ thích hợp thánh thần trở xuống người tiến vào, đột phá thánh thần, liền vô phương ở lại bên trong. Ngải Mạc Tư có chút tiếc hận lắc đầu. Ở lại bên trong. Chẳng lẽ chủ quản ngươi nói không phải thời gian phát trận, mà là một cái không gian? Tây Môn Hạo hỏi. Không sai. Đó là một cái đặc thù không gian, không thuộc về thánh vực, cũng không thuộc về sáng thế không gian, cụ thể cái gì không gian đến lúc đó ngươi sẽ biết, nhưng cái không gian kia lại là 10 đại tinh vực thánh học cung dùng chung. Nói cách khác, thập đại học cung, lại ở địa phương khác nhau ở nơi đó gặp nhau. Cái này là thánh điện, cũng là thánh học cung hạch tâm cơ mật. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, còn lại chỉ có thể ngươi tự mình đi thể nghiệm, đi thôi, đi với ta kiến cung chủ. Ngải mặt tư đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Tây Môn Hạo vội vàng đứng dậy, đi sát đằng sau. Gấp 5 lần thời gian gia tốc A. So tinh du tháp nhanh hơn gấp 2. Cách không được sẽ trở thành làm thánh học cung cơ mật tối cao. Còn không phải thời gian phát trận, là một cái đặc thù không gian. Đáng tiếc hề hề còn tại thăng cấp, không ai vì hắn giải đáp vấn đề này. Thánh Sơn đỉnh núi, có một tòa cung điện to lớn. Đây là thánh học cung cung chủ ở lại, tu luyện, làm việc, thậm chí học địa phương. Tại cung điện đỉnh chóp, một gian to lớn trong văn phòng tây môn hạo có chút câu nệ đứng ở một bên này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thánh học cung cung chủ ngải mạc tư đem tây môn hạo đưa đến về sau liền đi bên ngoài chờ về sau phòng lớn như thế chỉ có tây môn hạo cùng cốc lương trần hai người cốc lương trần ngồi tại một tấm to lớn trước bàn làm việc cẩn thận quan sát tây môn hạo xem tây môn hạo toàn thân run rẩy ngắn ngủi mấy năm liền từ thánh sứ đột phá đến lục tinh thánh tôn mặc kệ ngươi ăn bảo bối gì, ngươi cũng rất không tệ. Đa tạ cung chủ khen ngợi, may mắn thôi. Tây môn hạo chấp tay thi lễ. May mắn. Ha ha ha. Có lẽ đi. Đúng, ngươi dùng thời gian gia tốc pháp trận là mấy lần. Cốc lương trần nhìn như thuận miệng hỏi một chút, kỳ thực đã xác định Tây môn hạo có thời gian gia tốc pháp trận. Tây môn hạo âm thầm cười một tiếng nói. Cung chủ là học sinh thu được tư cách chiến đệ nhất danh, Sư phụ lão nhân gia ông ta cho phần thưởng của ta, chỉ có gấp 2. Tây Hiệp, ân, tiểu tử kia trận pháp tạo nghệ không sai, gấp 2. Không thấp, cốc lương trần vuốt vuốt sợi râu. Hắc hắc, thấp, thấp, không có gấp 5 lần tới cũng nhanh. Tây môn hạo tuyết miệng cười nói. Ha ha ha, cũng thế, không có gấp 5 lần tới cũng nhanh. Xem ra ngải mặt tư nói với ngươi hết sức kỹ càng, như vậy ngươi nguyện ý đi thánh điện sao? Cốc lương trần hỏi. Tây môn hạo âm thầm mắt trợn trắng, hạo gia nói không đi được không? Bí mật đã biết, không đi có thể có tốt. Học sinh nguyện ý. Tốt, ta đây lại nói cho ngươi một thoáng thánh điện quy củ. Cốc lương trần nghiêm sắc mặt, lộ ra trang nghiêm vô cùng. Tây môn hạo cũng là biến sắc, thi lễ nói. Học sinh rửa tay lắng nghe. Cốc lương trần một phút sợi râu, nói ra. Thánh điện chỉ có thánh thần phía dưới có thế tiến vào, này ngươi cũng biết, cho nên không có đạo sư, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi vào thánh địa người liền không có tự do nhất định phải ở bên trong nỗ lực tu luyện lúc nào tốt nghiệp lúc nào ra tới ngoại trừ có nhiệm vụ đặc thù cần muốn các ngươi ra tới bên ngoài không thể một mình ra ngoài bằng không hủy bỏ tư cách không thể đi ra cái kia tu luyện về sau tài liệu làm sao bây giờ a à? tây môn hạo hỏi ha ha tại tiến vào trước khi đi nhiều mua chút tinh lực cầu các loại tài liệu là đủ nếu như còn chưa đủ có thể lợi dụng làm nhiệm vụ thời điểm thừa cơ mua sắm hoặc là báo cáo cho ta giúp các ngươi mua sắm cái này ngươi không cần lo lắng há vậy là được nhưng không biết cái kia nhiệm vụ đặc thù là cái gì còn mời cung chủ nói rõ tây môn hạo luôn cảm thấy đi thánh điện cũng không phải đi tu luyện đơn giản như vậy ha 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 làm sao nghĩ ở bên trong bạch chơi sao nào có loại kia chuyện tốt đi theo ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút thánh điện chân chính bộ dáng chờ về sau ngươi tiến vào, sẽ từ từ hiểu rõ. Cốc lương trần bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay chọc một cái tay môn hạo, trực tiếp mang theo hắn rời đi cung điện, nhưng tay môn hạo căn bản không có thời gian phản ứng. Tay môn hạo chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, chờ thấy rõ về sau, nguyên lai like tại một cái to lớn trong sơn động. Hơn nữa còn không có cửa hang, chính mình căn bản không biết vào bằng cách nào. Không cần nhìn, nơi này chỉ có ta cùng phó cung chủ có khả năng dẫn người tiến đến, đi theo ta. Cốc lương trần hai tay chấp sau lưng hướng về phía trước đi đến, Tây Môn Hạo theo sát phía sau. Theo đi vào trong, Tây Môn Hạo mới biết được cái này to lớn hang núi rất sâu, bất quá ở phía trước có khả năng thấy một điểm sáng, mà lại theo càng đi vào trong, điểm sáng cũng càng lớn. Rất nhanh, Tây Môn Hạo trước mắt xuất hiện một cái to lớn kính tượng. Đúng vậy, liền là kính tượng, không phải màn hình là một cái như là huyễn thuật một dạng to lớn kính tượng. Kính tượng bên trong non xanh nước biếc, Tiên vụ lượng lờ, trên không có tiên cầm, trên mặt đất có mảnh thú, như là tiên cảnh. Tại đây trong tiên cảnh trong mây mù, còn có một số huyền không kiến trúc như ẩn như hiện. Mà những kiến trúc này cũng không là cố định, bọn hắn tại chậm rãi phiêu động lấy. Gặp qua cung chủ, ngay tại Tây Môn Hạo xem nhập thần thời điểm theo chỗ tối đi ra một tên kim bào nam tử. Tây Môn Hạo, đây là chúng ta thánh học cung phó cung chủ, Phạm Đức Cương. Cốc Lương Trần giới thiệu nói tây môn hạo vội vàng thu hồi thần tâm chào học sinh gặp qua phó công chủ ngươi chính là tây môn hạo phạm đức cương xem xét cẩn thận tây môn hạo vài lần hắn đã được đến tin tức hôm nay muốn tới một cái thiên tài ghê gớm chính là học sinh tây môn hạo phạm phó công chủ là chuyên môn trấn thủ thánh điện cũng là phụ trách đưa các ngươi đi vào cùng mang các ngươi ra người tới lão phạm trước dẫn hắn đi vào đi một vòng ta tại chỗ này chờ đợi phạm đức cương nhẹ gật đầu sau đó thân thể hào quang lóe lên, vậy mà lại ra tới một cái phạm đức cương, lại là phân thân, đẳng cấp là cửu tinh thánh quân. Phải biết, thánh vực có rất ít người luyện chế phân thân. Đi theo ta, phạm đức cương phân thân kéo một phát tây môn hạo, sau đó thả người chui vào kính tượng. Tây môn hạo chỉ cảm thấy thân thể phản phất truyền qua một cái màn nước, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đợi cái loại cảm giác này tan biến về sau, chính là một hồi hốt hoảng, phản phất xuyên qua không gian một dạng, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng tăng tốc, mà lại chung quanh khí tức cũng phát sinh biến hóa. Hống hống hống, từng đợt thú rống từ phía dưới trong núi vang lên. Chiếu chiếu chiếu, từng cái tiên cầm theo trước người bay qua, nhưng không có nửa điểm công kích lực. Tây môn hạo nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, phát hiện ngoại trừ phía sau một cái màn sáng bên ngoài, còn có một cái to lớn màu sắc rực rỡ bình chướng. Mà ngoại trừ đằng sau bên ngoài, bên trên, dưới, trái, phải, đằng trước đều có này loại màu sắc rực rỡ màng sáng mặc dù khoảng cách rất xa nhưng cũng có thể rõ ràng thấy nơi này tựa như là một cái độc lập cỡ nhỏ không gian nhìn ra đại khái không hơn trăm dặm phương viên tiểu gia hỏa cảm giác như thế nào phạm đức cương vuốt râu hỏi nơi tốt a à? mặc dù là một cái không gian khác nhưng lại có tinh lực hấp thu gấp năm lần gia tốc tu luyện thánh địa a tây môn hạo từ đáy lòng cảm khái cái kia ngươi cũng đã biết đây là cái gì không gian? Học sinh không biết, còn mời phó cung chủ chỉ giáo. Hắc hắc, nơi này là một vị chết đi thiên thánh không gian tùy thân. Cái gì? Không gian tùy thân. Thiên thánh, Tây Môn Hạo biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà là một người không gian tùy thân. Bất quá làm đỉnh cấp thiên thánh đại năng, làm sao lại chết đâu? Sau khi chết không gian tùy thân vì cái gì không có sụp đổ đâu? Ha ha ha! chuyện xưa này muốn ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước một tên thời gian tu luyện đại thánh đạo thiên thánh tại trước khi vẫn là dùng chính mình không gian tùy thân biến thành cải biến thời gian độc lập tiểu thế giới mỗi cái tinh vực một cái cửa vào cũng chính là vào lúc đó thánh học cung thành lập trở thành kéo dài trăm vạn năm thánh giả thiên đường phạm đức cương đơn giản tự thuật một thoáng nhưng cũng làm cho tây môn hảo biết thánh học cung chân chính bí mật nguyên lai thánh học cung đã thành lập trăm vạn năm Nguyên lai sở dĩ có thánh học cung Là trước có cái này một vị thời gian cường giả Trước khi chết lưu lại không gian tùy thân Nói như vậy Nơi này không chỉ có chúng ta trạm lam tinh học sinh Còn có mặt khác chính cái tinh vực Phải cũng không phải Còn mời phó cung chủ chỉ rõ Tây môn hạo hận nhất những lão già này bút tích Liền không thể một lần nói hết lời Đầu tiên là ngải mạc tư Sau đó lại là vị gia này Thập đại học cung học sinh đúng là vị này đại năng không gian tùy thân bên trong, nhưng lại phân ra 10 cái tiểu thế giới, cũng chính là mỗi cái thánh học cung thánh điện. Mà này 10 cái tiểu thế giới chỗ nối tiếp, có một cái chân không khu, thập đại thánh học cung học sinh chỉ có ở nơi đó mới có thể gặp nhau, lại không thể riêng phần mình qua giới. Cho nên mới nói, phải cũng không phải. Ồ, Tây Môn Hạo nhẹ gật đầu, cũng xem như hiểu rõ. Dạ, thấy trên không mây lâu không có. Nơi đó liền là ngươi tu luyện về sau chỗ, thấy cái nào phòng cửa mở ra, chính mình chọn lựa là có thể không có chuyện thời điểm là ở chỗ này tu luyện chờ có chuyện ta tự sẽ triệu hoán các ngươi phạm đức cương chỉ một tòa tòa nhà lưỡng lờ du trong mây lầu cát nói ra học sinh hiểu rõ tây môn hạo lần nữa gật đầu còn có trong này không cho phép nhúc nhích võ bởi vì các ngươi đều là thánh học cung thiên tài trong thiên tài không có thế tùy ý lãng phí nơi này tài nguyên phải cố gắng tu luyện dĩ nhiên cần động võ thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi nếu như tại đây bên trong một mình động võ, kẻ nhẹ cảnh cáo, nặng thì oanh ra ngoài, hiểu chưa? Phạm Đức Cương uy nghiêm nhìn xem Tây Môn Hạo, rõ ràng trong này đánh nhau là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Học sinh hiểu rõ. Tây Môn Hạo lần nữa gật một cái, mẹ nó, nơi tốt a, à? độc lập tiểu thế giới, gấp 5 lần thời gian gia tốc, ngư bức a, à? trầm mặc hơn nửa tháng hề hề bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, nhường Tây Môn Hạo trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, quy tiểu nhật thiên nơi tốt a à. đây là địa phương nào móa người thăng cấp tây môn hạo cuối cùng phản ứng lại thăng cấp không có còn kém chút quy mau nói đây là địa phương nào hề hề lộ ra hết sức xúc động sau tây môn hạo còn xúc động đây là thánh học cung cơ mật chỗ thánh điện cũng là một vị thời gian tu luyện đại thánh đạo thiên thánh sau khi chết không gian tùy thân biến thành tây môn hạo đây không tính là vi phạm thể ngôn dù sao hề hề cùng mình là một thể lại nói đối phương không phải người mà là một cái quan não thiên thánh không gian tùy thân có chút ý tứ a à. có ý tứ tiểu nhật thiên ngươi đây là muốn phát a à. hề hề tại tây môn hạo trong đầu kích động bay lên tây môn hạo vừa muốn vì cái gì chợt bị người giữ chặt rời đi tiểu thế giới này nguyên lai phạm đức cương lại đem hắn mang ra ngoài tây môn hạo cảm giác như thế nào Cốc lương trần cười hít mắt hỏi nơi tốt, thật sự là nơi tốt, Tây Môn Hạo kích động nói. Ha ha ha, vậy sau này liền phải cố gắng tu luyện, đi thôi, cho ngươi ba ngày nghỉ kỳ, nhiều mua một chút tài nguyên tu luyện, trong này tu luyện hết sức hao phí tinh lực cầu. Ba ngày sau đó, đi phòng làm việc của ta, còn có, nhớ lấy, nơi này bí mật người nào cũng không cho nói, đến mức ngươi làm sao cùng ngươi người nói rõ lý do, liền là chuyện của ngươi. Cốc Lương Trần nói xong, liền dựa theo đường cũ trở về, Tây Môn Hạo đối phạm đức cương thi lễ, sau đó đi sát đằng sau. Tây Môn Hạo rời đi đỉnh núi, một mình đi tại hồi trở lại túc xá đường núi lên. Bây giờ không phải là thời gian lên lớp, các học sinh phần lớn tại tu luyện, mà chính mình vừa trở về liền đi mục thiên vân cái kia đưa tin, còn không có thông tri ba kéo chính bọn hắn trở về. Hề hề, đối cái kia không gian tùy thân hiểu rõ không? Tây Môn Hạo điểm một điếu si gà, trong lòng tính toán về sau sự tình mặc dù có khả năng tiến vào cái kia gấp 5 lần thời gian gia tốc trong thánh điện tu luyện, nhưng lại muốn chấp hành một chút đặc thù nhiệm vụ, đoán chừng cũng không là chuyện gì tốt. Dù sao, cái thế giới này còn không có bao nhiêu bạch chơi mỹ xoa. Từng, một chút siêu cấp đại năng, tại ngã xuống sau xác thực có thể khiến chính mình không gian tùy thân trở thành đơn độc tiểu thế giới, nhưng là có thể thời gian gia tốc, cũng chỉ có thời gian tu luyện đại thánh đạo, nhưng dạng này đại năng rất ít, ngã xuống càng là phượng mau lân giác những cái kia đại năng đều không phải là hiện tại chúng ta có khả năng tiếp xúc đến, mà lại thánh vực sự tình ai có thể toàn bộ hiểu rõ đâu. Hề hề nói tương đương không nói. Bất quá, bất quá cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Tây môn hạo hôm nay đã chịu đủ thừa nước đục thả câu. Hắc hắc, tiểu nhật thiên, vừa rồi tại bên trong ta phát hiện một cái bí mật. Bí mật gì? Hắc hắc, người tinh du tháp, có thể cùng ở trong đó thời gian gia tốc chồng chất, nói cách khác. Mẹ nó cũng là nói tại tinh du tháp bên trong là 8 lần tốc độ tây môn hạo trực tiếp theo tại chỗ nhảy dựng lên ha 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 thông minh chuyện kế tiếp không cần ta nhiều lời a à. làm sao nắm bắt liền nhìn ngươi này đối với ngươi mà nói có thể là một cái cơ duyên to lớn hề hề lời nhường tây môn hạo con mắt lập lòe từng đạo tinh quang tâm tư nhanh quay ngược trở lại ta hiểu được triệu tập tất cả mọi người học tây môn hạo tăng nhanh tốc độ thẳng đến chính mình ký túc xá thậm chí thông qua quan não liên hệ thứ vi, hoa vô nhan, còn có tống huy tông. Trở lại ký túc xá về sau, đánh thức ba lạp đám người, sau đó đoàn người ngồi tinh du khí, thẳng đến Bạch Hổ Thành. Đến Bạch Hổ Thành về sau, tại lớn nhất trong tử điếm bao lớn nhất phòng đơn, không chỉ rộng rãi, mà lại bốn phía tràn đầy cấm chế, phòng ngừa tiết lộ bất cứ tin tức gì. Bạch Hổ Đại tử điếm xa hoa phòng đây. Tây Môn Hạo, Cơ Vô Bệnh, Âu Dương Hạo, Ba Lạp, Ba Bỉ, Thanh Nguyệt, Hoa Vô Nhan, Vân Đoá Đoá, Tống Huy Tông, Thứ Vi. Mười người ngồi vây quanh đang ngồi ở trước bàn, toàn bộ nhìn xem Tây Môn Hạo. Mọi người này còn là lần đầu tiên đồng thời xuất hiện tại cùng một chỗ, cụ thể Tây Môn Hạo muốn làm gì, liền cơ vô bệnh cũng không biết. Ta có khả năng tín nhiệm các ngươi sao? Tây Môn Hạo quét mắt mọi người. Mà mọi người thì là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không rõ Tây Môn Hạo tại sao phải hỏi như vậy. Lão đại, trước cho bọn hắn giới thiệu một chút bạn mới đi cơ vô bệnh hiểu rõ nhất tây môn hạo nếu đối phương lựa chọn như thế ẩn nấp địa phương khẳng định là có tại thánh học cung không tiện sự tình muốn nói tây môn hạo quét mắt mọi người liếc mắt sau đó lắc đầu không vội ta hiện tại chỉ muốn hỏi ta có khả năng tín nhiệm các ngươi sao nói xong chủ yếu nhìn về phía vân đoá đoá tống huy tông còn có thứ vi thậm chí nhìn hoa vô nhang liếc mắt hắn mặc dù cùng hoa vô nhan đã không phân khác biệt nhưng là như thế này nữ nhân sau lưng có thế lực mà lại cùng hinh nguyệt cái kia đại nương nhóm không kém cạnh có chút kẻ nịnh hót lão đại ta tống huy tông trước kia từng phát lời thề đi theo lão đại tống huy tông cái thứ nhất đứng dậy cam đoan lão đại đối ta có đại ân thứ vi không nói nhiều nhưng đã nói rõ hết thảy cuối cùng chỉ còn lại có hoa vô nhan cùng vân đoá đoá không nói gì vân đoá đoá muốn đi theo hoa vô nhan cho nên nàng nghe đối phương. Hoa vô nhan trầm mặt một lát, mới hỏi. Tiểu Nhật Thiên, có thể nói ngươi muốn làm gì sao? Tây Môn Hạo tiếp tục lắc đầu. Không thể, nhưng ta có thể nói, có lẽ ngươi muốn có lỗi với ngươi sư phụ, nhưng lại có thể đạt được một trận thiên đại tạo hóa, điều kiện tiên quyết là nhất định phải nhường ta tín nhiệm ngươi, bao quát tùy tùng của ngươi, tiểu vân màu. Hoa vô nhan lần nữa rơi vào trầm mặt, bất quá cuối cùng nàng vẫn không nở Tây Môn Hạo nhẹ gật đầu ta đã là người của ngươi đã định trước cùng ngươi không thể tách rời nếu như ngươi không tin ta ta có khả năng thề nói xong vương thu tay lại liền muốn phát thệ không cần có ngươi câu nói này là được rồi chẳng qua là không biết tiểu vân màu lựa chọn thế nào tây môn hạo nhìn về phía vân đoá đoá trong này hắn không yên lòng nhất liền là vân đoá đoá vân đoá đoá là hoa vô nhan sư muội cũng không là hoa vô nhan thuộc hạ người ta sau lưng còn có sư môn đây nếu như ta hiện tại muốn rời khỏi đâu vân đoá đoá nói ra ta sẽ giết ngươi liền hiện tại ngươi không thể rời bỏ gian phòng này tây môn hạo lạnh như băng nhìn xem vân đoá đoá nếu như đối phương thật muốn đi hắn thật sẽ giết người diệt khẩu dù cho đối phương không biết bí mật của mình nhưng hắn muốn vì hoa vô nhan suy nghĩ vân đoá đoá run rẩy rùng mình một cái bỗng nhiên vành mắt đỏ lên khóc ồ lên cái kia vậy ngươi vì cái gì gọi ta tới này bên trong cưỡng ép kéo ta lên thuyền giặt sao? ha 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 không có biện pháp ai bảo ngươi là ta nhà tiêu xài một chút tùy tùng đâu nói đi là theo chân ta đi hưởng thụ đại tạo hóa vẫn là chết tây môn hạo hết sức bá đạo nói ra mà tất cả mọi người duy trì yên lặng bao quát hoa vô nhang ta có lựa chọn sao vân đoá đoá lau một cái nước mắt sau đó lấy ra một cái khế ước quyển trục thông minh a à, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cơ vô bệnh nhịn không được nhẹ gật đầu nhìn xem vân đoá đoá ánh mắt cũng thay đổi hắn có trăm phần trăm lòng tin xác định nếu như đối phương lắc đầu tây môn hạo sẽ không chút do dự đem hắn giết. tốt lần này yên tâm a à. vân đoá đoá đem quyển trục ném cho tây môn hạo sau đó ủy khuất ngồi ở hoa vô nhang bên người ai hoa vô nhang thở dài nắm lấy vân đoá đoá tay nhỏ an ủi dâng lên tốt cho các ngươi giới thiệu vài vị bạn mới tây môn hạo vung tay lên Ma Lân, Địa Long, Bàn Thẩm, Tiêu Tiêu, Tiêu Sái, còn có 8 tên tinh phỉ đồng thời xuất hiện tại bên trong phòng. Tây Môn Hạo cho mọi người ngồi lẫn nhau giới thiệu, sau đó mời Ma Lân đám người nhập tọa, liền cái kia 8 cái tiểu đệ cũng có tư cách ngồi ở trước bàn. Một bàn lớn người, vây quanh ngồi cùng một chỗ, bọn hắn giờ khắc này lên, muốn thu hoạch được một trận thiên đại tạo hóa. Xa hoa trong rạp, ba lạp, vô nhang, huy tông, thứ vi, hiện tại nên bốn người các ngươi làm quyết định ta muốn để cho các ngươi tan biến các ngươi nguyện ý không hậu quả như vậy chính là bị thánh học cung xóa tên nhưng chỗ tốt liền là ta sẽ để cho các ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá cửu tinh thánh quân mà lại các ngươi hết thảy tài nguyên tu luyện ta nhận thầu bao quát tinh lực cầu cùng với các ngươi thánh khí tăng lên thậm chí có thể vì các ngươi mua sắm có khả năng tăng thêm tốc độ tu luyện bảo bối tây môn hạo dĩ nhiên sẽ không nói ra bí mật kia thậm chí sẽ không để cho mọi người thấy thánh điện nhưng hắn có thể cho bọn hắn hưởng thụ thời gian gia tốc tám lần thời gian gia tốc ha ha ta tới thánh học cung chính là vì ngươi ba lạp ôm lấy tây môn hạo cánh tay ta cái gọi là ngược lại đi theo ngươi trộn lẫn tống huy tông cái thứ hai làm quyết định chỉ cần tây môn hạo ngư bức thân phận siêu nhiên hắn coi như không tại thánh học cung tốt nghiệp thì thế nào ta tùy ý thứ vi tại báo gia tộc đại thù về sau đã triệt để buông ra. Ta, à, hoa vô nhan vẫn còn có chút lưỡng lự, bởi vì nàng còn có sư phụ. Hừ, ngươi không xứng làm tiểu nhật thiên nữ nhân. Ba lạp trực tiếp mở đổi, nàng cũng không biết vì cái gì, trong lòng không tiếp thụ hoa vô nhan. Thậm chí nàng liền vừa mới bị Tây Môn Hạo đặt vào hậu cung tiêu tiêu đều tiếp nhận, nhưng chính là không thích hoa vô nhan, luôn cảm thấy nữ nhân này quá thế lực. Sư tỷ không có hắn, ngươi có lẽ rất khó tại thánh học cung tốt nghiệp. Vân đoá đoá sao hoa vô nhan nhìn thoáng được. Hừ, ta xứng hay không không phải ngươi nói tính. Tiểu Nhật Thiên, ta cùng ngươi cả một đời. Hoa vô nhan trừng mắt liếc ba lạp, đổi trở về. Mà tiêu tiêu thì là yên lặng không nói, nàng bây giờ còn có chút không thích ứng. Tam nữ một chồng A. À. Ha ha ha, tốt, đã các ngươi bốn cái quyết định, các ngươi thì càng không thể nói. Hiện tại, ta yêu cầu các ngươi tất cả mọi người đóng cửa quan não, trốn ở chỗ này, bốc hơi khỏi nhân gian tây môn hạo lấy ra tinh du tháp đặt ở trên mặt bàn hiện tại tinh du tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai bị hắn làm ra nhiều cái rộng rãi gian phòng có thể cung cấp tất cả mọi người ở bên trong sinh hoạt mà tầng thứ ba ngoại trừ hưu nhàn khu bên ngoài còn có phòng của hắn vậy còn ngươi chúng ta biến mất ngươi làm sao hướng tổng đạo sư nói rõ lý do ba lạp lo lắng hỏi ha 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 yên tâm ta tự có lý do thoái thác thậm chí ta cũng sẽ tan biến tây môn hạo dĩ nhiên sẽ không nói rõ đến thánh điện tiến vào tiểu thế giới kia cơ hồ liền ngăn cách coi như là cốc lương trần đến lúc đó hỏi tới chính mình lừa dối người bản sự vẫn phải có dạng này ta an tâm ba lạp nhẹ gật đầu tốt hiện tại đều cùng ta vào đi tốt mọi người cùng nhau trả lời trong nháy mắt toàn bộ tan biến tại tại chỗ chui vào tinh du tháp tiến vào tinh du tháp về sau tây môn hạo cho mọi người an bài gian phòng Kỳ thật cũng không có gì có thế an bài, nam đi tầng thứ nhất tu luyện, nữ tại tầng thứ hai, mà chính hắn độc hưởng tầng thứ ba. Cần thời điểm, liền đi tầng thứ hai triệu hoán chính mình ba cái lão bà, hoặc là thay phiên, hoặc là cùng một chỗ. Nhưng hắn cũng không định tại đây bên trong qua thỏa sức ngọc vô độ sinh hoạt, bởi vì làm nhiệm vụ của bọn hắn là tu luyện. Nỗ lực tu luyện, sắp xếp xong xuôi về sau, hắn liền đem trên thân mọi người hết thảy thánh tinh tệ thu nạp lên coi là chính mình hơn 13 triệu, cộng lại cao tới 2.000 vạn thánh tinh tệ. Này còn không bao gồm chúng trong tay người hiện có tài nguyên. Cơ vô bệnh đem này 2.000 vạn thánh tinh tệ cùng mọi người cần thiết làm một cái phân tích, nếu như không thăng cấp vũ khí, chỉ mua sắm tinh lực cầu, đầy đủ mọi người đột phá cử tinh thánh quân. huống hồ trên thân mọi người đều có riêng phần mình trước mắt đẳng cấp tinh lực cầu, Tây Môn Hạo càng là có hàng loạt lục giai tinh lực cầu. Cơ vô bệnh làm an bài về sau, liền cùng Tây Môn Hạo hai người tại Bạch Hổ Thành điên cùng mua sắm. Không mua cái khác, toàn bộ mua tinh lực cầu, theo Thánh Sứ Tam Giai đến Thánh Quân Lục Giai tinh lực cầu, hai ngàn vạn thánh tinh tệ cơ hồ tiêu hết. Đương nhiên, còn có môi cầu cùng tuyết cầu cần có tinh hạch, cùng với một chút cường hóa thánh khí tài liệu. Có thế cái này cũng chưa hết, Tây Môn Hạo cùng cơ vô bệnh làm một cái quyết định, cái kia chính là bán đi trong tay gấp hai thời gian gia tốt trận bàn. Ngược lại mọi người muốn đi sử dụng 8 lần, ai còn dùng gấp hai bán mất tất cả trận bàn lại phải hơn một nghìn vạn thánh tinh tệ mà này chút thánh tinh tệ không có mua cái khác hai người nắm tứ đại thành trì chuyển toàn bộ toàn bộ mua luyện chế thời gian trận bàn tài liệu cơ vô bệnh nếu là chuyên tâm tu luyện tốc độ so ra kém tây môn hạo nhưng tuyệt đối so với bất luận cái gì người đều nhanh cho nên hắn tuyệt sẽ không ở bên trong sống ủng thời gian mà lại tây môn hạo vĩ kế hoạch lớn sau khi hoàn thành bọn hắn còn cần đại lượng thời gian gia tốc trận bàn hoặc là cần loại cỡ còn lớn hơn trận bàn hai người một mực tại bốn thành mua sắm hai ngày thời gian đợi tây môn hạo trong tay chỉ còn lại có mấy chục vạn thánh tinh tệ về sau rốt cục cũng ngừng lại tây môn hạo không thể không cảm thán này bồi dưỡng thế lực đơn giản liền là dùng thánh tinh tệ chồng chất a bất quá phóng nhãn thánh vực không ai có khả năng cùng hắn so cơ hồ bằng vào sức một mình tới bồi dưỡng hàng loạt thánh quân thậm chí sau khi đi ra liền là hai mươi mấy tên thánh thần A. Đương nhiên, coi như là tám lần thời gian gia tốc, quá trình này cũng dài đằng đẵng. Tây Môn Hạo không chỉ muốn cho mọi người tốc độ cao tăng lên, còn muốn đem những người này triệt để nắm trong tay, nhất là vân đoá đoá đám người. Hắn thậm chí vì đi đến mục đích của mình, không tiếc sử dụng một cái vô sĩ kế hoạch, nhưng Âu Dương Hạo đi treo chọc kéo thứ vi, ngược lại đối phương cũng đối thứ vi có chút ý tứ. Ban đầu muốn cho cơ vô bệnh đi treo chọc kéo vân đoá đoá, bất quá cái này không hiểu phong tình đồ vật cự tuyệt, đành phải tiện nghi tiêu sái. Nhưng có được hay không, liền xem đối bản sự. Mình đã có ba cái chính thức, còn có một cái dự bị, ba bỉ, cũng không thể thua lỗ tay người phía dưới. Thậm chí bàn thẩm hắn đều nhường đất long từng có ý đồ, đáng tiếc đối phương thà rằng thiến chính mình cũng không đi, chỉ có thể từ bỏ. Cứ như vậy, tây môn hạo lăng không nhường thánh học cung bốn tên thiên điện học sinh trực tiếp biến mất thậm chí đưa tới một trận nhỏ oanh động bất quá ba cái thánh sứ một cái thánh công tan biến các học sinh chỉ coi là ra ngoài treo hoặc là bị khai trừ người nào cũng không có để ý bốn người bọn họ thậm chí liền tây môn hạo biến mất đều không có người nhấc lên đương nhiên vì thế đám đạo sư có chút hoài nghi thậm chí cốc lương trần tự mình hỏi qua tây môn hạo dù sao những người này cùng hắn có quan hệ Tây Môn Hạo trực tiếp hỏi gì cũng không biết, Cốc Lương Trần cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tinh Du Tháp Tây Môn Hạo nhường hề hề hơi cải tạo một thoáng, không có cải tạo địa phương khác, chẳng qua là nhường Tinh Du Tháp có khả năng nhỏ nhất đến 5 cm. Sau đó làm thành một cái lớn mặt dây chuyền, treo ở trên cổ, thành một cái vật phẩm trang sức. Cứ như vậy, người nào có thể biết Tây Môn Hạo bí mật, biết bí mật người toàn bộ ở bên trong đây cũng là hắn có lá gan mang theo hơn 20 người đi thánh điện cọ thời gian gia tốc tự tin. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tây Môn Hạo cuối cùng tiến nhập thánh điện, thành thánh điện thành viên mới. Thánh học cung, thánh điện, Tây Môn Hạo, nhớ lấy, không nên quấy rầy những người khác tu luyện, nếu như có chuyện, ta sẽ tự động thông tri các ngươi, nếu như đã quấy rầy người khác, sẽ bị đá ra đi. Phạm Đức Cương lần nữa dặn dò Tây Môn Hạo một phiên, liền bay về phía lối ra tây môn hạo nhìn xem trên không một tòa tòa nhà mây lâu có đóng kín cửa có mở cửa cách cửa sổ có khả năng thấy có đóng kín cửa gian phòng bên trong có bóng người lắc lư hiển nhiên là tu luyện phiền trong phòng đi lại nơi này không hơn trăm dặm phạm vi chỉ cần một lát liền có thể chuyển lược quả thực không có gì có thế xem tây môn hạo tìm khẽ động mở cửa mây lâu bay vào sau đó khép cửa phòng lại tại cửa phòng đóng cửa cái kia một sát na toàn bộ phòng ốc lập tức lóe lên một hồi hào quang vậy mà tự động mở ra cấm chế này mây lâu bên ngoài nhìn xem rất cao kỳ thực bên trong liền một tầng nhưng vẫn tính rộng lớn bàn ghế giường chiếu đầy đủ mọi thứ đều là bằng gỗ đồ dùng trong nhà nhưng không có vô dụng bài trí hề hề nơi này có cái gì giám sát loại hình tây môn hạo ngồi ở trên giường không có yên tâm đi đừng nói giám sát đến nơi này quan não đều không thể network, ngoại trừ có khả năng thẩm tra tư liệu cái gì liền tiểu tiểu hề cũng không ngoại lệ xem ra thánh học cung vì phòng ngừa để lộ bí mật, rơi xuống rất lớn công phu. Hề hề thanh âm trong đầu vang lên. Tây môn hạo vội vàng mở ra trí năng vòng tay, quả nhiên, chỉ có thể thẩm tra chứa đựng tư liệu, vô phương network, vô phương thành lập thông tin. Ha ha, cũng tốt, liền để chúng ta tại đây lý an tâm tu luyện đi. Tây môn hạo trong lòng hơi động, tan biến tại trên giường, chỉ có nho nhỏ tinh du tháp rơi ở bên trên. Vừa tiến vào tinh du tháp, hắn liền cảm thấy thời gian tốc độ cao xói mòn, quả nhiên có khả năng chồng chất. Mà những người khác không có tiến vào tu luyện, còn đang tháng phục lấy thời gian tốc độ chảy. Nhất là hoa vô nhan đám người, trong lòng vốn là còn chút không bỏ thánh học cung tên tuổi, nhưng bây giờ cái gì đều quên. Tám lần thời gian gia tốc A, theo tốc độ này tu luyện, coi như là không phải thánh học cung học sinh, trở lại thiên thánh cung y nguyên sẽ có được trọng dụng. Mà lại tại đây bên trong cái gì đều không cần lo lắng, chỉ phải cố gắng tu luyện là được rồi ha 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 các vị ta không có lừa các ngươi a à. tại đây bên trong các ngươi đem nhanh hơn người khác tám lần tốc độ tăng lên kinh không kinh hỉ không ngoài ý muốn tây môn hạo thanh âm tại tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất vang lên mọi người từng cái nhìn xem trên không không hề nói gì nhưng mỗi người đều lộ ra thần sắc cảm kích tốt đều tu luyện đi tây môn hạo lấy cái tẻ ngắt có chút nhỏ xấu hổ huống hồ hắn tới nơi này là làm một đại sự. Chẳng qua là một cái tâm tư, ba lạp, hoa vô nhan, tiêu tiêu tam nữ đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha ha, ba vị lão bà, mời ngồi. Tây môn hạo theo trở về còn không có cùng lão bà của mình nhóm thật tốt tâm sự đây. Phất tay bày xong tiệc rượu, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Tam nữ liếc nhau, nhất là ba lạp cùng hoa vô nhan, bốn mắt nhìn nhau, trực tiếp bắn ra tia lửa. Hừ. Hai nữ không ai phục ai hừ lạnh một tiếng, sau đó phân tả hữu ngồi ở tây môn Hạo bên người. Tiêu Tiêu có chút nhỏ xấu hổ, dù sao tới muộn cũng không nói gì thêm, ngồi ở tây môn Hạo đối diện. Tây môn Hạo cười nhạt một tiếng, hiện tại làm cho các nàng trước đấu lấy, một sẽ tự mình đem các nàng cùng một chỗ thu thập, tỉ muội tình cảm sẽ từ từ tốt rồi. Ha ha ha, tốt, đừng làm rộn, đến, chúng ta cũng xem như một nhà đoàn tụ, thật tốt tâm sự, sau đó liền cười quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng gian phòng cùng một chỗ ba lạp hỏi làm sao không tin hạo gia thực lực tây môn hạo tràn đầy tự tin vỗ vỗ bộ ngực cái này không tốt a à? tiêu tiêu dù sao thuộc về tân thủ có chút không thả ra có cái gì không tốt đều bằng bản sự thôi xem ai lợi hại hoa vô nhang không phục nhìn thoáng qua ba lạp ha 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 ta có thể là sớm nhất đi theo tiểu nhật thiên luận bản sự ngươi không được ba lạp khoác tay áo đầu ngón tay ha ha không từng thử làm sao biết hoa vô nhang không nhường chút nào ai tiểu tinh linh đến hai ta uống rượu tây môn hạo thở dài bưng chén rượu lên tiêu tiêu nhu thuận bưng chén rượu lên cùng tây môn hạo đối ẩm rất nhanh ba lạp cùng hoa vô nhang cũng gia nhập rượu cục lần này có thế náo nhiệt hai nữ tranh đấu gay gắt riêng phần mình không phục rất nhanh liền uống nhiều quá tây môn hạo tâm tình không tệ cho nên cùng tiêu tiêu cũng uống say mềm. Đợi sau khi cơm nước no nê, bốn người liền lung la lung lay vào phòng, hỗn chiến trong nháy mắt mở ra. Một đối ba, xem ai mạnh hơn. Các bạn học, lên lớp. Mục Thiên Vân đứng ở trên giảng đài, nhìn xem đằng trước trống không bốn chỗ ngồi, nhìn không được có loại xung động muốn khóc. Sát hạch bốn người đứng đầu, để nhất danh đi thánh điện, sau ba tên đột nhiên biến mất, để cho nàng rất là phiền muộn. Tây Môn Hạo dù sao đi thánh điện, lại ở chính mình công trạng bên trên tăng thêm nồng đậm một bút có thể là hoa vô nhang đám người tan biến phía trên đã cân nhắc dựa theo khai trừ tới xử lý này không để cho nàng vẹn vẹn thêm không được công trạng sẽ còn rơi cái quản lý bất thiện tổng đạo sư tây môn hạo bọn hắn đi đâu tần tử huyên cuối cùng cố lấy dũng khí hỏi thăm bởi vì bốn người tan biến quá mức đột nhiên ngươi hỏi ta ta hỏi ai một thiên vân đang phiền muộn đâu nơi nào còn có thật giận Tần Tử Huyên dọa đến vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu xuống. Ai? Bốn người đứng đầu đi hết, đi hết a. À. Mục Thiên vân trong lòng cảm thán, sau đó xem nói với Tần Tử Huyên: Tử Huyên, về sau ngươi chính là lớp trưởng, các bạn học tiếp tục lên lớp. Bầu trời tinh hệ, thiên thánh cung, thiên thánh điện. Tây Hiệp trưởng lão, Linh trưởng lão, bản cung cần một lời giải thích. Thiên thánh cung cung chủ Thiên Tinh Lang ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút âm trầm trước đó không lâu đạt được bạch hổ thành phân bộ tin tức truyền đến tây hiệp nhất mạch ba lạp linh trưởng lão nhất mạch hoa vô nhang cùng với không phe phái tống huy tông bởi vì một mình hai mở thánh học cung chơi mất tích bị khai trừ học tịch đến mức tây môn hạo bọn hắn chẳng qua là biết tây môn hạo bị bí mật đào tạo sâu không có đạt được thánh học cung giải thích quá nhiều mà lại căn cứ tình báo đầu tiên là hoa vô nhang đám người cũng không có gặp được nguy hiểm hoặc là tử vong liền là biến mất đồng thời tan biến còn có tùy tùng của bọn hắn liền tây môn hạo bên người tùy tùng cũng đã biến mất cung chủ ba lạp cùng tây môn hạo như hình với bóng nếu tây môn hạo không có bị khai trừ bọn hắn có thể hay không tại cùng một chỗ tây hiệp giải thích nói không có khả năng tây môn hạo đi địa phương ai cũng vào không được thiên tinh lan dĩ nhiên biết tây môn hạo đi đâu bởi vì hắn liền là cái chỗ kia ra tới nhưng không thể nói rõ cái kia cái này cung chủ hiện tại tất cả mọi người liên lạc không được ta cũng không có cách nào a à. tây hiệp có thể có biện pháp nào đừng nói ba lạp đám người liền là liền tây môn hạo cũng liên lạc không được ai tây hiệp trưởng lão bên này còn dễ nói còn có một cái tây môn hạo mà lại sẽ vì chúng ta thiên thánh cung làm vẻ vang chẳng qua là linh trưởng lão nơi đó thiên tinh lan nhìn về phía linh trưởng lão lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng mà lại rõ ràng thiên vị tây hiệp vì cái gì cũng là bởi vì hắn biết người khác không biết bí mật. Linh trưởng lão âm thầm kêu khổ, trong lòng sắp hận chết hoa vô nhan, còn có vân đoá đoá, cái kia nha đầu chết tiệt kia vậy mà cũng đã biến mất. Cung chủ, là ta quản thúc không nghiêm, chờ liên hệ với các nàng về sau, nhất định phải hỏi cho rõ. Hừ, khảo hạch bốn người đứng đầu biến mất ba cái. Mấy người bọn hắn sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, lại như thế không coi trọng, thật sự là lãng phí tài nguyên. Tả phó cung chủ, không tri phân bộ đem bọn hắn hàng năm số lượng thêm đến tây môn hạo trên thân nếu như tây môn hạo không tới lấy liền tùng lấy thiên tinh lan đối tả phó công chủ nói ra tả phó công chủ sửng sốt một chút nhưng vẫn gật đầu tây hiệp cùng linh trưởng lão tất cả đều ngây ngẩn cả người nhất là tây hiệp đến bây giờ còn không rõ chính mình coi trọng nhất đệ tử đến cùng xảy ra chuyện gì tốt linh trưởng lão đi trước đi chờ liên hệ hoa vô nhang mau tới báo ta thiên tinh lan khoác tay áo đúng linh trưởng lão nhìn tây hiệp liếc mắt sau đó lui xuống tây hiệp trưởng lão mời ngồi thiên tinh lang đợi linh trưởng lão sau khi đi bỗng nhiên trở mặt khiến cho tây hiệp không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên nhưng vẫn là ngồi xuống ghế muốn hỏi lại không dám hỏi ngược lại đối phương lưu lại chính mình khẳng định là có cái gì muốn nói cũng không cần gấp đến hỏi ha 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 tây hiệp trưởng lão ngươi dạy ra một đồ đệ tốt a à. thiên tinh lang bỗng nhiên phá lên cười khiến cho Tây Hiệp cùng tả phó cung chủ đồng thời mộng bức. Kỳ thật hắn cũng không thèm để ý ba lạp cùng hoa vô nhan, hắn để ý Tây môn hạo. Từ nơi đó ra người tới, một cái có khả năng bù đắp được năm cái thậm chí 10 cái thiên điện học sinh. Cung chủ, chẳng lẽ ngươi cũng đã biết ta đồ đệ kia đi đâu? Tây Hiệp cảm giác thiên tinh lan khẳng định biết một ít gì. Thiên tinh lan nhẹ gật đầu. Tây Hiệp ánh mắt sáng lên. Đi đâu? Thiên tinh lan lắc đầu. Không thể nói, nhưng cũng là thiên đại phúc phận. Tây Hiệp trưởng lão, năm ngoái đột phá thánh tiên A. Tây Hiệp trong lòng hơi động, bỗng nhiên mừng rỡ, nhưng lại không lọt thanh sắc. Đúng vậy cung chủ, năm ngoái đột phá. Ừm, năm nay hộ pháp có ba cái danh ngạch, tính ngươi một cái đi. Tạ cung chủ, Tây Hiệp vội vàng đứng dậy hành lễ. Cung chủ, cái này. Tả phó cung chủ không cần nhiều lời, Tây Hiệp tư chất là các vị trưởng lão bên trong số một số hai, huống chi dạy dỗ một đồ đệ tốt, làm hộ pháp hợp tình hợp lý. Thiên tinh lang cắt ngang tả phó cung chủ, rõ ràng đã quyết định tốt. Tả phó cung chủ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thoáng qua Tây Hiệp vẫn là nhìn được. Tây Hiệp hộ pháp, lần này có thế muốn lựa chọn một chỗ lãnh địa. Thiên tinh lang hôm nay xem như bỏ hết cả tiền vốn, tặng đất vị lại tặng đất bàn. Kỳ thật dựa theo Tây Hiệp tu vi tả hộ pháp không tật xấu, có thể là vị gia này thế lực quá đơn bạc, có độc lai độc vãng, cho nên vốn không tại danh ngạch bên trong cung chủ, Tây Hạp Sơn Mạch liền rất tốt. Tây Hiệp là thật không có giả tâm. Cũng tốt, đi thôi, ngày mai ta sẽ đem việc này ban bố tại chúng. Thiên Tinh Lan khoát tay áo. Đúng, Tây Hiệp lần nữa thi lễ, sau đó lui xuống. Cung chủ, ba cái kia danh ngạch đã định tốt, vì cái gì bỗng nhiên cải biến. Tả phó cung chủ tại Tây Hiệp sau khi đi, cuối cùng nhịn không được. Ai? Ngươi không hiểu, ta tiễn hắn hộ pháp không phải vì hắn, mà là vì hắn tương lai khó lường đệ tử thiên tinh lan thở dài bên trong tràn ngập hâm mộ cùng đố kỵ ồ cung chủ nói đúng tây môn hạo tả phó cung chủ dây hiểu từng liền là cái kia tây môn hạo tây môn hạo người này luôn là cảm giác hết sức quỷ dị thiên tinh lan sờ lên cầm bên trên trâu ria này tây môn hạo đơn giản tựa như là bậc hắc một dạng đã không phải là người thường có thể tưởng tượng tả phó cung chủ không biết tây môn hạo đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác tiểu tử kia muốn phát đạt thánh vực một năm thánh học cung thánh điện năm năm tinh du tháp bên trong tám năm thời gian tám năm tây môn hạo nỗ lực tu luyện cuối cùng bằng vào cố gắng của mình tu vi đến cửu tinh thánh tôn chỉ thiếu chút nữa liền có thế đột phá thánh quân thời gian tám năm tây môn hạo dưới tay thánh tôn nhóm một đường bảo táp thẳng đến thánh quân mà đi mà thánh sứ cấp người toàn bộ đạt đến thánh tôn kỳ có thể nói là tập thể tiêu một đoạn dài đây mới là Tây Môn Hạo đi vào thánh điện năm thứ nhất. Nhất là bốn tên thứ vệ, tu vi cao nhất gai vệ một cùng thứ vệ nhị đã đình chỉ tu luyện, bởi vì bọn hắn đã cử tinh thánh quân, không cách nào lại đột phá, chỉ có thể ra ngoài. Bất quá Tây Môn Hạo cũng không có kế hoạch để cho hai người rời đi, mà là tiếp tục chờ đợi. Có lớn đột phá, Tây Môn Hạo liền kêu lên lão bà của mình nhóm, chuẩn bị chúc mừng một phiên, sau đó nhất cổ tác khí đột phá thánh quân kỳ. Có thế là mới vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, hề hề lại phá vỡ hăng hái của hắn. Tiểu Nhật Thiên, nhanh đi ra ngoài. Tây Môn Hạo trong nháy mắt hào hứng hoàn toàn không có, mặc quần áo vào tan biến tại gian phòng bên trong, chỉ để lại một mặt mộng ép tam nữ. Mà bên ngoài, Phạm Đức Cương Phân Thân đang ở cầm lấy một cái tiểu linh đang nhẹ nhàng lắc lư. Chuông này cũng không phải bình thường chuông lục lạc, mà là đặc thù thánh khí, là chuyên môn đánh thức trong nhập định đám người. Tây môn hạo tại sau khi đi vào liền nhường hề hề nhìn một chút bên ngoài liền sợ có người gọi hắn nghe không được mang tốt tin du tháp rời khỏi phòng phát hiện trên không đã có không ít người tại triều lấy lối ra phạm đức cương phân thân mà đi Tây môn hạo phóng nhãn xem xét thầm nghĩ ta giọt cái bao những người này một nước thánh quân liền hắn một cái thánh tôn đương nhiên cũng có người chú ý tới hắn bất quá cũng chỉ là nhìn một chút biết tới người mới liền không còn quan tâm rất nhanh có chừng gần trăm mười người tụ tập đến phạm đức cương phân thân trước rối bời trên không trung đứng vững những người này có rất ít nói chuyện với nhau bởi vì nơi này rất nhiều người lẫn nhau cũng không nhận ra người ở chỗ này ai không phải nắm chặt thời gian tu luyện tây môn hạo còn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy thiên kiêu con trai từ trên người bọn họ tán phát khí tức đến xem không có một cái nào loại lương thiện cái này là cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã đi các vị đều đến đông đủ a à? ta đếm xem. Phạm Đức Cương thu chuông lục lạc, cẩn thận nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu. Tổng cộng 108 vị, vừa vặn. Dựa vào, 100 đơn bát tướng sao. Tây Môn Hạo âm thầm oán thầm. Tây Môn Hạo, ngươi ra tới. Phạm Đức Cương nhìn về phía Tây Môn Hạo. Tây Môn Hạo vội vàng tiến lên, sau đó đứng ở Phạm Đức Cương bên người. Không sai, thời gian một năm, theo lục tinh Thánh Tôn, tăng lên tới cửu tinh, không nghĩ tới bên ngoài nhanh, bên trong ngươi cũng không chậm. Phạm Đức Cương hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Tây Môn Hạo, tu luyện quả thật có chút bậc hắc. Cái gì? Một năm tam tinh, gấp năm lần cũng chính là năm năm. Này cũng quá nhanh đi. Đúng vậy a, à. đây chính là thánh tôn cuối cùng tam tinh a. À. Ta nhớ được năm đó ta tu luyện một năm rưỡi, ta không đến hai năm. Mọi người bắt đầu nghị luận lên, từng tia ánh mắt tại Tây Môn Hạo trên thân quét qua. Mặc dù Tây Môn Hạo tại nơi này là đẳng cấp thấp nhất một cái, nhưng tốc độ như vậy xuống, chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp bọn hắn. Tốt, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là năm ngoái tới người mới, ân, cũng là một cái nhỏ nhất. Phạm Đức Cương giới thiệu rất đơn giản, hắn rễ của nó bản không nói nhiều. Bởi vì nơi này mọi người đều là thiên tài, dạng gì yêu nghiệt đều có, Tây Môn Hạo những sự tình kia giấu vết mặc dù kinh người, nhưng đối với những người này tới nói còn không đạt được khiếp sợ hiệu quả tràng diện yên tĩnh trở lại, từng cái mong mỏi cùng trong mong, chờ đợi lấy nhiệm vụ. Bởi vì chỉ cần Phạm Đức Cương hơi triệu hoáng, nói rõ liền có nhiệm vụ tới. Các vị, nhiệm vụ mới, thăm dò một vị chết đi đại năng tùy thân tiểu thế giới, khác biệt dĩ vãng, lần này tiểu thế giới rất lớn, bảo vật hẳn là rất nhiều, cho nên thập đại thánh học cung người cùng một chỗ thăm dò. Trong các ngươi có người chấp hành qua loại nhiệm vụ này, có người không có, ta đây tại nói đơn giản một thoáng. Phạm Đức Cương vút vút sợi râu, liền bắt đầu giảng thuật dâng lên. Một chút siêu cấp đại năng ngã xuống về sau, không gian tùy thân sẽ từ từ hình thành tiểu thế giới, đồng thời xuất hiện cửa vào, cung cấp người thăm dò. Tiểu thế giới hình thành về sau sẽ từ từ bành trướng, thậm chí sẽ xuất hiện sinh linh cùng với đủ loại môi trường tự nhiên, tồn tại thời gian càng dài, tiểu thế giới diện tích càng lớn. Đương nhiên, giống thánh điện này loại khác biệt, loại sự tình này cái kia đại năng trước khi chết cải tạo qua vì chính là nhường bên trong thời gian gia tốc làm phúc cho đời sau. Lại thêm nơi này bị thánh học cung khống chế trăm vạn năm, đã trở thành tư nhân địa bàn. Mà những cái kia tự nhiên hình thành thì khác biệt, bên trong hết sức hung hiểm, còn có cái khác học cung học sinh, tránh không được giết người đoạt bảo. Phải biết, một cái đại năng tiểu thế giới, tùy tiện nhặt mấy món bảo bối đều có thể phát tài. Mà tiểu thế giới này đều có một cái chung nhau đặc điểm, cái kia chính là thánh thần trở lên không có thể vào chỉ có thánh quân cùng với thánh quân một thoáng mới có thể dùng. Cho nên, thánh học cung cởi mở nơi này không phải là không có mục đích, thăm dò tiểu thế giới liền là nhiệm vụ một trong. Mà lại ở bên trong tầm bảo thời điểm đều muốn mở ra thánh học cung phân phát quan não tiến hành ghi chép, mong muốn tham ô bên trong bảo vật nghĩ cũng đừng nghĩ. Gấp năm lần thời gian gia tốc cung cấp cho ngươi, còn không phải thánh học cung làm chút sống. Nghĩ bạch chơi thật đúng là không có khả năng. Tây môn hạo nghe xong, cảm giác có chút quen thuộc, rất giống tại thần vực thời điểm thăm dò bí cảnh bất quá đó là tây nhai hiệp làm ra thần giới mảnh vỡ mà cái này thì là thiên thánh đại năng không gian tùy thân biến thành tốt các ngươi đều nghe rõ chưa phạm đức cương phân thân hỏi hiểu rõ mọi người cùng nhau trả lời tốt xuất phát đều theo ta ra ngoài phạm đức cương phân thân trước tiên đi ra ngoài sau đó trong nháy mắt xuyên trở về bản thể những người khác một lần rời đi thánh điện đều cảm giác dường như đã có mấy đời dù sao bên trong là gấp năm lần gia tốc tây môn hạo mới vừa ra tới trí năng vòng tay liền lấp lánh không ngừng không chỉ là của hắn tất cả trí năng quan não đều đang lóe lên bất quá lúc này người nào cũng không có thời gian đi thăm dò xem bất quá tinh du tháp bên trong hết sức an tĩnh mọi người còn tại tu luyện mà lại tây môn hạo đã để bọn hắn đem quan não đóng cửa tại đột phá cửu tinh thánh quân trước ai cũng không thể mở ra đều đi theo ta Phạm Đức Cương mang theo mọi người rời đi hang núi, đi thẳng đến đỉnh núi, đến cung chủ đại điện. Cung chủ đại điện cũng không có cốc lương trần, có lẽ đi làm việc, có lẽ đi tu luyện. Bất quá, tại đại điện tầng thứ nhất có một nam một nữ hai tên áo bào màu bạc người đang đợi, nhìn thấy Phạm Đức Cương về sau vội vàng chào. "Ngã kỳ, đều chuẩn bị xong chưa?" Phạm Đức Cương đối tên kia áo bào màu bạc nam tử hỏi. "Hồi chủ quản, đều chuẩn bị xong." "Hồng rừng, đi chuẩn bị" ngã kỳ đối cái kia áo bào màu bạc nữ tử phân phó nói rõ ràng hắn tư cách còn cao hơn hồng rừng một chút hồng rừng nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi cung chủ đại điện ngã kỳ phân phát dụng cụ ghi chép phạm đức cương phân phó nói đúng ngã kỳ vung tay lên trong tay bỗng nhiên bay ra hàng loạt điểm sáng màu bạc mỗi một cái đều như là lân phiến một dạng hình tròn rất mỏng những cái kia tròn mảnh chính xác rơi vào mỗi người cái tráng lập lòe hào quang nhàn nhạt Tây môn hạo đuổi bề bộn duỗi tay lần mò, phát hiện căn bản sờ không tới, phản phất cái kia chính là mình trên da bớt. Chớ có sờ, sờ không tới, còn không sai, không có che lại ngươi ấn ký, mi tâm màu đỏ ấn ký hẳn là một loại thần thông A. Một tên đứng tại Tây môn hạo nam tử bên người nhỏ giọng nói ra. Tây môn hạo nhẹ gật đầu, lại sờ soạn hai lần, liền ngóc lên. Chỉ thấy ngã kỳ điểm mở tay ra trên cổ tay quan não, bắn ra một cái màn hình lớn, phía trên biểu hiện ra một vài bức hết sức tương cận hình ảnh, chính là này 108 người thấy hình ảnh. Phó Cung Chủ, dụng cụ ghi chép hết thảy như thường. Phạm Đức Cương nhẹ gật đầu, sau đó đối mọi người nói. Dụng cụ ghi chép lại ở nhiệm vụ kết thúc về sau giúp các ngươi lấy ra. Các ngươi chấp hành nhiệm vụ hết thảy hình ảnh đều sẽ ghi chép. Này dụng cụ ghi chép không chỉ có là vì phòng ngừa có người nuốt riêng, sẽ còn ghi chép các ngươi nhiệm vụ biểu hiện. Cái này liên quan đến các ngươi ban thưởng, đều hiểu sao hiểu rõ tốt theo ta đi xuất phát phạm đức cương vung tay lên cùng ngã kỳ mang theo mọi người rời đi cung chủ đại điện tại đỉnh núi đất trống bên trên nghe một nhà kim ngân hai màu hình tam giác lại bình tinh du khí cửa khoang mở ra hồng rừng liền đứng tại cửa vào chờ tất cả mọi người đi lên tìm chỗ ngồi ngồi xuống ngã kỳ ở phía trước dẫn đường mang theo mọi người lên tinh du khí tinh du khí nội bộ trưng bày từng trương xa hoa chỗ ngồi sau cái gọi là thương vụ tòa còn cao cấp hơn. Toàn bộ tinh du khí nội bộ chỉ có một tầng, bố cục cũng là hình tam giác, bất quá ba mặt sừng nhọn toàn bộ bị ngăn cách, phân ra ba cái đơn độc khu vực. Mọi người đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống, đợi tất cả mọi người sau khi đi vào, hồng rừng đến trước mặt điều khiển khu, mà Phạm Đức Cương thì là tiến vào bên phải khu nghỉ ngơi, sau khi đi vào hoàn toàn có mọi người ngăn cách. Các vị, lần này lữ trình đại khái cần một ngày, nhưng một ngày này sẽ phi thường sóc nảy, bởi vì muốn tấp nập sử dụng bước nhảy không gian, bằng không thì đến Kim Hùng tinh vực cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá mọi người xin yên tâm, đây là một chiếc đỉnh cấp tinh du khí, không cần lo lắng nó lại bởi vì không ngừng nhảy vọt mà tan ra thành từng mảnh. Ngã Kỳ nói xong, liền vào bên phải khu nghỉ ngơi. Theo cửa khoang đóng lại, tinh du khí chậm rãi bay lên không, sau đó trong nháy mắt vọt ra ngoài. Tiểu Hồng, toàn viên tiến vào cố định trạng thái hồng rừng đối tinh du khí quan não phân phó nói. Đúng, túc túc túc, 108 chỗ ngồi ghế dựa trong nháy mắt sáng lên hào quang, tạo thành một quan tráo, đem tất cả mọi người một mực khống chế trên ghế. Đều không nên kinh hoảng, đây là vì phòng ngừa các ngươi bắn ra tới. Hiện tại, bắt đầu tiến vào liên tục bước nhảy không gian hình thức, đều ngồi xuống chuẩn bị tâm lý. Hồng rừng thân thể cũng bị cố ổn định ở trên ghế ngồi. Mà bên ngoài, Tinh du khí thể tích đã thu nhỏ đến hơn một mét lớn nhỏ, sau đó trực tiếp biến thành một đạo quang mang, ngay sau đó trong nháy mắt tan biến tại trong vũ trụ. Vậy mà không cần thấy bước nhảy không gian điểm, trực tiếp gia tốc là có thể tiến hành nhảy vọt, hơn nữa còn là liên tục nhảy vọt, rõ ràng này đỉnh cấp tinh du khí tốc độ. Mà bên trong, Tây Môn Hạo chỉ cảm giác mình đang hơi tấp nập chấn động, phản phất ngồi ở xoa bóp ghế dựa lên. Nếu như không phải là bị toàn thân cố định, hắn rất khó tưởng tượng chính mình có thể hay không bị đánh bay loạn. Hắc hắc, Tây, môn hạo đúng không? Làm, làm người mới, chậm rãi, liền sẽ tập, thói quen, buông lỏng, liền, coi như toàn thân theo. Xoa bóp, Tây môn hạo bên người một tên thanh âm nam tử rung lẫy bẫy cười nói. Khoan hãy nói, thật mẹ nó hữu duyên, chính là tại cung chủ đại điện đáp lời người kia. Tây môn hạo há to miệng, nhưng bờ môi tại tốc độ cao lạnh cống, răng trên răng dưới vừa đi vừa về đụng căn bản nói không nên lời hắn còn không quen dưới loại trạng thái này nói chuyện chỉ có thể đàng hoàng ngậm miệng lại nam tử cũng ngậm miệng lại có thể là sợ cắn được đầu lưỡi đi thời gian một ngày a à. cứ như vậy điên bà xuống không biết những thiên tài này đến lúc đó sẽ không thánh thể vỡ tan khung xương kim hùng tinh vực mười đại tinh vực một trong theo trạm lam tinh vực đến kim hùng tinh vực còn cách hai cái tinh vực cho nên đỉnh cấp tinh du khí vô hạn nhảy vọt cũng cần thời gian một ngày. Một ngày này, đối với Tây Môn Hạo bọn người tới nói là cực kỳ chua thoải mái một ngày, cho dù là trải qua mấy lần này loại lữ trình lão luyện, cũng sẽ thấy chua thoải mái vô cùng. Nằm trong loại trạng thái này, đừng nói tỉnh tọa tu luyện, liền là bình thường trao đổi giải buồn đều khó có khả năng. Cứ như vậy, qua thời gian một ngày, tinh du khí cuối cùng không nửa rung rẩy mà lại rõ ràng bắt đầu giảm tốc độ. Tây Môn Hạo cảm giác mình sắp phun, nhất là này tinh du khí là toàn phong bế, cảm giác để cho người ta có một loại không nói ra được cảm giác đè nén. Túc túc túc, trên ghế ngồi lồng ánh sáng tan biến, chúng thân thể người buông lỏng, từng cái tất cả đều tê liệt ngồi xuống ghế, thậm chí còn có người nhịn không được nôn khang. Tốt, đều tinh thần một điểm, đừng để mặt khác thánh học cung người chê cười. Phạm Đức Cương rời đi phòng nghỉ, ngay sau đó ngã kỳ cũng đi ra. Theo tin du khí có chút dừng lại, cửa khoang mở ra, lộ ra một mảnh hoang vu tình cảnh, bên ngoài còn có cùng gió thổi cát vàng. Theo thổi tới khí tức mọi người có khả năng cảm giác được, đây là một khỏa tinh cầu hoang vu. Đi theo ta đi, chú ý một chút, phía ngoài tinh lực rất cuồng bạo. Ngã kỳ trước tiên rơi xuống tinh du khí, mọi người theo sát phía sau. Vừa rời đi tinh du khí, mọi người liền bị cuồng bạo năng lượng thổi một hồi thân hình không ổn định, thậm chí năng lượng đánh vào người bắt đầu đè ép thánh thể. mẹ nó bạn thân, ngươi tốt mềm. Vẫn là cái kia bắt chuyện nam tử, đang kinh ngạc nhìn thân thể đã biến hình Tây Môn Hạo. Đánh rắm, hạo da rất trắng. Tây Môn Hạo khống chế chính mình slam thể, trong nháy mắt khôi phục như thường hình dáng. Chà chà, ngươi này thánh thể có chút ý tứ. a à đúng, còn không có tự giới thiệu đâu, ta gọi, Lý Tú Liên, 5 năm trước tiến vào thánh điện. Lý Tú Liên thoạt nhìn tuyệt không khách khí. Lý Tú Liên, ngươi nhà còn Lý Đại Chủy đâu? Tây Môn Hạo nhớ tới một cái nào đó kịch truyền hình bên trong nhân vật. Mẹ nó, ngươi thế nào biết ta ngoại hiệu? Nói, ngươi trước kia có phải hay không nghe nói qua ta? Chẳng lẽ ta trước kia nổi danh như vậy sao? Cũng thế, năm đó ta có thể là rất nổi danh. Lý Tú Liên lẩm bẩm bức lại nhảy bức lẩm bẩm, khiến cho Tây Môn Hạo trở nên đau đầu. Muốn không phải đối phương là cái ngũ tinh thánh quân, hắn thật nghĩ một bàn tay đập nát miệng của đối phương. Lý Đại Chủy, câm miệng ngươi lại cẩn thận ta cho ngươi xé hồng rừng bỗng nhiên xuất hiện tại lý tú liên đằng sau dọa đối phương vội vàng ngậm miệng lại nên tây môn hạo cười trên nỗi đau của người khác nhìn đối phương liếc mắt ai ngờ lý tú liên ôm một cái tây môn hạo bả vai còn nhẹ nhàng nhéo nhéo a à, không phải mềm như vậy a à. vừa rồi thân thể của ngươi giống như không có tỉnh ngủ tiểu đệ đệ năng lực thực sự yếu a à. lần này lý tú liên đã có kinh nghiệm sử dụng truyền âm y phiệu cạo Tây môn hạo là thật phục, cái miệng rộng này, đơn giản quá mẹ nó hiếm thấy. Đây là một khỏa mười phần tinh cầu hoang vu, chỉnh hành tinh thành màu xám tro, nhìn qua âm u đầy tử khí. Ở chung quanh, còn ngừng lại vài khung tinh du khí, từng đội từng đội đến từ thập đại thánh học cung thánh điện học sinh hướng cùng một chỗ tụ tập. Tây môn hạo đến một thoáng, coi là bọn hắn là bảy đợt nhân mã, còn có ba đợt còn chưa đạt tới. Tây môn hạo, loại tràng diện này không có được chứng kiến A kỳ thật nhiệm vụ này a à, chỉ phải chú ý điểm cũng không có nguy hiểm gì dù sao chúng ta đều là thiên tài trong thiên tài phía trên sẽ không để cho chúng ta chết dễ dàng như vậy tỷ lệ tử vong cao nhất là thập đại thánh học cung luận võ đó mới gọi một cái thảm thiết bất quá thánh điện ta không có tham gia qua chẳng qua là tại thánh tôn thời điểm tham gia qua bình thường luận võ lý tú liên tại tây môn hạo trong đầu niệm lên kim cô chú tây môn hạo là thật nghĩ đánh gia hỏa này có thể là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mà lại đối phương cũng xem như đang vì mình giới thiệu một chút chuyện của Thánh Điện, liền nhịn. Rất nhanh, bảy đại Thánh học cung Thánh Điện học sinh tụ tập chung một chỗ, các đại học cung lĩnh đội người Diệp Nhi đơn độc một chỗ. Chờ không bao lâu, tuần tự có ba cái tinh du khí hạ xuống, thập đại Thánh học cung người cuối cùng đến đông đủ. Mỗi cái tinh vực Thánh học cung người tới đều không khác mấy, cộng lại một nghìn hai, ba trăm người, này có thể nói là thánh vực cấp bậc này đỉnh kim thiên tài. Uy, Tây Môn Hạo, sau khi đi vào nếu như gặp nhau, chúng ta liền tổ cái đội a. Lý Tú Liên còn ôm Tây Môn Hạo bả vai, nhưng Tây Môn Hạo không thể không hoài nghi gia hỏa này hướng giới tính. Làm sao? Chúng ta không đi vào chung không? Tây Môn Hạo hỏi. Hắc hắc, đi vào là đi vào chung, nhưng sau khi đi vào bị truyền tống ở đâu ai cũng không biết, tiểu thế giới này so chúng ta chỗ tu luyện lớn hơn mà lại chúng ta chỗ tu luyện cũng không nhỏ, chẳng qua là bị phân chia là cái khu vực thôi. Lý Tú Liên này người tuyệt đối là hợp cách giải thích, quá mẹ nó lời nhiều. Há, thì ra là thế, tốt, nếu như gặp nhau liền tổ đội. Bất quá miệng rộng huynh, bên trong đến cùng cỡ nào hung hiểm. Tây Môn Hạo tiếp tục hỏi thăm. Hắc hắc, kỳ thật cũng không tính là quá nguy hiểm, địa phương nguy hiểm chú ý một chút là được rồi. Mà giữa chúng ta có dụng cụ ghi chép, ai cũng không dám tự giết lẫn nhau. Còn mặt khác học cung, chỉ cần không phải đồng thời gặp được một kiện bảo vật phát sinh cướp đoạt, gặp được về sau đều sẽ hết sức ăn ý không liên quan tới nhau. Đều là thiên tài, đều muốn mượn thời gian gia tốc nắm chặt mạnh lên, không ai sẽ ở không đi gây sự, người nói đúng không? Lý Tú Liên xem như bắt được Tây Môn Hạo chủ động hỏi thăm, ước gì đem cho nên biết đến đồ vật nói ra. Tây Môn Hạo nghe liên tục gật đầu, đối cái miệng rộng này dù sao cũng hơi cảm kích hắn thật lâu không nhìn thấy nóng như vậy khí người. Miệng rộng huynh, cảm ơn. Ha ha ha, tạ cái gì a à? đều là đồng học, mà lại ta nhìn ngươi tiểu tử này không sai. Lý Tú Liên dùng sức vỗ vỗ tay môn hạo bả vai. Có thể là dùng quá sức, nắm tay môn hạo slam thể cho đánh ra, trực tiếp vỗ ra một cái lỗ khảm. Họa tào, Lý Tú Liên giật nảy mình. Tay môn hạo thì là cười nhạt một tiếng, lấy ra hai chi giao hữu thần khí xì gà, đưa cho đối phương một nhánh đến, nếm thử, quê quán đặc sản. Nói xong, ngón tay bắn ra một sợi hỏa diễm nhóm lửa. Lý Tú Liên ra dáng nhóm lửa, hít một hơi, lập tức tinh thần đại chấn. Ngư phê A à thứ này. Ha ha, quê quán đặc sản, quốc lấy chơi thôi. Tây môn hạo kim tốn cười nói. Ai? Này có thế đồ vật có thế coi như không tệ, có thể tăng cường nguyên thần cùng linh hồn, còn có khả năng đề thần tỉnh não, thần vật A. À. Lý Tú Liên lại rút hai cái, Đơn giản ưa thích ghê gớm. Bên này quốc lấy tiểu yên trò chuyện, mà một chỗ khác thập đại học cung phó viện trưởng đã tụ tập chung một chỗ, đang thương lượng lấy cái gì. Rất nhanh, 10 người đồng thời mệnh lệnh chính mình học sinh bay lên không, chỉnh hành tinh trong chớp mắt không có một người. Tây môn lão đệ muốn bắt đầu, nhìn một chút đại năng thủ đoạn. Lý Tú Liên lại bắt đầu tại Tây môn Hạo trước mặt làm lên sướng ngôn viên. Từng, Tây môn Hạo khẽ gật đầu sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Phạm Đức Cương đám người. Chỉ thấy Phạm Đức Cương đám người 10 người trôi nổi tại tinh cầu mặt ngoài, sau đó đồng thời vận chuyển tinh lực, cùng một chỗ đánh vào tinh cầu màu xám một cái đốt. Oanh! Theo một tiếng nổ ầm ầm, tinh cầu khổng lồ bỗng nhiên từ giữa đó nứt ra, tựa như là cắt dưa hấu một dạng. Mọi người thấy không khỏi sợ hãi thang nhất là Tây Môn Hạo, còn là lần đầu tiên thấy lợi dụng nhân lực đến phân mở một khỏa tinh cầu, mà lại vẹn vẹn sử dụng tinh lực theo tinh cầu nước ra bên trong xuất hiện bên trong tinh cầu bộ cấu tạo bất quá ở hạch tâm chỗ lại có một cái to lớn tinh vân đồ án chung quanh còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc tảng đá mẹ thật là nhiều cường hóa thạch a à, lý tú liên không khỏi kinh ngạc tán thán là có rất nhiều còn có không ít tinh lực cầu đây tây môn hạo đã dùng qua cường hóa thạch không ít nhưng còn là lần đầu tiên thấy cường hóa thạch cùng tinh lực cầu bị móc ra một màng phần lớn thu thập cường hóa thạch đều là đã thông đến bên trong tinh cầu bộ, sau đó nhân công khai thác, mà bạo lực như vậy thủ đoạn, không phải đại năng không thể vậy. Cái kia liền là tiểu thế giới lối vào A. Tây Môn Hạo nhìn xem cái kia lập lòe hào quang tinh vân hỏi. Từng, cái này là thiên thánh đại năng tiểu thế giới cửa vào, có phải hay không cùng cải tạo qua thánh điện không giống nhau? Lý Tú Liên hơi hơi đắc ý, giả thành học trưởng bức. Từng, là không giống nhau, không biết bên trong sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh tây môn hạo sờ lên cằm rất chờ mong nhiệm vụ lần này mặc dù toàn trình đều có giám sát nhưng cũng dùng tăng một chút kiến thức cũng không tệ rất nhanh tinh cầu màu xám triệt để chia làm hai bên đem to lớn tinh vân hoàn toàn hiển lộ ra mà những cường hóa thạch đó cùng tinh cầu cầu không có người để ý tất cả mọi người nhìn xem tiểu thế giới kia lối vào tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào theo ra lệnh một tiếng hơn một ngàn người trong nháy mắt xông về tinh vân. Lão đệ, nhanh lên. Lý Tú Liên kéo tay môn hạo liền xông, hơn một ngàn người tựa như là như ông vỡ tổ, không có chút nào trật tự, tranh nhau chen lớn trùng kích. Ha ha ha, chư vị, lũ tiểu gia hỏa tầm bảo đi, bọn hắn thật tốt tâm sự như thế nào. Một thánh học cung phó viện trưởng cười nói. Ha ha ha, trong vũ trụ, nâng cốc ngôn hoang, cũng là khoái chăng. Ta ra rượu ngon mười ấm. Ta ra băng long hàng thịt 10 phần. Ta ra, thập đại học cung phó cung chủ riêng phần mình lấy ra quê quán đặc sản, tại trong hư không đỡ lấy một cái bàn, lăng không mà ngồi, bắt đầu nâng cốc ngôn hoang. Mà mỗi cái viện trưởng mang hai tên trợ thủ cũng rất nhanh phân công. Một đợt đi tới mặt điện thoại cường hóa thạch cùng tinh lực cầu, một bên khác thì là nhìn xem riêng phần mình quan não, giám thị lấy mỗi một cái học sinh. Sưu sưu sưu, hơn một ngàn người từng cái tiếng nhập tinh vân, mở ra bọn hắn tầm bảo hành trình. Đây là đâu? Ta ở đâu? Tây Môn Hạo vừa mới đi vào Tinh Vân, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó liền bị truyền đưa đến một mảnh trống rỗng hoang dã bên trong. Huy, tiểu đệ đệ, tranh thủ thời gian tìm đi, đến muộn đã có thể cái gì cũng không vớt được nha. Một tên không biết cái kia tinh vực tiểu tỷ tỷ quét mới tại Tây Môn Hạo cách đó không xa, nhắc nhở một câu, sau đó liền hướng về nơi xa chạy như điên. Bay những bảo bối kia chắc chắn sẽ không trên không trung tung bay cho nên không người đến nơi này bay lên chơi tây môn hạo cũng không vội vã mà là điểm một mực xì gà đè ép an ủi sau đó vung tay lên ném ra hai khỏa binh đậu biến thành hanh các nhị tướng tăng cường trong lòng hơi động môi cầu cùng tuyết cầu bay ra hiện tại môi cầu đã tứ giai ngũ tinh tuyết cầu cũng là tam giai bát tinh đây chính là tây môn hạo tầm bảo lợi khí có chúng nó sẽ dễ dàng rất nhiều hề hề có thể che giấu chuyện tín hiệu sao? Có thể là có khả năng, nhưng nếu quả thật như thế, sẽ bị phát hiện, này máy giám thị có thể là chuyên dụng. Há, vậy quên đi, bất quá có hanh cáp nhị tướng cùng môi cầu, có thể thử một chút có thể hay không đen một chút đồ tốt. Tây môn hạo dĩ nhiên không biết thành thành thật thật đem bảo vật toàn bộ dâng lên, hắn mới không có như vậy thực sự. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía mình trí năng vòng tay, phía trên còn lập lòe hào quang. Tiểu tiểu hề, bắn ra đúng, chủ nhân. Xoạt, một cái màn hình giả lập hít ra tới, phía trên lại có mười mấy cái tin. Mục thiên vân một đầu, hỏi thăm ba lạp đám người đi hướng. Ngải mạc tư một đầu, đồng dạng là hỏi thăm ba lạp đám người vì cái gì tan biến. Tây hiệp năm cái, toàn bộ là hỏi thăm ba lạp cùng mình mất liền sự tình. Phàn thần sáu đầu, trong đó ba đầu chỉ mẹ, bởi vì hắn cho rằng Tây môn hạo đem hắn con gái cho ngoặt chạy. Tây môn hạo chẳng qua là nhìn lướt qua, chỉ cho tây hiệp cùng phàn thần trở về đồng dạng một câu chúng ta không việc gì chớ muốn lo lắng sau đó liền đóng lại trí năng vòng tay thậm chí che giấu hết thảy thông tin hô tây môn hạo phun ra cuối cùng một điếu thuốc sau đó đem khói cái rắm bóp nát liền đứng dậy đây là một mảnh cỏ dại rậm rạp hoang nguyên không có cảm giác được có cái khác sinh linh môi cầu tuyết cầu hai bên tây môn hạo lấy ra thiên cơ tán chỉ chỉ hai bên môi cầu cùng tuyết cầu trong nháy mắt tách ra tại Tây Môn Hạo hai phía bay lượn, mà Hanh Cáp Nhị tướng thì là tại phía trước tách ra, vừa vặn hiện lên hình nửa vòng tròn bắt đầu tiến lên. Tây Môn Hạo còn là lần đầu tiên từ tiểu thế giới bên trong tầm bảo, cũng không biết bảo vật sẽ quét mới ở nơi nào, nhưng căn cứ kinh nghiệm, không phải trong lòng đất, chính là tại chỗ hung hiểm. Hề hề, người trước kia lão chủ nhân liền không có từng tới nơi này sao? Tây Môn Hạo quá nhàm chán, thậm chí đều hoài niệm Lý Tú Liên. Không có, giống thế giới nhỏ như thế này, đều bị thánh học cung cầm giữ, tư nhân hết sức khó gặp được, ta cũng là lần đầu tiên. Hề hề cảm xúc lại sa sút lên, hiển nhiên là hoài niệm chính mình lão chủ nhân. Đúng rồi, 1.500 bạch thủy tinh làm sao còn không có thăng cấp. Tây môn hạo xóa khai chủ đề, không muốn để cho hề hề quá mức đau lòng. Ta liền giống như các ngươi, càng về sau càng khó thăng cấp, cho nên 1.000 bạch thủy tinh không tính là gì. Lại nói cái kia bạch thủy tinh thích hợp tinh luyện cường hóa, thăng cấp tác dụng không phải rất lớn, Há, thì ra là thế. ai? ta hay là hy vọng ngươi mau mau lớn lên a? tây môn hạo dùng thiên cơ tán quét ra một đống cỏ dại, căn bản không giống như là tại tầm bảo, đến giống như là tại du ngoạn. con em ngươi, ngươi tại thánh vực đều ba cái, còn đánh lão nương chủ ý làm cái gì? hề hề ảo não. hắc hắc, ngươi không phải không giống nhau mà. hệ thống ai? quan não ai? tây môn hạo não bổ lấy hình ảnh đại gia ngươi, không cần nhớ tượng cái kia tà ác hình ảnh, che giấu, che giấu, hề hề có thể là cùng Tây Môn Hạo cùng tồn tại, đối phương suy nghĩ gì mình đương nhiên rõ ràng. Ha ha ha, liền không che giấu, liền không che giấu, càng phải thật tốt y y một thoáng. Tây Môn Hạo cố ý làm ra một vài bức tà ác hình ảnh, mặc cho hề hề làm sao chửi mắng cũng vô dụng. Ngay tại hắn nhàm chán đùa hề hề chơi thời điểm, đi ở phía trước hừ đem bỗng nhiên hạ xuống, sau đó trong nháy mắt sụp đổ, nhưng Tây Môn Hạo đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Không tốt. Tây Môn Hạo đang nghe truyện trên TV Audio CV trong lòng hơi động, ha. Đem tốc độ cao hướng về hừ sắp biến bất địa phương mà đi, đồng thời lại ném ra một khỏa binh đậu. Môi cầu cùng tuyết cầu cũng đồng thời hướng về bên kia tới gần, thế nhưng chỉ có hắn không có gia tốc, mà lại kéo lấy thiên cơ tán cẩn thận tiến lên. Đây là cái cái gì? Tây Môn Hạo ngồi xổm ở một đống nhỏ cỏ dại trước, một cái đen như mực cửa hang bị cỏ dại che kín bên trong cái gì cũng không nhìn thấy nhưng cũng dùng cảm giác được khí tức nguy hiểm đi một đầu ha tướng ha đem thả người mà xuống có thể là vừa xuống không lâu liền trong nháy mắt sụp đổ căn bản không biết là cái gì giết đến mà lại không có chút nào khí tức tiết lộ tây môn hạo bắn ra ngón tay lần này trực tiếp bắn ra một khỏa binh đậu không có biến thành hanh cáp nhị tướng cứ như vậy rơi xuống tại binh đậu hạ xuống thời điểm một chút tình cảnh phản hồi đến trong ốc, hắn cuối cùng thấy đó là cái gì lại là từng sợi như là rễ cây một dạng màu đen xúc tu bất quá cũng chỉ là đến muộn một giây rất nhanh binh đậu bị những cái kia xúc giác xoắn thành một phấn t này đặc biệt đến cùng là cái gì tây môn hạo xem toàn thân run rẩy những cái kia xúc tu thật là buồn nôn quỷ biết nổ đi hề hề nghĩ kế đúng a à. hạo gia nổ nó Tây Môn Hạo lấy ra một khỏa nổ tung tinh cầu, ném cho ha. Tướng, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Vù. Ha. Đem ôm nổ tung tinh cầu liền nhảy xuống, rất nhanh quanh một tiếng vang thật lớn. Đại địa chấn động, theo cửa hang bay ra một cổ ánh lửa, còn có từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ha ha ha. Mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng chạy không thoát hạo gia nổ tung tinh cầu. Tây Môn Hạo ngang trời cười to. Đợi nổ tung tinh cầu uy lực nhỏ thời điểm, tây môn hạo liền lại thả ra hanh các nhị tướng nhưng hừ đem thả người nhảy xuống truyền về một vài bức rõ ràng hình ảnh mặc dù hắc ám nhưng xúc tu đã tan biến xem vẫn tính rõ ràng đại khái hạ xuống mấy chục mét cuối cùng thấy được một điểm sáng mà lại điểm sáng càng lúc càng lớn hiển nhiên là lối ra có thể là còn không có đi đến lối ra hừ đem liền bị không có nổ đến những cái kia xúc tu nuốt chững lấy bất quá này không tính là gì Tây môn hạo lại lấy ra một khỏa nổ tung tinh cầu, lần nữa nhường ha, đem ôm nhảy xuống. Tại lọc vào xúc tu công kích thời điểm, trong lòng hơi động, nổ tung tinh cầu nổ tung, sau đó tiếp tục thả ra hanh các nhị tướng. Lần này hừ sắp hết tại xuyên qua cửa hang, không tiếp tục gặp được xúc tu, rơi vào một cái che kính màu trắng tinh thể trong động đất. Những tinh thể kia tản ra hào quang nhàn nhạt, nhưng đất động nhìn lên rất là sáng ngời. Hắc hắc, xem ra hạo gia vận khí y nguyên như trước a. Tây môn hạo nhường ha, đem ở phía trên canh gác, sau đó thả người nhảy xuống, môi cầu cùng tuyết cầu theo sát phía sau. Hầm ngầm không phải rất lớn, hơn nữa nhìn đi lên hết sức bất quy tắc, xem xét liền là tự nhiên hình thành. Bốn phía vách tường không phải bùng đất, cũng không phải núi đá, mà là như là sắt thép đồ vật. Mà lại trên vách tường phát sáng cũng không phải huỳnh thạch, lại là bạch thủy tinh. Đúng, phía trên liền là từng khỏa bạch thủy tinh. Hề hề, có thể giải thích cho ta một thoáng không? Tây Môn Hạo có chút mộng bức, làm sao này đại năng tiểu thế giới bên trong sẽ có cái đồ chơi này. Ừm, ngươi gỡ xuống một khỏa thử một chút. Hề hề giống như cũng không xác định. Tây Môn Hạo vốn muốn cho môi cầu cùng tuyết cầu đi hướng xuống gặm, nhưng vẫn là không nhịn được đưa tay bóp, vậy mà thật bóp xuống tới một khỏa hạt đậu tương kích cỡ tương đương bạch thủy tinh, đơn giản dễ dàng. Cái này, ngươi sợ một chút vết tường ta cảm ứng một thoáng. Hề hề bởi vì có giám sát, không tiện ra tới. Tây Môn Hạo đưa tay đặt ở trên vách tường, vào tay hơi lạnh, thậm chí có chút mềm nhũng, cảm giác có chút quen thuộc. Cáp, ta hiểu được, đây là một cái túi đựng đồ, ngươi bây giờ tại một cái sụp đổ trong túi trữ vật, mà này chút bạch thủy tinh đoán chừng trước kia liền chứa ở nơi này. Ngươi xem, bốn phía, phía trên, phía dưới đều có bạch thủy tinh. Hề hề cấp ra giải thích, mà Tây Môn Hạo cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vách tường này rất quen thuộc, này cùng túi trữ vật xúc cảm không sai biệt lắm mà ha 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 phát tài nhiều như vậy nói ít cũng có mấy ngàn hạt a à. tây môn hạo đưa tay ở trên vách tường một vệt hàng loạt bạch thủy tinh rào ào ào đi rơi xuống xem đem ngươi đẹp muốn nộp lên hề hề một chậu nước lạnh dội xuống Hắc hắc. nhiều như vậy ai biết có nhiều ít ta muốn cho thuộc hạ của ta nhóm moi một điểm mà tây môn hạo nói xong dứt khoát nắm phía trên giám thị binh đậu cũng lấy xuống trực tiếp nhường hanh cáp nhị tướng bắt đầu dùng đao hướng phía dưới phá hàng loạt bạch thủy tinh như là hạ mưa đá một dạng rơi xuống, đồng thời Tây Môn Hạo cũng dùng mở ra thiên cơ tán, coi là cây chổi, tại mặt đất cùng quét. Rất nhanh, mặt đất bên trên xuất hiện một tầng bạch thủy tinh, cảm giác này so tại tinh linh tộc quặng mỏ cảm giác thoải mái nhiều. Đợi cơ hồ tất cả bạch thủy tinh thoát ly vách tường về sau, Tây Môn Hạo vung tay lên, toàn bộ thu vào không gian tùy thân. Đinh, chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được bạch thủy tinh 5.600 hạt. Ha 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 hai nghìn hạt bạch thủy tinh có thể đổi không ít thánh tinh tệ a à. tây môn hạo trợn tròn mắt nói lời bịa đặt tất cả đều là nói cho phụ trách giám thị ngã kỳ nói đến mà bên ngoài ngã kỳ đang chờ tây môn hạo hình ảnh ha ha cái này mới tới tiểu tử vận khí tốt như vậy đi vào liền gặp chứa bạch thủy tinh túi trữ vật bất quá chỉ có hai nghìn hạt sao hắn làm sao hồi âm tây môn hạo chuyện ma quỷ nhưng lúc trước nhiều lắm mà lại chẳng qua là giám sát không tại thực địa lại thêm Tây Môn Hạo tên kia quá nhanh, liền hắn cũng không biết có bao nhiêu. Bất quá hắn cũng sẽ không đi chăm chỉ, bởi vì mỗi lần nhiệm vụ như vậy, đều sẽ có người lặng lẽ tham ô, căn bản không ngăn cản được. Vận khí bạo rạp tiểu tử, hy vọng ngươi tiếp xuống cũng sẽ như vậy vận khí tốt. Ngã Kỳ vừa nói, một bên tại Tây Môn Hạo màn hình bên trên điểm một cái, nói ra. Ghi chép, Tây Môn Hạo, Bạch Thủy Tinh, ước 2.000 hạt. Tiếp tiếp tiếp, trên màn hình xuất hiện một một ít chữ, bạch thủy tinh ước 2.000 hạt. Mà Tây môn hạo đâu. Hắn mới mặc kệ ngươi ghi chép không ghi chép, ngược lại chính mình tham 3.600 hạt. Thích thế nào, chính mình đùa nghịch lưu manh cũng không phải lần một lần hai. Tới cái khởi đầu tốt đẹp, hắn đối lần này tầm bảo tràng đầy lòng tin. Mặc dù lấy được bảo vật muốn nộp lên, nhưng khẳng định giao càng nhiều, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Rất nhanh, tiểu thế giới bên trong hơn 1.000 người bắt đầu có thu hoạch riêng thiên thánh đại năng không gian tùy thân, bảo vật sao mà nhiều. Cao đẳng bảo vật có lẽ sẽ ít chút, nhưng bình thường bảo vật khẳng định lượng lớn. Tỷ như bạch thủy tinh, tây môn hạo một lần tìm đến hơn 5.000, nếu như là thánh tinh tệ đâu. Hoặc là viễn cổ đại năng không sử dụng thánh tinh tệ giao dịch, nhưng khẳng định hắn hàng của nó tệ cũng là bảo vật. Đương nhiên, có lợi ích về sau, liền khó tránh khỏi có xung đột. Người trong nhà coi như xong, nhưng trong này có thập đại thánh học cung người, khó tránh khỏi có cùng một chỗ đụng phải một kiện bảo vật khẳng định muốn ra tay đánh nhau mà ở trong đó mặt thoải mái nhất đoán chừng liền là tây môn hạo cùng với một chút am hiểu khôi lỗi hoặc là nuôi dưỡng thánh thú hoặc là thánh trùng học sinh tại đây bên trong có rất ít người tổ đội coi như là gặp người quen cũng rất ít tổ đội nếu như gặp phải một kiện bảo vật đâu vậy làm sao điểm cho nên có thể hay không tìm tới bảo vật liền mỗi người dựa vào vận khí cùng bản sự Tây Môn Hạo tìm được Bạch Thủy Tinh về sau, liền rời đi hầm ngầm, sau đó tiếp tục tầm bảo. Tại đây bên trong tựa như là năm đó di tích, toàn bằng vận khí, người nào cũng không có cố định mục tiêu. Tiểu thế giới bên trong không có nhật nguyệt, làm vĩnh hằng thánh giả, cũng không có ai đi quan tâm vấn đề thời gian. Lúc tiến vào phía trên cũng không có quy định thời gian, cho nên bọn hắn liền tại bên trong như là một đám lưu lãng giả, chẳng có mục đích bốn phía xoay loạn. Bụi cỏ, rừng cây, núi cao, thậm chí dòng sông tây môn hạo cuối cùng rời đi hoa nguyên trong lúc đó gặp tên kia tiến đến lúc truyền tống đến cùng một chỗ nữ tử mà lại đối phương vừa mới thu được một kiện bảo vật đáng tiếc gặp phải muộn một chút bị đối phương thu vào không gian tùy thân mà nữ nhân kia ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền vội vã biến mất tung tích cho nên tây môn hạo trong cánh đồng hoang vu cũng chỉ là tìm được bạch thủy tinh rời đi hoa nguyên gặp một dòng sông Tây môn hạo không thể không tán thưởng những cái kia đại năng, chết không gian tùy thân đều có thể hóa thành tiểu thế giới, thật đúng là thần kỳ. Lần này hắn cũng không có vượt ngang dòng sông, mà là mang theo hanh cáp nhị tướng cùng với hai cái vệ tinh trùng nhảy vào trong nước sông, tại đáy sông tìm kiếm. Tây môn hạo lần này bỏ hết cả tiền vốn, chính mình cái kia kinh khủng nguyên thần ngoại phóng, tựa như là một cái radar, bốn phía quét hình. Bỗng nhiên, hắn thấy phía trước đáy sông một tên nam tử đang vẽn lên biết lật lên cái gì có thể là quá mức chuyên chú, không có chú ý tới hắn. Tây Môn Hạo vội vàng dơ lên thiên cơ tán, bắn ra tám lần kính. Xem trên giáo phục huy chương cũng không là Trạm Lam Tinh học cung, liền yên lòng. Tam Tinh Thánh quân, mặc dù cao mặt khác ba cái tiểu đẳng cấp, thế nhưng hắn cũng không sợ. Thông qua tám lần kính, đối phương giống như đang vặn bung ra một khối khảm nạm lấy đáy sông cự thạch, theo cự thạch bị di chuyển, một đạo hào quang năm màu phóng thích ra ngoài. Ầm, uhm, Tây Môn Hạo quả quyết nổ súng màu vàng kim đạn tùy tiện phá vỡ nước sông, căn bản không có nửa điểm lực cản. Nam tử kinh hải, vội vàng buông xuống tảng đá, vất tay trước người đặt xuống một cái hộ thuẫn, tốc độ phản ứng căn bản không phải thánh quân có thể so sánh, thật không hổ là thánh điện siêu cấp thiên tài. Bành, đạn bị lồng ánh sáng ngăn trở. Nam tử thả người liền xông ra ngoài, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một cây trường thương. Muốn chết, soạt, nam tử lăng không đâm một cái, một cây tinh lực ngưng kết màu vàng kim trường thương bay về phía tây môn hạo tốt phản ứng nhanh tây môn hạo này là lần đầu tiên gặp được cùng chân chính siêu cấp thiên tài động thủ từ đối phương phòng ngự cùng phản kích cũng có thể thấy được so với chính mình vượt cấp giết bất kỳ đối thủ nào đều mạnh công tinh lực ngưng kết trường thương bị thiên cơ tán ngăn lại tây môn hạo phóng lên tận trời hừ nguyên lai là cái thánh tôn không thành thành thật thật tìm bảo bối đi tìm cái chết sao Nam tử xem xét Tây môn Hạo chẳng qua là một cái cửa tinh thánh tôn nhẹ nhàng thở ra lộ ra vẻ kinh thường hắc hắc vị niên trưởng này niên đệ tưởng tượng ngươi thỉnh giáo một phiên không biết có thể Tây môn Hạo chiến ý bị câu lên thời gian dài không động thủ hắn toàn thân liền đâm ngứa tiểu tử người nhà ngươi muốn chết thì nên trách không được ta xem thương Nam tử trường thương huy vũ liên tục một cây cán tinh lực ngưng kết trường thương bay về phía Tây môn Hạo cộc 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 tây môn hạo chống đỡ thiên cơ tán trực tiếp phát động liên xạ vừa vặn thử một chút lực công kích cùng phòng ngự bành 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 trường thương toàn bộ bị ngăn lại mà mặc dù cũng không có lọt vào tổn thương cái này khiến hắn rất hài lòng mà chính mình đánh ra công kích đồng dạng cũng bị đối phương ngăn lại đối phương lòng phòng ngự quá mức lợi hại a à, tiểu tử thánh khí không tệ lắm nhìn một chút chân thực tổn thương ngươi kháng không chịu đựng được nam tử bỗng nhiên thẳng đến tây môn hạo bay tới phải dùng trường thương đối Tây Môn Hạo tạo thành chân thực tổn thương. Tây Môn Hạo trong nháy mắt ẩn thân, đồng thời một cái thuấn di tránh khỏi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay thiên cơ tán đã biến thành yển nguyệt đao, đối sọ đầu của nam tử chặt xuống. Thuấn di, ẩn thân, gặp quỷ. Nam tử kinh hải, hai cái này thần thông đều là không tầm thường thần thông A. Bất quá nam tử rất nhanh kịp phản ứng, trường thương trong tay hoành lên đỉnh đầu, muốn ngăn trở yển nguyệt đao. Mà đúng lúc này, Tây môn hạo thân thể từ bên hông biến dài, vậy mà nửa người trên đến phía sau của đối phương, một đao chém vào sau lưng của đối phương. Phốc phốc, huyết quan văn khắp nơi, yển nguyệt đao chém tiến vào một đoạn dài. Ngươi đến cùng là cái quỷ gì? Nam tử lần này thật bị kinh đến, thân thể bay về phía trước ra một đoạn dài, sau lưng vết thương đều quên xử lý. Hắc hắc, hạo gia là như thấy quỷ. Khảm đao, tây môn hạo lần nữa lao ra, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Nam tử ánh mắt lạnh lẽo, trường thương trong tay sẽ để cho ném ra, thẳng đến tây môn hạo đâm tới. Sau đó thừa cơ lấy ra một cái đan dược ném vào trong miệng. Tây môn hạo mong muốn lóe lên, nhưng suy nghĩ một chút từ bỏ, một là thử một chút chính mình slam đề, hai là nhân cơ hội lần nữa ra chiêu. Phốt, trường thương đâm vào tây môn hạo lồng ngực, bất quá không ngăn được thế công của hắn, mà là đem trường thương theo sau lưng của hắn đâm ra một đoạn dài, nhưng không có đâm rách, mũi thương bên trên mang theo da thịt, xem đau. cái gì? Nam tử lại là một bộ như thấy quỷ dáng vẻ, này đặc biệt đến cùng là cái quái gì? Phốc phốc. lần này trường đao trực tiếp chém vào đối phương đỉnh đầu, kém chút đem đối phương đầu một bổ hai bên. a, à, nam tử kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống. tây môn hạo yển nguyệt đao hóa thành thiên cơ tán, đối hạ xuống nam tử đỉnh đầu bắn một phát. ầm, à, a, lại là một tiếng hết thảm nam tử tu vi bỗng nhiên đi nhất tinh một thương liền phát nổ một khỏa phụ tinh ha 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 cái gì thiên tài cẩu thí ầm tây môn hạo lại là một thương lần nữa bay ra một viên đạn phốc phốc đạn lần nữa đánh vào đối phương đầu bành đạn bạo liệt đối phương đỉnh đầu cuối cùng gánh không được nổ tung đinh chúc mừng chủ nhân Tung ra thánh cấp hồng bao một cái thỉnh ở chung quanh điểm lấy sau một tiếng hồng bao tan biến ha 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 Miễu sát. Tây môn hạo biết phát động 20% miễu sát tỷ lệ, nhìn không được cười ha hả. Phù phù. Nam tử tầng tầng nện xuống đất. Tây môn hạo không có gấp tìm kiếm hồng bao, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua ngực, phát hiện quần áo phá, da thịt cũng phá một điểm, mơ hồ có chút làm đau. Hắc hắc. Tam tinh thánh quân là không phá được phòng, vẫn là siêu cấp thiên tài, quá mẹ nó dùng tốt. Này slam thể đơn giản vô địch, trách không được hề hề hống liên tục mang lừa gạt để cho mình dung hợp slime, thậm chí từ bỏ bàn thạch chi tâm. Hắc hắc, tiểu bao bao, ta tới đi. Bên ngoài, cái này, này đặc biệt là cái gì thân thể? Ngã kỳ dám thề, hắn là lần đầu tiên thấy dạng này thánh thể, khiếp sợ trình độ đều vượt qua tây môn hạo vượt cấp giết địch. Ngã kỳ, các ngươi trạm lam tin người đủ hung ác a à. Một tên áo bào màu bạc nữ tử xuất hiện tại ngã kỳ bên người, trên người huy chương cùng bị tây môn hảo giết người chết kia giống như đúc ngã kỳ quay đầu nhìn thoáng qua sau đó đóng màn hình hừ đó chỉ có thể nói các ngươi thiên hà học cung người không được ha ha đặc thù thân thể thôi bằng không thì không có khả năng vượt ba cấp giết người ngã kỳ các ngươi học cung vị này sát tâm rất nặng cẩn thận gây nên nhiều người tức giận nữ tử nói xong liền quay người rời đi ngã kỳ nhìn xem nữ tử nhếch miệng sau đó tiếp tục mở ra quan não tiếp lấy giám thị. Đinh, chúc mừng chủ nhân, phát động hồng bao lật qua đảo. Đinh, chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được cự linh thần thẻ một tấm. Ai? Bình thường thôi a. À. Tây Môn Hạo thất vọng thu tấm thẻ, sau đó lần nữa quay trở về bờ sông, chui vào, thẳng đến nam tử lúc trước không có lật ra cự thạch trước. Ngũ sắc quang mang, bên trong phía dưới có cái gì đâu? Tây Môn Hạo vừa muốn đẩy cự thạch ra, nhưng nhớ tới lúc trước một màn vội vàng nhường hanh các nhị tướng cùng môi cầu ở chung quanh đề phòng. Lên, cũng không biết vì cái gì, tảng đá kia vô cùng nặng, đừng nói chính mình, liền là lúc trước cái kia tam tinh thánh quân di chuyển thời điểm đều có chút phí sức. Mặc dù nơi này trọng lực giống như bên ngoài, nhưng chắc là tảng đá kia nguyên nhân. Theo cự thạch đẩy ra, lập tức phía dưới bắn ra ngũ sắc quang mang, rất là lóa mắt. Oanh, cự thạch bị Tây Môn Hạo vứt xuống một bên, chỉ thấy Tây Môn có một khối ngũ sắc tảng đá, có chừng to bằng nắm đấm, lấp lánh ánh sáng nhường tây môn hạo kém chút mắt mở không ra, vọt thẳng ra mặt nước. Hề hề, biết đây là cái gì ư? Tây môn hạo không lưng đem ngũ sắc thạch đầu cầm lên, hiếm thấy tiểu tiểu hề không có báo nổi danh tự, sau đó hề hề cũng không chắc chắn lắm đây là cái gì. Ngẫm lại cũng thế, không biết bao nhiêu năm trước đồ vật, không biết cũng không kỳ quái. Chờ một chút a, à, ta ra một chút. Hề hề nói câu, liền trở nên yên lặng, rõ ràng mất đi ra tài liệu. Siêu cấp quan não liền là siêu cấp quan não, một lát liền tra xét ra tới. Tra được, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, đây là một khối đỉnh cấp khoáng thạch, ngũ thải thánh thạch, là chuyên môn luyện chế thiên thánh khí tài liệu, đáng tiếc đi, ngươi không dùng đến, bất quá cái đồ chơi này rất nhiều đại năng ưa thích, đoán chừng có thể đổi lấy ban thưởng không ít. Ngũ thải thánh thạch, thiên thánh khí chuyên dụng, dựa vào, tây môn hạo đem tảng đá trong tay ước lượng, sau đó thu vào mình bây giờ vẫn là thánh tôn mong muốn dùng không biết cái kia ngày tháng năm nào đương nhiên coi như là chính mình có thể sử dụng đoán chừng cũng không chiếm được bảo bối này đoán chừng sớm bị ngã kỳ ghi chép tốt tảng đá kia vì cái gì nặng như vậy đâu tây môn hạo nhìn xem khối cự thạch này sờ lên cầm suy tư dâng lên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên thiên cơ tán biến thành yển nguyệt đao tiểu nhật thiên đừng hề hề bỗng nhiên ngăn cản làm sao vậy Tây môn hạo đình chỉ muốn bổ ra cự thạch động tác. Đồ đần, bổ ra còn là của ngươi sao? Thu. Ồ, chẳng lẽ tảng đá kia? Hắc hắc, ngươi thu chúng ta nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Hề hề thần bí hề hề cười nói. Tây môn hạo con ngươi đảo một vòng, sau đó thu yển nguyệt đao, làm bộ ở chung quanh tìm kiếm. Ai? Liền một khối không biết tảng đá, thật nghèo a vị này đại năng. Bất quá, tảng đá kia không sai, rất nặng, dùng tới nện người không sai nói xong đem cự thạch thu vào sau đó tiếp tục hướng về phía trước dò xét mà phía ngoài ngã kỳ chẳng qua là ghi chép bên trên tây môn hạo đến ngũ thải thánh thạch một khối cũng không hề để ý hòn đá kia nhưng hắn lại không thể không bội phục tây môn hạo vận khí ngũ thải thánh thạch a nộp lên sau có thể đổi lấy không ít thánh tinh tệ không gian tùy thân bên trong hề hề đang vây quanh khối cự thạch này bay tới bay lui trong mắt ánh bạc lấp lóe không yên mở hề hề bỗng nhiên đơn trưởng đánh ra một đạo ánh bạc, trong nháy mắt theo trên đá lớn xẹt qua, cự thạch ứng tiếng nứt ra, một hồi kim quang chợt hiện. Họa tào, thật sự có liệu. Tây môn hạo một mực tại quan tâm bên trong, tại sao không thấy được? Ha ha ha, lão nương liền nói đi. Tiểu tử ngươi vận khí tốt bạo rạp, tùy tiện làm nhanh tảng đá, bên trong liền cất dấu bảo bối. Hề hề vừa cười một bên đem cự thạch triệt để tách ra, lộ ra một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng kim khoáng thạch. Hoa Nga, thế nào? Là đồ tốt sao? Tây Môn Hạo không dám đem khoáng thạch lấy ra, chẳng qua là tại không gian tùy thân bên trong len lén nhìn xem. Tạm được, mặc dù không kịp khối kia ngủ thải thánh thạch, nhưng cũng là một khối không sai khoáng thạch, có nó, ta khoảng cách thăng cấp càng ngày càng gần. Hề hề trực tiếp vòng quanh khoáng thạch tan biến tại không gian tùy thân bên trong. Mẹ nó, ta còn không thấy rõ đâu tây môn hạo cái kia buồn bực này hề hề ra tay cũng quá nhanh đi hắc hắc lão nương thăng cấp ngươi cũng tốt chỗ đại đại tích không phải sao hiện tại thăng cấp càng ngày càng khó đã không phải là dựa vào mua sắm tài liệu có khả năng thực hiện nhiệm vụ lần này cũng không tệ tốt tiếp tục tìm ngươi bảo vật đi được a à, nhưng ngươi đừng lặn xuống nước a à. tây môn hạo tại đây cái địa phương hoàn toàn xa lạ không muốn mất đi hề hề yên tâm đi một khối khoáng thạch thôi rất nhanh liền luyện hóa Hề hề thanh âm càng ngày càng nhỏ, rõ ràng đi luyện hóa khoáng thạch đi. Tây Môn Hạo tiếp tục tại đáy sông tìm kiếm, mong muốn thử thời vận. Theo đi sâu đáy sông, thủy áp trở nên càng lúc càng lớn, đáy sông cũng xuất hiện hàng loạt mạch nước ngầm, nhưng Tây Môn Hạo không thể không cảnh giác lên. Nhưng căn cứ trước kia tầm bảo kinh nghiệm, càng là loại điều kiện này ác liệt địa phương, càng là dễ dàng xuất hiện bảo bối. Ô ô ô. Đáy sông bỗng nhiên vang lên từng đợt gào thét nghe vào rất như là ác quỷ đang gào gọi, nghe người rùng mình. Trở về, Tây Môn Hạo vội vàng nhường hanh các nhị tướng cùng hai cái vệ tinh trùng về tới bên cạnh mình. Đáy sông mạch nước ngầm đã càng ngày càng cuồng bạo, Tây Môn Hạo bản muốn đi lên, có thế cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là địa phương nguy hiểm, ra bảo vật tỷ lệ càng lớn. Ô ô ô, tiếng quỷ khóc càng lúc càng lớn, mà lại Tây Môn Hạo đã thấy rõ ràng phía trước có một cái hư ảnh vọt tới, tự như là dùng nước ngưng tụ một dạng ầm um, Tây môn hạo quả quyết nổ súng một viên đạn bay bắn ra ngoài, mà cái kia hư ảnh cũng không né tránh, phản phất không sợ chết. Ba đạn theo hư ảnh đầu xuyên qua đi qua, hư ảnh nổ tung, cùng nước dung hợp lại cùng nhau. Chi chi chít đằng sau phụ trách đề phòng môi cầu cùng tuyết cầu đồng thời bay ra ngoài. Nguyên lai like đằng sau tới một đám loại kia hư ảnh, không chỉ có là đằng sau, tả hữu cùng đằng trước đồng dạng xuất hiện từng cái hư ảnh, theo trận trận tiếng quỷ khóc sói tru đáy sông nước trở nên điên cuồng cuồng bạo cộc 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 tây môn hạo đánh ra liên phát từng khỏa đạn phun ra chỉ cần bắn trúng hư ảnh liền có thể đánh vỡ hoặc nhìn cũng không là rất mạnh bỗng nhiên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy vòng xoáy bên trong chui ra ngoài từng cái hư ảnh trực tiếp đem tây môn hạo bao bọc ở bên trong tây môn hạo tại bị những bóng mờ kia bao khỏa một sát na cái kia tiếng quỷ khóc sói tru xuyên thẳng nguyên thần cùng linh hồn khiến cho hắn một hồi hốt hoảng Bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh lại, đây đối với thua lỗ hắn lâu dài rút xì gà, nhưng nguyên thần của mình cùng linh hồn đạt được hữu hiệu cường hóa. Này chút hư ảnh cũng không có cái gì lực công kích, chỉ là thông qua thanh âm tới ảnh hưởng linh hồn người khác cùng nguyên thần, nhưng nó biến thành cái xác không hồn. Mở, Tây Môn Hạo thân thể linh quan chợt hiện, bao trùm thân thể hư ảnh từng cái nổ tung, mặc cho chúng nó như thế nào kêu to, đều không thể ảnh hưởng Tây Môn Hạo lại thêm vệ tinh trùng cùng hanh các nhị tướng phụ trợ, trong chớp mắt chung quanh hư ảnh toàn bộ tan biến, chung quanh nước sông cũng biến thành bình tĩnh dâng lên. Hề hề, biết những vật kia là cái gì không? Tây môn hạo một bên cẩn thận ở chung quanh tìm kiếm, vừa nói. Một loại linh vật thôi, có lẽ là cái kia đại năng tinh khí biến thành, có lẽ là bên trong thế giới nhỏ này một chút bảo vật bên trong linh tính biến thành. Ta không phải đã nói rồi sao, ta cũng không rõ lắm trong này thế giới, cần phải thật tốt nghiên cứu một phiên. Bất quá, có lẽ nơi này thật sự có bảo bối cũng khó nói. Tốt, không có chuyện gì không nên quấy rầy ta. Hề hề nói xong, lại đi lặn xuống nước. Tây môn hạo nhìn xem bình tĩnh trở lại nước sông, không có những bóng mờ kia, nơi này cũng nhìn không ra dị dạng. Hắc hắc, thử một chút hạo da mắt, mở. Tây môn hạo mở ra luân hồi chi nhãn, bắt đầu ở chung quanh điên cuồng quét hình. Đáng tiếc, hắn thất vọng, nơi này chính là bình thường đáy sông, cũng không nhìn thấy cái gì dị dạng. Ai, cũng phí hạo gia khí lực, xem ra này trong nước cũng không có thứ gì. Tây môn hạo thở dài, sau đó thả người bay lên trên đi. Có thể là, đợi bay đến mặt sông thời điểm, bỗng nhiên một hồi kim quang lấp lánh, đưa hắn đánh hạ. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Tây môn hạo bưng bít lấy bị đụng đau nhức đầu, quá sợ hãi. Lại nhìn địa phương khác, chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên xuất hiện màu vàng kim vách ngăn, hoặc là nói là một cái bốn phương màu vàng kim lồng giam đưa hắn vây ở bên trong môi cầu đi chi chi chít môi cầu bay đi lên mong muốn dùng hàm răng của mình đem cái kia cái nắp xuyên mở ai ngờ lại là một hồi kim quang lấp lánh môi cầu bị đánh trở về đi hết tây môn hạo lần nữa hạ lệnh hành cáp nhị tướng cùng vệ tinh trùng bay bốn phương tám hướng phóng đi còn hắn thì dơ lên thiên cơ tán đối đỉnh chấp chính là một thương ầm một khỏa màu đỏ đạn bay ra, nhưng ở đụng chạm lấy kim quang một khắc này, lại một lần nữa bị bắn ra ngoài. Mà hành cáp nhị tướng cùng vệ tinh trùng lần nữa vấp phải trắc trở, hào quang màu vàng ống này mặc dù không có lực công kích, nhưng lực phòng ngự lại mạnh một nhóm. Ha ha ha, ha ha ha, tiểu tử, ngươi không ra được, biến thành ta nuôi phần đi. Vô số năm, cuối cùng có nuôi phần tiến vào ta chiếc lồng. Theo nghiêm cười to, một cái cầm trong tay xiên thép, người khoác áo giáp màu vàng ống, nhưng thân thể lại như là nước ngưng tụ người xuất hiện tại Tây Môn Hạo trước mặt. Tây Môn Hạo vội vàng dơ thiên cơ tán đối chuẩn bị cái kia kim giáp thủy nhân. Nhìn không ra đẳng cấp, không phải đối phương tu vi quá cao, mà là đối phương căn bản không có đẳng cấp phân chia. Ngươi là nơi này Linh. Ha ha ha, không sai. Ta là nơi này Linh, một kiện thánh khí hóa Linh, mà ngươi, ngay tại này thánh khí bên trong. Hắc <laughs> hắc, nếu như ngươi muộn cái mấy chục trên trăm năm, có lẽ ta liền tiêu tán đáng tiếc lão thiên không tệ với ta a à. tới đi tiểu tử phối hợp điểm để cho ta luyện hóa ngươi trở thành ta nuôi phần ngươi sẽ ít gặp đau một chút khổ kim giáp thủy nhân cất tiếng cười to cái chi nước ngưng tụ thân thể vụt sáng vụt sáng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng cười ngươi muội tây môn hạo trực tiếp một thương đánh ra một viên đạn thẳng đến thủy nhân đầu ba đạn bắn trúng chẳng những không có nổ tung còn xuyên qua thủy nhân mặt đánh vào màu vàng kim trên vách tường mới nổ tung mà cái kia thủy nhân cũng không có giống trước đó hư ảnh một dạng sụp đổ thậm chí không có có nhận đến nửa điểm thương tổn ha 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 tiểu tử ngươi không đã thương được ta đi chết đi kim giáp thủy nhân vung xiên thép liền đâm về phía tây môn hạo tây môn hạo vội vàng nhường hanh cát nhị tướng tiến lên ngăn cản có thể là hanh cát thần kích vậy mà đối kim giáp thủy nhân vô dụng bất đắc dĩ Đành phải nhường hanh cáp nhị tướng lấy ra hai mặt đại thuẫn. Có thể là cái kia xiên thép khí thế hung hăng, trực tiếp đem tấm trắng đánh nát. Bành bành. Hanh cáp nhị tướng đồng thời nổ tung, vậy mà ngăn không được kim giáp thủy nhân nhất kích. Thật mạnh. Tây môn hạo không dám kinh thường, trực tiếp vương ngón trỏ, đánh ra nhất kích linh tê nhất điểm. Vù. Một tia ánh sáng đỏ thẳng đến kim giáp thủy nhân mặt. Kim giáp thủy nhân căn bản không quản tây môn hạo đánh ra hồng quang xiên thép đã đến Tây Môn Hạo trước ngực. Bí bo, Tây Môn Hạo thân thể tự động kéo dài, cái kia xiên thép tựa như là đâm vào kẹo dẻo bên trên, trong nháy mắt kéo dài. Ừm, kim giáp thủy nhân mộng bức, này đặc biệt làm sao cùng chính mình một dạng, không sợ vật lý công kích. Nhưng ngay sau đó Tây Môn Hạo công kích xuyên qua thủy nhân mặt, vậy mà xuất hiện lỗ hổng. Bất quá lỗ hổng trong nháy mắt khép lại, vẫn là không đã thương được đối phương. Mẹ nó, mở. Tây Môn Hạo thấy tinh lực vô phương làm bị thương đối phương, dứt khoát sử dụng luân hồi chi nhãn, dùng nguyên thần của mình công kích. Vù, ngũ sắc quan mang trong nháy mắt đánh ra, đánh vào kim giáp thủy nhân mặt. Phốt, lần này ngũ sắc quan mang trực tiếp tại kim giáp thủy nhân mặt đánh ra một cái xỏ xuyên qua động, thậm chí còn bốc lên hơi nước một dạng khói mù. A, à. không có khả năng. Kim giáp thủy nhân kêu thảm liên tiếp lui về phía sau, cái kia thủy ngưng kết trên đầu xuất hiện lỗ hổng vậy mà không có khép lại họa tàu cái này có thể thương hắn tây môn hạo mừng rỡ chỉ cần có thể làm bị thương liền tốt đi chết đi ta muốn luyện ngươi kim giáp thủy nhân quơ xiên thép lần nữa vọt lên hắn là linh cho nên thủ đoạn công kích rất đơn giản một liền là lợi dụng trong tay xiên thép tiến hành vật lý công kích ha 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 nhìn ta luân hồi chi nhãn tây môn hạo lần nữa mở ra luân hồi chi nhãn từng đạo trùng sáng màu đỏ đánh ra, tựa như là súng laser một dạng, mà kim giáp thủy nhân cũng không biết là trí lực ban đầu không cao, vẫn là bị Tây Môn Hạo đánh cho hồ đồ, vậy mà cũng không né tránh, đối Tây Môn Hạo huy vũ liên tục xiên thép, vậy mà lưỡng bại câu thương đuổi. Ha ha ha, ngươi cái xa bỉ, ngươi là không đã thương được Hạo gia. Ha ha ha. Tây Môn Hạo đơn giản yêu chết cái này slam thể, cái kia xiên thép căn bản không đã thương được chính mình mà mình đã tại trên người của đối phương lưu lại là mấy cái trong suốt hang, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Không có khả năng. Người đây rốt cuộc là cái gì thân thể? Kim giáp thủy nhân dĩ nhiên không biết slam thể, nó chẳng qua là một cái bị vây vô số năm khí linh. Liền bên ngoài bây giờ người đều chưa có người biết slam, huống chi một cái khí linh. Ha ha ha, hạo gia thân thể há lại ngươi cái nho nhỏ khí linh có khả năng hiểu. Chết đi, kết thúc. Tây môn hạo bỗng nhiên kéo dài thân thể, cả khuôn mặt cơ hồ tiến tới kim giáp thủy nhân trước mặt, luân hồi chi nhãn mở ra lớn nhất. Vù, một cổ cường đại ngũ sắc quan mang đánh ra, còn có tây môn hạo cái kia mạnh mẽ nguyên thần chi lực, toàn bộ đánh vào kim giáp nước đầu người lên. Không, phốc phốc, ngũ sắc quan mang ở giữa kim giáp thủy nhân mi tâm. Oanh, to lớn nguyên thần chi lực đánh vào đầu của đối phương bên trên, trực tiếp đem cái kia làm bằng nước đầu đánh nát. Soạt, kim giáp thủy nhân thân thể sụp đổ, chỉ để lại một thanh xiên thép cùng một bộ màu vàng kim áo giáp. mà tây môn hạo thì là đặt môn ngồi trên mặt đất, đầu một hồi mê muội, phun ra một nguồn máu tươi, trên thân cũng có một chút bị xiên thép đâm ra vết thương. mặc dù là slam đề, nhưng bén nhọn xiên thép vẫn là đâm ra không ít vết thương. vung tay lên, đánh ra một cái tinh lực che đậy, đem chung quanh nước sông đẩy ra, lấy ra một điếu xi si gà, một ngụm liền hút sạch sẽ. sau đó lại lấy ra một nhánh, mới chậm rãi hút. Trong nước màu vàng kim lồng giam đang ở chậm rãi yếu bớt, một cái võng màu vàng ngăn chứa lồng giam hiển lộ ra. Ngồi ở bên trong Tây Môn Hạo tựa như là một đầu khốn thú, mở ra lồng phòng ngự hút xì gà. Bảo bối này khó lường a, à. như thế nào mới có thể giấu xuống tới đâu? Tây Môn Hạo sờ lên cầm. Lúc trước chính mình có thế là công kích qua, vậy mà không có thương một chút, rõ ràng này lồng giam cường đại cỡ nào, có thể là cường đại tới đâu cũng không phải là của mình khiến cho hắn rất là không cam lòng, mà lại nơi này chiến đấu bên ngoài khẳng định nhìn rõ ràng, khiến cho hắn cực hận cái kia đáng giận mấy giám thị. Bỗng nhiên, trong nước kim quang lóe lên, cái kia to lớn lồng giam thu nhỏ, biến thành một cái màu vàng kim nhỏ chiếc lồng, tựa như là một cái mini bốn phương lồng chim, thậm chí liền dưới đáy đều có ô lưới. Tây Môn Hạo cũng không có thu lấy cái kia nhỏ chiếc lồng, liền đáy nước áo giáp cũng không có xem, hắn hiện tại hết sức đau đầu. Hề hề ta muốn cái kia chiếc lồng, có biện pháp nào hay không? Bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ hề hề. Ừm, thật là có, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, về sau liền không thể dùng, bằng không thì khẳng định bị hoài nghi. Hề hề suy tư một lát liền có kế hoạch. Biện pháp gì? Tây môn hạo hỏi. Hắc hắc, một hồi ngươi sẽ biết, chuẩn bị diễn kịch đi. Ta đi trước. Hề hề bỗng nhiên rời đi Tây môn hạo thân thể. Tây môn hạo đầu tiên là sững sờ, lập tức trong nháy mắt sáng tỏ, không khỏi thầm mắng tiểu la lị nhiều đầu óc. Này áo giáp còn không sai, còn có này xiên thép, hẳn là có khả năng đổi một chút ban thưởng A. Tây môn hạo giả mù sa mưa nói một mình, sau đó nhặt lên xiên thép cùng khôi giáp. Đinh, chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được thánh tiên khí hai kiện. Móa, mới thánh tiên khí. Tây môn hạo cảm thấy thất vọng, bất quá ngẫm lại đây chính là vị này tiểu thế giới đại năng quên trong góc rác rưởi đi. Liền như chính mình, không gian tùy thân bên trong thậm chí còn có mấy món thánh nhân khí đúng vậy chủ nhân bất quá bởi vì thời gian quá dài quy lực giảm nhiều có thể tinh luyện tài liệu được a tây môn hạo đem áo giáp cùng xiên thép thu vào sau đó nhìn về phía cái kia tung bay ở trong nước màu vàng kim lồng giam ha ha lúc này mới là đồ tốt tới đi tây môn hạo thả người bay đi đưa tay liền muốn nắm lồng giam trong lòng lại nói thầm lấy nhanh lên a nhanh a Đúng lúc này, một đạo ánh bạc kéo tới, một tên tuyệt mỹ đồng nhan đại muội tử đem lồng giam cuốn lại. Trên thân còn chuyển thiên hà tinh vực thánh học cung đồng phục, còn có huy chương, chính là hề hề căn cứ lúc trước trí nhớ biến ra. Ha ha ha, vị bạn học này, xin lỗi rồi, bảo bối này là bản cô nương. Hề hề dẫn theo lồng giam tại trước mặt lung lay, gương mặt đắc ý. Thảo, đó là hạo gia liều mạng lấy được, đổi lại ta. Tây môn hạo lấy ra thiên cơ tán, bất quá thân thể thoáng qua, quỳ gối trên mặt đất, còn phun ra một mụn máu tươi. Ha ha ha, đồng học, nhìn ngươi thụ thương, bản cô nương liền không khi dễ ngươi, bái bai. Hề hề đối tay môn hạo phất phất tay, sau đó cầm lấy lòng giam bay mất. Mẹ nó, thiên hà học cung, ngươi không chân chính, phát thảo đại gia, trả lại cho ta. Tây môn hạo quỳ trên mặt đất lớn tiếng chửi rủa, thanh âm thê thảm, để cho người ta động dung. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đặc thù thánh khí một kiện. Xin vì nó lấy cái tên đi. Hết sức rõ ràng, hề hề cầm lấy lòng giam về tới tây môn hạo thân thể. Cái này là hề hề kế hoạch, để cho mình giả trang cái khắc học cung học sinh, đem lòng giam cướp đi. Nhưng chỉ có thể một lần, nếu như gan lớn, nhiều nhất sử dụng hai lần, nhưng nhiều khẳng định bị hoài nghi. Ừm, khốn thú đi. Đinh, chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được đặc thù thánh khí, khốn thú, có thế bao lại chính mình phòng ngự cũng có thể vây khốn kẻ địch. Tây Môn Hạo nhìn xem lẳng lặng ở tại không gian tùy thân khốn thú lồng giam, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Hề hề, cảm ơn. Lại, khách khí với ta cộng long. Tốt, ta tiếp tục luyện hóa khối kia khoáng thạch. Hề hề lại một lần nữa lặn xuống nước. Bên ngoài, đáng giận, đáng giận Thiên Hà Thánh Học cung. Ai, xui xẻo Tây Môn Hạo a, làm sao không trước thu cái kia lồng giam đâu? Đây chính là đại bảo bối a. Ngã kỳ nhìn màn ảnh ảo não nói thầm lấy, trơ mắt nhìn chính mình học sinh bị người đoạt bảo vật, quả thực phiền muộn. Bất quá ngẫm lại trước đó Tây Môn Hạo đoạt người ta ngủ thải thánh thạch, cũng xem như một thù trả một thù. Nhưng phàn nàng thì phàn nàng, vẫn là tại Tây Môn Hạo trên màn hình ghi chép một bộ áo giáp màu vàng, vàng ống cùng một thanh xiên thép. May mắn gia hỏa, như thế một hồi bốn kiện bảo vật, thật sự là may mắn. Ngã kỳ không khỏi không cảm khái Tây Môn Hạo vận khí nếu như nếu là hắn biết Tây Môn Hạo không chỉ mờ ám hai kiện bảo vật, còn có hơn ba ngàn bạch thủy tinh, không biết có thể hay không thổ huyết. Ha, dễ chịu a. À. Tây Môn Hạo tại một gốc cây chạc bên trên đánh cái thật dài ngáp. Tiểu Tiểu Hề, ta ngủ bao lâu thời gian? Hồi chủ nhân, ngài ngủ ba giờ, trước mắt trạng thái khôi phục như thường. Ba giờ. Có thể. Tây Môn Hạo đứng người lên, đứng cao nhìn xa. Tiểu thế giới này không nhìn thấy bờ, cũng không biết lớn đến bao nhiêu sau lưng liền là đầu kia sông lớn. từ khi giết Kim Giáp Thủy Nhân về sau, hắn liền rời đi đáy sông. trước mắt là một mảnh rừng rậm, nghe không được chim gáy thú minh. thánh điện những cái kia phi cầm cùng tinh thú đều là hậu kỳ nhân công bỏ vào, đây chính là toàn phong bế tiểu thế giới, trừ một chút linh vật, căn bản không có tinh thú cái gì, cho nên trong rừng rậm hết sức an tĩnh. bỗng nhiên, tại rừng rậm chỗ sâu lóe lên một vệt sáng, giống như là tinh lực hào quang. Tây Môn Hạo vội vàng tế ra thiên cơ tán bắn ra tám lần kính nhìn kỹ quả nhiên nơi xa có người đang đánh nhau mà lại cẩn thận nghe còn mơ hồ có thanh âm đánh nhau truyền ra ha 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 xem ra là có bảo vật xuất thế a à. xem hạo gia đi nhặt cái lỗ hổng tây môn hạo nhảy xuống đại thụ sau đó thẳng đến cái kia nơi tranh đấu mà đi xanh thẳm học cung ta khuyên ngươi vẫn là kịp thời rời đi nơi này hôm nay là chúng ta kim hùng học cung một tên người mặc kim hùng thánh học cung đồng phục đeo theo kim hùng huy chương nam tử cầm trong tay một thanh bảo kiếm. Tại hắn bên cạnh, còn có một tên ăn mặc đồng dạng đồng phục nữ tử, đồng dạng cầm lấy một thanh bảo kiếm. Tại đối diện bọn họ, còn có một tên khóe miệng mang máu nam tử, cầm trong tay hai cái rộng lớn đoạn đao, gương mặt không bị trói buộc, chính là Lý Tú Liên. Cái kia hai thanh đoạn đao có chút ý tứ, nói là đoạn đao, không bằng nói là hai cái cỡ lớn dao phay. Hừ, đặc biệt, các ngươi kim hùng học cung người thật không muốn cái bước mặt. Nơi này rõ ràng ta tìm được trước. Các ngươi hai cái cậu nam nữ nếu đánh lén. Các ngươi muốn hay không cái bước mặt. Muốn hay không cái. Lý Tú Liên thật không hổ là Lý Đại Chủy. Cho dù là thụ thương còn lẩm bẩm bức lại nhảy bức lẩm bẩm. Thậm chí còn phun ra một chút mang máu nước miếng. Kim Hùng học cung hai người bị đổi sắc mặt dị thường khó coi. Gặp qua cầu nhau. Chưa thấy qua như thế cầu nhau. Thậm chí còn là tại thời điểm chiến đấu im miệng, lão nương giết ngươi. Nữ tử trước không chịu nổi, phất tay liền tế ra bảo kiếm. Hừ, Tuyết Nhi, nhưng chúng ta song kiếm hợp bích, một chiêu giết hắn. Nam tử cũng tế ra bảo kiếm, hai thanh kiếm báo trong nháy mắt sát nhập, uy lực chợt tăng. Ha ha ha, song kiếm hợp bích, là song tiện kết hợp a. Ha ha ha, đi. Lý Tú Liên vung tay lên, một thanh dao phay bay ra ngoài, đi nghênh chiến bảo kiếm mà đổi thành một thanh thì là trước người tốc độ cao vung vẩy đánh ra từng đạo dao phay hình dạng tinh lực đương 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 thánh khí trên không trung vật lộn mà ba người thì là bắt đầu lợi dụng tinh lực thậm chí ám khí ở phía dưới đánh nhau a à, nguyên lai là đại chủy huynh bị người khi dễ a à. tây môn hảo giấu ở phía xa mượn nhờ tám lần kính nhìn xem trong rừng chiến đấu hai đánh một lý tú liên chiếm hạ phong bất quá ba người đẳng cấp không sai biệt lắm còn có thể kiên trì tại chiến trường cách đó không xa, có một cái nâng lên màu đen thạch bao, rất giống một cái mộ phần. Bất quá thạch bao đỉnh chóp đã bị nện mở, lộ ra một cái lỗ nhỏ, còn có từng sợi nhàn nhạt khói trắng xông ra, rõ ràng bên trong có đồ vật. Ai? Nể tình bạn học, hạo gia giúp ngươi một cái đi. Tây môn hạo họng súng chậm rãi di chuyển, nhắm ngay một nam một nữ kia. Ngay tại lúc đó, hành cáp nhị tướng cũng liền xông ra ngoài. Đi chết đi, Kim Hùng học cung nữ tử bỗng nhiên vọt tới Lý Tú Liên trước mặt, trong tay xuất hiện một cây đoạn kiếm. Chết chính là ngươi. Lý Tú Liên biểu lộ dữ tợn, thái đao trong tay sáng trực lên, một đao chặt xuống nữ tử đầu. Mà đúng lúc này, nam tử bỗng nhiên bay lên không, bắt lại bảo kiếm, từ trên trời giáng xuống, như là thiên ngoại phi tiên đâm về phía Lý Tú Liên đỉnh đầu. Ta mệnh hưu rồi, bị cậu nam nữ hại chết. Lý Tú Liên biết tránh thoát không đi qua, chỉ có thể trong lòng bi thiết, nhưng giao phay vẫn là bổ về phía nữ tử, mang đi một cái là một cái. Ầm. Uhm. Một tiếng vang giòn tại trong rừng rậm truyền ra, sau đó trong không khí xuất hiện một đạo chói tai tiếng gió thổi. Tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, nhưng ba người người nào cũng chưa kịp phản ứng. Vù. Phốc phốc. Đạn chuẩn xác bắn trúng sọ đầu của nam tử, đánh nam tử trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi tung tóe lý Tú Liên cùng nữ tử một mặt, hai người công kích cũng tạm dừng đoạn kiếm đứng tại lý tú liên huyệt thái dương trước, mà món chính đao cũng đứng tại nữ tử trên trán. phù phù. nam tử ngã ầm ầm ở trên mặt đất, cái ốc bị nổ tung một cái lỗ máu, máu chảy ồ ạt. sơn ca. nữ tử cuối cùng phản ứng lại, vội vàng vọt tới, đánh ra một đạo tinh lực bọc lại sọ đầu của nam tử. tuyết tuyết nhi cẩn thận, có người đánh lén. ta ta bị đánh nát một khỏa phụ tinh. phốt. nam tử phun ra máu tươi. đúng lúc này. Cửu tinh thánh tôn hanh các nhị tướng chạy tới. Đi lên không nói hai lời đối một nam một nữ kia liền chào hỏi. Đại chủy huynh. Ngươi xem mau đâu. Công kích A. ầm. Tây môn hạo ở phía xa lại là một thương. Đồng thời nhắc nhở Lý Tú Liên. Lý Tú Liên lúc này mới phản ứng lại. Dẫn theo hai cái dao phay liền xông tới. Rút lui. Nữ tử trực tiếp ôm lấy thụ thương nam tử liền chạy. Đồng thời lấy ra một cái viên cầu nhét vào sau lưng. Oanh. Theo một tiếng nổ vang. Hào quang bắn ra bốn phía, nổ hành cáp nhị tướng trực tiếp bay ngược ra ngoài, Lý Tú Liên cũng là liên tiếp lui về phía sau. Phốc phốc. Bành. Tây Môn Hạo một viên đạn đánh vào nữ tử phía sau lưng, nhưng cũng không có ngăn lại đối phương. Mẹ nó, còn có người cùng Hạo gia một dạng thủ đoạn. Mặc dù cái kia nổ tung không kịp nổ tung tinh cầu, nhưng uy lực cũng là không tầm thường. Khụ khụ khụ. Mẹ nó, chạy, Tây Môn lão đệ, cảm ơn a, à. mau chạy ra đây đi ngươi cũng không phải hầu tử giấu trên cây làm gì lý tú liên đối tây môn hạo ẩn giấu địa phương hô ngươi cái lý đại chủy bất tranh cãi sẽ chết a à. tây môn hạo mấy cái lấp lánh liền đến lý tú liên trước mặt nhìn trong tay đối phương hai cái món chính đau liếc mắt khóe mắt không khỏi co quắp mấy lần đại chủy huynh ngươi trước kia là cái đầu bếp mẹ nó ngươi đây đều biết năm đó ta tại sáng thế không gian thời điểm thừa kế nghiệp cha làm vài chục năm đầu bếp sau này đạt được sư phụ lão nhân gia ông ta chỉ bảo bước lên con đường tu luyện, nhưng vẫn là thường xuyên vẫn là vì chính mình làm một chút mỹ thực. Ngươi là không biết, tài nấu nướng của ta tại quốc gia chúng ta đó là tiêu chuẩn. Có rảnh nhường ngươi. Lý Tú Liên nói đến liền không dứt, có lẽ là Tây Môn Hạo cứu được hắn một mạng qua, nha kém chút liền muốn làm tràn làm Tây Môn Hạo làm một bàn mỹ vị. Dừng lại, dừng lại. Tây Môn Hạo khoa tay một cái, ngừng thủ thế, cái này Lý Đại Chủy, đơn giản liền là đường tăng chuyển thế a đại chủy huynh ngươi thương không có sao chứ tây môn hạo nhìn xem lý tú liên trên môi máu tươi thậm chí trên mặt mình tung tóe vài điểm khụ 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 không có chuyện gì lý tú liên này mới nhớ tới chính mình bị thương vội vàng phục một viên thuốc sau đó đối tây môn hạo cúi người hành lễ tây môn lão đệ ân cứu mạng không thể hồi báo này mới tìm tới địa phương ta còn không có dò xét đưa ngươi nói xong hai cái móng chính đao hướng sau lưng cắm xuống, xoay người rời đi. Vì, ngươi làm gì đi? Tây môn hạo tráng nở, gia hỏa này làm sao cảm giác đều có chút không đáng tin cậy đâu. Đi a, à, nơi này đưa ngươi. Lý Tú Liên dừng bước. Đi, tiến vào trước khi đến ngươi không phải còn muốn cùng ta tổ đội sao? Tây môn hạo kỳ quái. Khục, ta à, cái kia chính là nói một chút. Loại nhiệm vụ này người nào tổ đội a? À? Ngoại trừ vừa vừa rời đi vậy đối mà cậu nam nữ cái khác tổ đội bảo vật thế nào điểm tốt ta đi ngươi chậm rãi đùa nghịch đi lý tú liên nói xong lại muốn rời khỏi dừng lại tây môn hạo một tiếng quát lớn dọa lý tú liên nhảy một cái thậm chí hai tay đặt ở bên hông muốn rút đao tây tây môn lão đệ ngươi muốn làm gì hắc hắc ngươi sợ cái gì tổ cái đội thôi một người quá mẹ nó nhàm chán tìm bạn tình tây môn hạo lấy ra một điếu si gà ném cho lý tú liên sau đó quay người hướng đi thạch bao. Lý Tú Liên nhìn thoáng qua xì gà, lại liếc mắt nhìn Tây Môn Hạo bóng lưng. Lập tức đốt lên xì gà, hít thật sâu một hơi, cảm giác tốt hơn nhiều. Lão đệ chú ý a, à, ta vừa mở ra thời điểm nguy hiểm thật không có bị một cổ khói độc cho phun chết. Lý Tú Liên cuối cùng vẫn quyết định lưu lại, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình hướng mình ném ra cành ô liu, không tiếp thụ liền có chút cho thể diện mà không cần. Ồ, này khói có độc. Tây Môn Hạo dừng bước. Này hẳn không có, lúc trước mở ra thời điểm toát ra một cổ khói đen. Dạ, ngươi xem chung quanh cây cối. Lý Tú Liên chỉ chỉ chung quanh cây cối. Tây Môn Hạo vội vàng nhìn về phía chung quanh, quả nhiên sườn núi chung quanh cây cối đều đã biến thành màu đen, đồng thời khô héo, rõ ràng Lý Tú Liên lời nói không ngoa. Lão đệ đừng nóng vội, nghỉ ngơi trước dưới, một hồi chúng ta cùng một chỗ xuống. Lý Tú Liên ngồi trên mặt đất, nuốt một viên thuốc, hút xì gà khôi phục. Tây môn hạo thì không phải vậy. Trong lòng hơi động, hành cáp nhị tướng tiến lên đem sườn núi bổ ra, lộ ra một cái cửa hang. Lại là hầm ngầm, chẳng lẽ lại là túi trữ vật biến thành? căn cứ kinh nghiệm của ta, hẳn là trữ vật bảo vật hóa thành. Xem ra lão đệ thu hoạch rất tốt a. À. Tìm được một cái đại năng túi trữ vật. Lý tú liên con hàng này cho dù là khôi phục thương thế cũng không quản được cái miệng đó. Hắc hắc, tạm được, vận khí mà thôi. Ta nhường khôi lỗi trước đi xuống xem một chút. Tây Môn Hạo trong lòng hơi động, hành các nhị tướng tuần tự nhảy xuống. Ha ha, tùy ngươi, bên trong bảo vật ta không lấy, đều là ngươi. Lý Tú Liên cũng tính đầy nghĩa khí. Tây Môn Hạo cười cười không nói chuyện, mà là nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hành các nhị tướng truyền về hình ảnh, quả nhiên lại là một cái hầm ngầm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.